Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh ngoài ý muốn, rất có thể là có trọng bảo sắp xuất thế. Lan Nặc nhìn tường thành nguy nga, đột nhiên có chờ mong mới đối với Thượng Thương Cổ Thành. Chỉ cần bảo bối xuất thế liền sẽ thuộc về chúng ta. Lan Đạo có chút ngẩng đầu, đối với bảo vật của Thượng Thương Cổ Thành là tình thế bắt buộc. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, nếu gặp, chính là ông trời chiếu cố, nhất định phải bắt lấy. Lan Dận thúc giục nói. Người của phe phái Đông Hoàng cũng đã sắp đến, chúng ta mau chóng đi thôi. Con thuyền to lớn dâng lên ánh sáng ngập trời, mở ra hư không, phóng tới tầng mây, muốn vượt qua tường thành. Nhưng, chuyện thần kỳ phát sinh. Bất kể chiến thuyền có xông lên phía trên như thế nào, đều không nhìn thấy đầu tường. 3 vạn mét, 5 vạn mét, thậm chí 10 vạn mét. Càng là đi lên, áp lực đến từ thượng giới càng lớn, tốc độ chiến thuyền càng chậm, cũng càng gian nan. Xảy ra chuyện gì? Biểu hiện của đám người Lan Đạo dần dần nghiêm trọng lên. Các trưởng lão thần giáo chấn giữ bên trong chiến thuyền lần lượt đi tới. Tường thành đang sinh trưởng, hay là một loại huyễn trận nào đó? Lên! Một vị trưởng lão tế bảo luân màu đen lên, đón gió căng phồng, gào thét xoay tròn, giống như là tòa vẫn thạch đen đánh tới tường thành. Ầm ầm, một loại khí tức hoang cổ mãnh liệt lao ra, va chạm bảo luân màu đen. Bảo luân giống như là hãm sâu đến trong vũng bùn trống không, nhanh chóng ảm đạm, hóa thành bụi, tiêu tán giữa trời. Các trưởng lão thần giáo hít vào từng ngụm khí lạnh, kinh sợ lui lại 2 bước. Chiến thuyền oanh minh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Tường cổ thành đã biến mất tại thời đại viễn cổ, lại còn có thể có uy thế như thế. Bọn người Lan Đạo kinh hồn khó định. Vừa mới đây chính là một kích toàn lực của cao giai niết bàn cảnh, vậy mà liền tiêu tán như thế. Một vị trưởng lão nói. Đưa tin tức về thần giáo, xin mời Thánh Tôn giáng lâm. Các cường giả phương Bắc tụ tập trong dãy núi phía dưới nhao nhao nhìn lên bầu trời xa xa. Cửu Thiên thần giáo đâu? Làm sao lại biến mất rồi, là tiến vào, hay là bị ngăn cản? Trước đó bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần, bất luận là nhân tộc hay là mãnh cầm. Đều khó mà bay qua tường thành, Cửu Thiên thần giáo đâu? Có thể đi qua rồi sao? Cửu Thiên thần giáo giáng lâm tại phương Bắc không lâu sau, một mảnh cầu vồng kinh thế đến tường thành Nam Bộ. Hào quang màu vàng sáng lạn như mặt trời, tràn ngập uy thế cuồng bạo. Lại là một con bỉ mông cự thú toàn thân kim hoàng, cao hơn 200 mét, hùng tráng uy mãnh, gương mặt nó dữ tợn, mắt hung miệng rộng, răng nanh bén nhọn nhìn thấy mà giật mình. Thân thể hoàng kim giống như là ngọn núi đổ bê tông. Chu Thiên thần điện. Mọi người nhao nhao kinh hô, số lượng lớn mãnh thú sợ hãi ẩn núp. Tại đại địa trung vực, người người đều biết huy danh bỉ mông cự thú, cũng đều biết bọn chúng thuộc về hoàng đạo cao ngạo, Chu Thiên thần điện. Một nam tử cả người khoác trọng giáp khiêng kiếm bản rộng, ánh mắt bén nhọn dâng lên giống như là đao khí, ngóng nhìn tường cao đột ngột nhảy lên nguy nga. Thượng Thương cổ thành, là ai đánh thức ngươi? 7 năm trước tới đây chạm qua vận khí, kết quả không thu hoạch được gì, không nghĩ tới Thượng Thương cổ thành lại tự mình thức tỉnh. Một nam tử thanh tú ôm lấy cười lạnh thản nhiên trên mặt, ngắm nhìn tường thành bàng bạc khí thế. Hắn vô cùng anh tuấn, da thịt trắng nõn như ngọc, thế nhưng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo phá hủy cảm giác chỉnh thể. Giọng nam tử mặc trọng giáp vang dội, khí thế bàng bạc. Tin tức đang gây nên oanh động, tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo cũng có thể giáng lâm. Chúng ta mau chóng hành động. Chỉ cần chúng ta phát hiện ra bảo bối trước liền không có người dám cướp. Một nữ tử lãnh diễm cả người tư thế uyển chuyển nhắc nhở bọn hắn. Điện chủ nói dị tượng tại Thượng Thương cổ thành rất đặc biệt, có thể sẽ gây nên náo động lớn hiếm thấy. Ngài ấy đã phát đi chiếu lệnh đến Thiên Khải chiến trường, đoán chừng không lâu sau đó sẽ có Thánh Vương dẫn người giáng lâm. Chúng ta chỉ là tiên phong, sứ mệnh là điều tra nguyên nhân. Nam tử anh tuấn cười nói. Chúng ta đương nhiên là đến điều tra, nhưng đụng phải bảo bối, cũng không có không cầm đạo lý đi. Nữ tử nói, tận lực không cần cùng thế lực khác nổi xung đột, ta có dự cảm, bí mật Thượng Thương cổ thành bừng tỉnh, mới là bảo tàng thật sự. Giống, hoàng kim bỉ mông khí thế cuồng bạo, tứ chi tráng kiện cuồng kích bầu trời, hóa thành cầu vồng kinh thế, trực tiếp đánh tới tường thành. Vang dội, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, rung động hoang dã. Hoàng kim bỉ mông giống như đụng phải một loại thần khí nào đó, hài cốt toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì vỡ nát. Nó sôi trào khí huyết, ngửa mặt tung bay,
lại giống như rơi vào vũng bùn thời gian, thân thể hùng tráng đang nhanh chóng suy yếu. Là, mau rời khỏi nơi này. Ba vị nam nữ kêu lên đầy sợ hãi, cường giả phía sau bọn hắn đồng thời phóng thích uy thế cường đại, cuồng dã phách trảm mê vụ xung quanh. Hống hống hống. Hoàng kim bỉ mông kích phát uy thế huyết mạch, kim quang cuồn cuộn không dứt, thân thể tráng kiện cuồng bạo trùng kích. Dãy giụa kịch liệt, tràng diện rung động, kinh động đến các cường giả tụ tập phía dưới. Giống. Hoàng kim bỉ mông cuồng lực cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn, mạo hiểm tránh thoát giam cầm, thoát khỏi hơn vạn mét. Cứ như vậy, giữa mấy hơi ngắn ngủi, nó đã gầy hai vòng, từ xương cốt đến huyết nhục hiện ra suy yếu, thân thể to con nhẹ nhàng run rẩy. Tường thành lại còn có thần uy. Ba vị nam nữ kinh hồn khó định, nó đều mai táng đã bao nhiêu năm rồi cơ mà. Làm sao còn có thể có năng lượng mạnh như vậy? Giống. Hoàng kim bỉ mông vung vẩy cánh tay, thân thể giống như kim sơn cuồng nộ gào thét với tường thành. Vừa mới một khắc này, nó cảm giác mình giống như là muốn chết rồi. Bên trong mê quang giống như có vô số oan hồn cường giả nhân tộc đang gầm thét với nó. Các ngươi đều chán sống. Tại sao không nhắc nhở chúng ta? Nam tử anh Tuấn đột nhiên liếc nhìn đám người, xem kịch, nơi xa, hai mắt như điện, giận dữ thét lên ra lệnh. Giết! Giống! Hoàng kim bỉ mông bỗng nhiên quay người, kim quang cuồn cuộn, xẹt qua trời cao, cuồng bạo đánh tới ngọn núi cao kia. Ngọa tào, liên quan gì tới chúng ta? Đám người trên núi dưới núi quá sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn, lại đều chưa kịp. Hoàng kim bỉ mông va chạm núi cao, dẫn phát bạo tạc thảm liệt, núi lớn 3.000 mét dữ dội nổ nát vụn, đất đá bay loạn, bụi mù tràn lan, đám người trên dưới núi bị vô tình nổ nát vụn. Đám tán tu, cường tộc xung quanh sợ hãi chạy trốn. Hoàng kim bỉ mông đạp tan phế tích, phóng lên tận trời, rơi xuống trước mặt một đám người, miệng rộng mở to, gào thét thật lớn, răng nanh dữ tợn dài đến 30, 50 mét, kinh hồn nhiếp phách. Tha mạng, tha mạng. Chúng ta cũng là vừa tới. Chúng ta thật sự là vừa tới. Một đám người sợ hãi quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu. Nói, tường thành là thế nào? Nam tử anh Tuấn mặt mũi tràn đầy sát khí. Chúng ta vừa tới, nghe người ta nói tường thành có thể sinh trưởng vô hạn, mặc kệ ngươi bay cao bao nhiêu, cũng bay không đi qua. Rất nhiều người muốn phá tan tường thành, nhưng bất luận là vũ khí hay là võ pháp, đều không lay động được một chút nào. Có một số yêu thú và vũ khí còn bị mê quang bao phủ, biến thành bụi. Các cường giả Chu Thiên Thần Điện nhao nhao nhìn ra tường thành, bay không qua, còn không lay động được. Tòa tường thành này mai táng trong mặt đất đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn còn có uy thế năm đó? Thượng Thương Cổ Thành là pháo đài đồ đằng của nhân tộc, mấy chục vạn năm chống cự yêu ma chết ở bên ngoài tường thành nhiều vô số kể, cường giả nhân tộc mai táng bên trong càng là vô số kể. Nếu như tường thành của Thượng Thương Cổ Thành còn có uy thế năm đó, ai có thể phá vỡ được đây? Chẳng lẽ phải mời Thánh Hoàng giáng lâm sao? Mặt mũi bọn hắn tràn đầy rung động, biết Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh không tầm thường, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hoàng Kim bị mông thú nhìn qua tường thành nguy nga, rất không cam tâm. Nó mở cái miệng rộng đầy răng nanh, cuồng dã gào thét, bốn cái móng vuốt bén nhọn mãnh liệt đánh ra, kim quang sôi trào, phóng lên không trung. Thế nhưng, mấy ngàn mét, 10 ki, lô, mét, 3 vạn mét, 5 vạn mét, bỉ mông cự thú khiêng càng ngày càng bị áp lực nặng nề đè ép, nó bay lên không 8 vạn mét, lại nhìn tường thành mãi vẫn nhìn không thấy bờ. Nam tử mặc trọng giáp của Chu Thiên Thần Điện vẻ mặt nghiêm trọng. Khuếch tán tin tức ra, xin mời thánh linh các phương giáng lâm, liên thủ dung chuyển tường Thượng Thương Cổ Thành. Nữ tử xinh đẹp cũng nói, tường Thượng Thương Cổ Thành mai táng đã lâu. Không thể nào còn có uy thế năm đó được, chỉ cần tập kết cường giả thánh linh, liên thủ tấn công mạnh, hẳn là có thể dung chuyển nó. Không lâu sau đó, Đại Quang Minh Thần Điện từ Tây Bộ giáng lâm, Xích Thiên Thần Triều tại Đông Bộ giáng lâm, còn có đội ngũ hoàng tộc khác của Trung Vực. Bọn hắn thử qua các loại thủ đoạn, bao gồm cả di chuyển từ dưới đất, vượt qua không gian các loại, đều không thể xông vào Thượng Thương Cổ Thành. Uy thế cường đại của tường cổ thành để bọn hắn ngoài ý muốn. Nhưng ngược lại là càng kích động. Nếu ngay cả như thế này tường thành đều đã thức tỉnh, một ít bí mật mai táng bên trong cũng có thể là đã thức tỉnh. Quả thực là một siêu cấp bảo khố. Bọn hắn lập tức khởi xướng hiệu triệu, xin mời các phương triệu tập bán thánh, thậm chí thánh nhân,
giáng lâm Thượng Thương cổ thành, liên thủ công phá, cùng hưởng bảo tàng. Thượng Thương cổ thành tường còn có dự uy năm đó. Bí mật Thượng Thương cổ thành ngủ say sắp thấy lại ánh mặt trời. Tứ đại chí tôn hoàng đạo liên thủ mời quần hùng thiên hạ tề tụ, phá vỡ tường Thượng Thương cổ thành, cùng hưởng bảo tàng hồng hoang. Tin tức giống như là che trời biển động, lấy Thượng Thương cổ thành làm trung tâm phấp phới giữa Thương Huyền đại lục. Oanh động, oanh động, oanh động to lớn trước nay chưa có. Ngày mùng 2 tháng 5, một trận hành động lớn do Thương Huyền liên hợp triển khai ở bên ngoài tường thành Thượng Thương cổ thành nguy nga cực kỳ oanh động. Cửu Thiên Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Minh Thánh Điện, Xích Thiên Thần Triều, Tứ Đại Thiên Tôn Hoàng Đạo liên hợp với Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Bát Bộ Hoàng Đạo, cùng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, còn có vô số cường tộc uy chấn một chỗ, tập kết 33 vị thánh linh, 58 vị bán thánh, khởi xướng tấn công mạnh đối với tường Thượng Thương cổ thành. Nhưng, tấn công mạnh kéo dài 3 ngày 3 đêm, bức tường của Thượng Thương cổ thành vẫn lù lù bất động, ngược lại tại đòn tấn công cuối cùng bộc phát ra uy lực và năng lượng cường đại, khí lãng cuồn cuộn kéo dài 3.000 dặm, chôn vùi dãy núi, nhiều tộc loại chết thảm vô số. Toàn bộ bán thánh, thánh nhân, bị trọng thương. Ngày mùng 7 tháng 5, tất cả thánh linh, bán thánh, liên hợp mấy trăm cao giai niết bàn cảnh, tề tụ ở tường thành Tây Bộ, tập trung toàn bộ lực lượng, khởi xướng thế công hủy diệt tường Thượng Thương cổ thành. Nhưng, tường thành chẳng những không có dao động, ngược lại còn triệt để thức tỉnh, sôi trào lên uy thế ngập trời, hình thành pháp trận cuồn cuộn, che đậy di tích Thượng Thương cổ thành. Sau đó, tường thành kéo dài hơn 6.000 dặm, xuất hiện 4 cánh cửa thành. Các phương phấn chấn, chen chúc mà vào. Nhưng, chuyện thần bí lại xảy ra. Toàn bộ yêu thú bị ngăn cách ở bên ngoài, cưỡng ép xông vào đều chết thảm. Con người liên tiếp xông qua đều hứng chịu một loại phong ấn nào đó, thực lực giảm lớn. Trải qua lặp đi lặp lại điều tra nghiên cứu thảo luận, các phương rốt cuộc đã hiểu nguyên do. Thượng Thương cổ thành là tòa đại thành chống cự yêu ma đầu tiên do tiên tổ nhân tộc tạo thành để thủ vệ, mấy chục vạn năm từng chịu đựng vô số lần mãnh thú tập kích, uống no máu tươi yêu ma. Cho nên, khi tường thành thức tỉnh, ký ức khôi phục, nó không cho phép bất cứ gì yêu ma đi đến, người nào xông vào, chết. Thượng Thương cổ thành là pháo đài chiến tranh, chịu đựng yêu ma đả kích, cũng gặp phải âm mưu quỷ kế. Cho nên, đối với tân khách nhân tộc đến thăm cũng sẽ thực hành quản thúc, cưỡng ép phong ấn, áp xúc đến bên trong phạm vi không thể làm được gì. Bây giờ thì nhân tộc tương đương với tân khách đến thăm, cũng tự nhiên mà sẽ tiến hành áp chế. Lặp đi lặp lại trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, bất luận là thánh linh, bán thánh, hay là cao giai niết bàn cảnh, chỉ cần bước qua cửa thành, cảnh giới liền sẽ bị cưỡng ép đến niết bàn cảnh sơ kỳ. Cao nhất là tam trọng thiên, mà còn là tình huống thánh nhân. Phổ biến đều tại nhất trọng thiên, số ít nhị trọng thiên. Nói cách khác, trong vòng cảnh giới này đã từng bị cổ nhân coi là phạm vi không thể làm gì. Loại tình huống quỷ dị này để các phương sợ hãi thán phục trước sự cường đại của tường Thượng Thương cổ thành, cũng sinh ra do dự dò xét nội bộ Thượng Thương cổ thành. Nhất là bán thánh cùng thánh nhân, nếu như bọn hắn đã mất đi ưu thế cảnh giới, rất có thể sẽ bị xem như con mồi, điên cuồng vây bắt. Cuối cùng, các phương đạt thành ăn ý, bán thánh, thánh nhân, cao giai niết bàn cảnh phân tán đến ngoài 4 cửa thành, chờ đợi tin tức. Còn lại tiếp nhận phong ấn, tiến vào Thượng Thương cổ thành thăm dò. Ngày 10 tháng 5, bọn người Khương Phàm ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc cũng đến được Thượng Thương cổ thành. Nếu như không phải là bởi vì tận lực tránh khỏi lãnh địa của một ít cường tộc đại phái, không ngừng đi đường vòng, bọn hắn còn có thể càng nhanh hơn. Trong thời gian này Khương Phàm đã nhiều lần thử mở ra thân thể bảo tàng, lại đều không thể thành công. Tuy nhiên, hắn từ trong nhẫn không gian của Lãnh Văn Thanh đạt được chế phẩm thương sinh cung phục, ngừng tụ ra sát sinh tiễn, uy lực vô cùng vui mừng. Nơi đó chính là Thượng Thương cổ thành. Khương Phàm đứng tại đỉnh núi, nhìn qua tường thành nguy nga xa xa. Ở trong trí nhớ kiếp trước, Thượng Thương cổ thành chỉ còn là cái tên, ngay cả hình dáng đều bị rừng rậm tươi tốt bao phủ, không nghĩ tới lại còn tường thành rộng rãi bao la hùng vĩ đang ngủ say như vậy. Tất cả đều là hoàng tộc hoàng đạo sao? Dương Biện nhìn lên năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời, hắn kích động lại càng khiếp sợ. Loại, hội tụ, quy mô này tại hải vực bọn hắn cũng không thấy nhiều. Yêu thú không được đi đến, cảnh giới ở bên trong sẽ thụ áp chế. Bọn người Khương Phàm đã tìm hiểu tốt tình huống,
đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng thánh linh và bán thánh ở phía ngoài lại đang nhìn chằm chằm, đi đến thì dễ, đi ra sẽ phải tiếp nhận nghi vấn của bọn hắn. Ta ở lại bên ngoài, các ngươi coi chừng. Khương Bân đã thay đổi thành hình người. Chú ý an toàn, không được sinh sự. Ngươi đi xung quanh Bắc Bộ, khả năng cuối cùng chúng ta sẽ đi ra từ nơi đó. Khương Phàm không thể không làm tốt chuẩn bị bại lộ thân phận. Đến lúc đó, nơi tương đối an toàn, chỉ có cửa thành Bắc, nơi đó có Cửu Thiên Thần Giáo. Ta cũng không vào đi. Hàn Ngạo chau mày, ngắm nhìn nguy nga đại thành cao lớn. Hắn giống như có thể rõ ràng cảm nhận được địch ý của tường thành, đại long đao cũng đang chấn động. Bức tường kia coi hắn là rồng. Các ngươi bảo vệ tốt mình. Khương Phàm chào hỏi Lý Dần, Dương Biển, Chu Thanh Thọ, trà trộn vào biển người náo nhiệt phía trước. Tường thành không chỉ có nguy nga, còn vô cùng khoan hậu, thời điểm đi qua cửa thành lại đi hơn 300 mét. Ánh sáng rực rỡ bao phủ bọn hắn, vậy mà kích thích thú hồn của Khương Phàm, Lý Dần, Dương Biển, có loại cảm giác áp bách bị theo dõi. Xuyên qua cửa thành, bên trong là rừng rậm tươi tốt. Đại thụ cổ lão cao mấy trăm mét mấy ngàn mét có thể thấy được ở khắp nơi, thân cây tráng kiện, chạc cây tươi tốt, giống như là núi cao san sát đọng lại cùng một chỗ. Tia sáng lờ mờ, lộ ra kiềm chế cùng nguy hiểm. Đuổi theo, Khương Phàm xông vào rừng rậm lờ mờ, cảm nhận được Ngọc Tỷ truyền quốc. Thế nhưng, loại cảm giác này vẫn rất phiêu miểu, có thể xác định đại khái phương hướng, cũng rất khó xác định vị trí chân thực. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Khương Phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít vết nứt phong ấn cũng không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Rất có thể là do lúc đó nhận lấy hệ thống thế giới kích thích, sinh ra cộng minh kịch liệt, sau khi truyền thừa kết thúc kích thích cũng đã biến mất, Ngọc Tỷ truyền quốc liền khôi phục bình tĩnh, lực lượng phong ấn một lần nữa bắt đầu nhận áp chế. Tuy nhiên, đã có vết nứt liền phải kịp thời phong ấn, bằng không đợi những thánh vương kia giáng lâm, hoặc là thánh hoàng đích thân tới. Vết nứt dù có nhỏ hơn đi nữa thì cũng đều có thể bị bọn hắn phát hiện. Thiên hậu hẳn là sẽ đến, còn có Diêm Bá. Tìm tới bọn hắn hẳn là có cách. Khương Phàm xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm bóng dáng thiên hậu. Phạm vi thượng thương cổ thành vô cùng lớn, tung hoành mấy ngàn dặm, cho nên ngoại trừ lối vào náo nhiệt điểm, càng là đi vào trong, bóng người càng ít. Khương Phàm mang theo bọn người Dương Biện bay vọt vào trong xâm nhập. Giữ vững tinh thần. Tình huống nơi này sẽ càng ngày càng hỗn loạn, tất cả mọi người đều là con mồi. Khương Phàm nhắc nhở bọn hắn, cũng đang yên lặng cảm nhận thiên hậu, Diêm Bá. Nửa ngày sau, một mảnh cường quang ánh sáng chói mắt mãnh liệt nở rộ sâu trong rừng rậm, phóng lên tận trời, đụng chạm bình chướng bảo vệ cách vạn mét phía trên, kích thích tạo thành gợn sóng. Trong vòng phạm vi trăm dặm có thể thấy rõ ràng, rừng rậm mờ tối đều bị chiếu thấu. Nhưng ánh sáng mặc dù mãnh liệt, cũng biến mất rất nhanh. Có trọng bảo xuất thế. Số lượng lớn tán tu bạo động, xông về nguồn sáng. Đi qua nhìn một chút. Khương Phàm mặc dù vội vã tìm thiên hậu, nhưng cũng không phải quá vội vã như vậy, có bảo bối đương nhiên muốn nhìn. Đều lùi xuống cho ta. Đây là Chu Thiên Thần Điện chúng ta phát hiện, không có chuyện của các ngươi. Tám vị nam nữ tử canh giữ ở xung quanh hố sâu, quát tháo đám tán tu đang chạy đến. Đám tán tu tranh nhau nhìn đến hố sâu, mặt mũi tràn đầy tham lam, lại đều không dám mạo phạm Chu Thiên Thần Điện. Có người lấy lòng nói. Chu Thiên Thần Điện không hổ là chí tôn hoàng đạo, vừa mới tiến đến liền phát hiện bảo địa. Không biết các ngươi là làm thế nào phát hiện, có thể điểm chỉ đạo cho chúng ta hay không? Cút! Tám vị trấn thủ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, tản ra khí thế cường đại. Bọn hắn xem xét chính là bị áp xúc cảnh giới. Thực lực thật sự khẳng định là tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đi lên. Người kia chưa từ bỏ ý định, vẫn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Chúng ta đều là từ Nam Bộ tới, một mực rất kính sợ Chu Thiên Thần Điện. Ha ha, các ngươi ăn thịt, có thể cho ta uống chút canh hay không? Cút, muốn chết sao? Cường giả chí tôn hoàng đạo cũng sẽ không để ý những tên gia hỏa hèn mọn này. Đúng đúng đúng. Người kia liên tục cười làm lành lui lại. Nhưng con mắt vẫn trực nhìn chằm chằm hố sâu phía trước. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, không thiếu cường tộc, thế lực trung nam nhưng đều bị Chu Thiên Thần Điện ngăn ở bên ngoài. Cho đến khi, đội ngũ Thái Cổ Thần Miếu đến, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Oa a, Thái Cổ Thần Miếu, Hoàng Đạo Tây Nam.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai đại hoàng đạo gặp nhau, bọn hắn cơ bản đều là hoạt động tại chiến trường Thiên Khải. Có ai biết nam tử phía trước không, thật là anh tuấn, thật là có khí chất. Thái cổ thần miếu đều có nhân vật thiên kiêu nào. Thái cổ thần miếu rất thần bí, không xuất hiện ở hạ giới. Tuy nhiên, có thể dẫn đội tiến đến, còn được ủng hộ, khẳng định là truyền nhân cường đại cấp thiên phẩm. Thiên phẩm. Đám người bạo động, hiếu kỳ nhìn thái cổ thần miếu, cũng đều đang mong đợi hai bên có thể đánh lên, bọn hắn sẽ thừa dịp loạn trà trộn đi vào kiếm chút bảo bối. Nơi này là chúng ta phát hiện, là thuộc về chúng ta. Thái cổ thần miếu, các ngươi tìm bảo bối của mình đi. Một vị lão giả tóc hoa râm đi đến phía trước, cường thế giằng co. Hắn là trưởng giả thần điện, cảnh giới ở bên ngoài là niết bàn thất trọng thiên, mặc dù bị áp xúc thực lực, nhưng các loại vấn đề như khí thế, thể chất, vẫn vô cùng cường đại. Di tích tại Thượng Thương Cổ Thành là tài phú tiên tổ nhân tộc để cho hậu đại chúng ta, thuộc về bất cứ kẻ nào, lại không thuộc về bất cứ kẻ nào, không phải là chúng ta tuyển bọn chúng, mà là bọn chúng lựa chọn chúng ta. Các ngươi cưỡng ép chiếm lấy, chỉ sợ không ổn đâu. Một thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước, cười nhạt. Các cường giả tụ tập dùng sức gật đầu, vô cùng đồng ý với lối nói của hắn. Nhưng e ngại tại hung uy của Chu Thiên Thần Điện, bọn hắn đều ngậm miệng, không dám lên tiếng. Chúng ta phát hiện là thuộc về chúng ta. Lão giả giằng co, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Thiếu niên thẳng tắp cao lớn, anh tư bừng bừng, vỗ quạt cười nói. Các ngươi chỉ là phát hiện bọn chúng sẽ cảm tạ các ngươi giúp chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Nhưng ai sở hữu, vẫn phải xem duyên phận. Tạ Ninh, chớ gây phiền toái cho mình. Chỉ với chút người các ngươi đây, còn chưa đủ khiêu chiến Chu Thiên Thần Điện chúng ta đâu. Ta cũng không có nói muốn khiêu chiến ai, ta chỉ nói là lời công đạo. Mọi người thấy ta nói đúng không? Tạ Ninh mở tay ra, ra hiệu với đám tán tu, cường tộc xung quanh. Hơn trăm người dùng sức gật đầu, tương đương với đồng ý. Nhưng ở ánh mắt bén nhọn của tám vị cường Chu Thiên Thần Điện giả quét tới, bọn họ đều hậm hực tránh khỏi ánh mắt. Nơi này không thuộc về các ngươi không có tư cách chiếm lấy, nhường đường. Tạ Ninh khép lại quạt giấy, tự nhiên phóng khoáng đi đến phía trước, trực diện lấy cầm đầu cường giả Chu Thiên Thần Điện. Tránh ra! Cường giả sau lưng Tạ Ninh đều là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, bị áp chế thực lực, nhưng không có ngăn chặn được khí thế cường đại của bọn hắn. Trên trăm vị đám tán tu đồng loạt bước về phía trước, nhưng không có người nào khiêu khích Chu Thiên Thần Điện, mà gom lại phía sau thái cổ thần miếu. Cây lớn hóng mát tốt, đi theo là được. Cường giả Chu Thiên Thần Điện đang muốn giằng co, trong hố sâu lại truyền đến vài tiếng cười lạnh. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là Tạ Ninh. Diệp Trục Thiên đâu, làm sao lại không đến? Thái Tuế đâu, cơ duyên nơi này còn không đáng cho hắn đích thân tới. Tạ Ninh nhìn nam tử mặc trọng giáp đi ra, cười nhạo một tiếng. Là Tần Ngao Thương sao, nhớ bọn hắn à? Thiên Khải chiến trường đánh ngươi còn chưa đủ đau. Nam tử mặc trọng giáp từ trong hố sâu đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi còn không có tư cách phách lối ở trước mặt ta. Ta có đủ tư cách hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, cũng đừng có ở chỗ này cố làm ra vẻ. Bảo người của các ngươi tránh ra, bảo bối nơi này thuộc về tất cả mọi người, không phải là của Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Lần này ngươi dùng giải thích lộn chỗ rồi. Chúng ta phát hiện là thuộc về chúng ta. Ngươi không phục, cứ việc tới thử xem. Trọng kiếm trong tay Tần Ngao Thương vừa rơi xuống phía trước, bất chợt đã chỉ đến Tạ Ninh, một ngoại khí thế bá liệt tràn ngập trong rừng rậm, nhấc lên lá khô đầy đất. Tám vị Chu Cường giả Thiên Điện toàn bộ đứng ở sau lưng Tần Ngao Thương, giằng co với năm vị nam nữ của Thái Cổ Thần Miếu. Tạ Ninh phóng khoáng cười khẽ, bình thản ung dung. Ta thắng, các ngươi tránh ra. Tần Ngao Thương dùng sức nắm chặt trọng kiếm, giống như là lão tướng sát tràng, khí tức sát phạt đầy người. Ngươi có thể thắng ta, ta liền tránh ra. Ngươi thắng không được, thì cút. Được, Tạ Ninh ta sẽ vì mọi người kiếm cái công bằng. Tạ Ninh mở hai tay ra, nhìn toàn trường xung quanh. Hơn trăm người kích động dùng sức gật đầu, cũng không dám công nhiên cổ động, miễn cho đắc tội Chu Thiên Thần Điện. Tuy nhiên, khi hai bên đang khiêu chiến hết sức căng thẳng, trong hố sâu lại liên tiếp nhảy ra hai bóng người. Tạ Ninh, chỉ một mình ngươi sao? Thái cổ thần miếu là quá để mắt ngươi, hay là xem thường Thượng Thương Cổ Thành này? Ô ô ô, ta tưởng là ai chứ, thì ra là Tiểu Ninh Ninh tới,
đã lâu không gặp, ta vẫn rất nhớ tới người đấy. Một nam một nữ từ bên trong đi ra, cười lạnh hai tiếng, kêu gọi Tần Ngao Thương. Đồ đều đã tới tay, đừng chơi với hắn nữa. Là thứ gì? Ánh mắt Tạ Ninh run lên. Đương nhiên là đồ tốt, rất nhiều đồ tốt. Ngươi muốn không, không cho, ha ha. Nam tử thanh tú cười sảng khoái hai tiếng, sau đó xông vào trong rừng rậm. Tạ Ninh, các ngươi tới quá ít người, tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn đều phức tạp hơn nhiều. Nữ tử uyển chuyển, theo sát xông vào cánh rừng. Muốn bảo bối, tự mình tìm đi, cướp đồ của người còn dùng lẽ thẳng khí hùng. Tần Ngao Thương khiêu khích, đi qua trước mặt Tạ Ninh, chào hỏi người rời khỏi. Bọn hắn vừa đi, đám tán tu, cường tộc tụ tập xung quanh rốt cuộc cũng theo khó không được, tranh nhau chen lấn xông vào hố sâu. Công tử, chúng ta còn đi đến không? Cường giả bên cạnh Tạ Ninh hỏi thăm. Nếu Chu Thiên Thần Điện phát hiện nơi này, bảo bối hẳn là đều đã bị cuốn đi. Vào xem. Tạ Ninh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng quả thật có chút uất ức. Kỳ thật thần miếu bọn hắn tới rất nhiều người, đều là cao giai niết bàn, bán thánh, thậm chí là thánh nhân. Thế nhưng, tường thành hạn chế, để bọn hắn hoàn toàn không có ưu thế, các trưởng lão đều ở lại bên ngoài, chỉ có thể do hắn dẫn người tiến đến. Thái Tuế đã có tin tức, lại chậm chạp không có tới. Diệp Trục Thiên càng là đã biến mất rất lâu. Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng cần phải cùng hoàng tộc hoàng đạo khác cạnh tranh, chỉ bằng một mình hắn thì vẫn yếu đi chút. Khi bọn hắn tiến vào hố sâu không lâu, Khương Phàm từ trong rừng rậm đi tới, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt sau đó cũng đi theo vào. Hố sâu một mực kéo xuống hơn 3.000 mét, giống như là thông đến vực sâu vô tận. Là một tòa địa cung mai táng vô tận, bị Chu Thiên Thần Điện phá đỉnh cung, xuất hiện một cái lỗ rách. Địa cung cao tới 100 mét, rộng lớn khổng lồ. Đập vào mi mắt đầu tiên là một gốc đại thụ tàn lụi khô héo ở chính giữa. Lá khô trái cây rơi đầy đất, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành bụi. Không ai để ý đến cái cây to này, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở địa cung bên trên bốn cái miếu thờ ở bốn hướng. Bên trong trống rỗng, hẳn là đã bị Chu Thiên Thần Điện càn quét sạch sẽ. Mọi người cảm thấy thật đáng tiếc, vốn cho rằng có thể uống ngụm canh, kết quả ngay cả chút mùi cũng đều không ngửi thấy. Có một ít người bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi thẳng. Tạ Ninh đứng trước đại thụ mục nát. Cẩn thận quan sát, muốn xác định đây là một gốc cây gì. Khương Phàm nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện bảo bối, ánh mắt cũng rơi vào trên đại thụ. Tòa cổ điện này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, rất có thể là năm đó tự mình trầm luân, phong ấn bản thân. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, nhận đại đạo kích thích mới thức tỉnh, nói rõ đã từng vô cùng quan trọng. Nơi quan trọng như vậy, cất giữ đều là đồ quan trọng, cây này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đan Hoàng cũng xuyên thấu qua ý thức Khương Phàm, cẩn thận quan sát. Nhìn rất bình thường. Sư phụ lúc nào ngài lại võ đoán như thế? Lại nhìn kỹ một chút, nơi này chính là bảo điện thời đại hoang cổ. Ta đọc qua vô số tư liệu lịch sử, đối với các loại dược liệu thảm thực vật đều có nghiên cứu, có vấn đề hay không ta một chút liền có thể. Có vấn đề. Khương Phàm đến gần đại thụ, chạm đến vỏ cây khô nứt. Đại thụ cao tới 100 mét. Một mực đội lên đỉnh địa cung, chạc cây thô già lan tràn dọc theo đỉnh cung leo lên. Thân cây vô cùng tráng kiện, 10 người khó mà vây quanh. Nhìn giống như cây già phía ngoài cũng không có khác nhau quá nhiều, tuy nhiên vỏ cây rạn nứt tạo thành đường vân có chút cổ quái, giống như là chữ cổ phức tạp, lại như là một loại phù văn đồ đằng nào đó. Lá cây rơi trên mặt đất, giống như cũng có đường vân tương tự, chỉ là khô héo nghiêm trọng, không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Linh hồn Đan Hoàng xuất hiện dao động rõ ràng. Trên mặt đất có trái cây, nhặt một cái nhìn xem, chú ý, dáng vẻ tùy ý, hững hờ chút. Khương Phàm sờ lấy vỏ cây, tùy tiện di chuyển, tiện tay nhặt lên một quả trái cây trên mặt đất. Trái cây đụng một cái liền biến thành bụi, tuy nhiên bên trong lại có một hạt gì đó. Mượt mà bóng loáng, giống như là viên ngọc thạch được tỉ mỉ rèn luyện. Sờ lấy, lại cảm thấy từng tia ôn nhuận. Đốt. Đan Hoàng nhắc nhở. Khương Phàm thu vào thanh đồng tiểu tháp, ném tới tầng đầu tiên. Nơi này tràn ngập hỗn độn nguyên hỏa nồng đậm, nhiệt độ cực cao, khuấy động nguyên lực vạn hỏa. Không đợi hột trái cây rơi xuống, liền đốt thành bụi, chỉ còn lại có một giọt chất lỏng đỏ tươi, rơi trên mặt đất,
nở rộ ánh sáng đỏ hồng yếu ớt. Ánh sáng đỏ hồng vậy mà lại có thể chống cự nhiệt độ cực cao của nguyên hỏa, tầng tầng nở rộ, ẩn hiện bóng cây mông lung. Bóng cây tương tự đại thụ bên ngoài, tuy nhiên trong bóng dáng thân cây, lá cây, linh quả các loại đều có đường vân rõ ràng. Nhìn qua thần bí bất phàm, tiểu nha đầu chú ý tới nó, veo chạy tới, hiếu kỳ nhìn một chút, há mồm khẽ hấp, hút chất lỏng vào trong thân thể. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu nha đầu run rẩy một trận, tiếp đó lộ ra thể hiện dễ chịu thỏa mãn. Sư phụ, ngài biết không? Khương Phàm hỏi đến đan hoàng, thế nhưng liên tục hô ba tiếng, đều không có đáp lại. Sư phụ, là bảo bối sao? Khương Phàm kích động, nhưng đan hoàng lại vẫn không nói lời nào, trong ấn tượng chỉ có liệp thần thương. Đây là, vĩnh sinh thần thụ. Ông trời ơi, nó thật sự tồn tại. Ngươi chờ chút đã, ta còn không quá xác định. Đan hoàng quả thật đã bị trấn trụ, đây là thụ yêu trong truyền thuyết, không xác định có tồn tại hay không sao. Nói theo một cách khác, có thể nói nó là thần thụ. Nó sinh ra tại thời khắc khai thiên tích địa, dựng dục vĩnh sinh ảo diệu. Sở dĩ yêu tộc, ma tộc có được tuổi thọ càng lâu, cũng là bởi vì tiên tổ bọn chúng vô cùng cường đại, tại thời kỳ hồng hoang từng chiếm lấy qua vĩnh sinh thần thụ, từ bên trong tổ mạch, huyết mạch lắng đọng tuổi thọ. Cây này chính là cây đã từng kia sao? Lại còn là do nhân tộc có được hạt giống, dựng dục ra tới. Chúng ta rời cây đi. Khương Phàm kích động, mặc dù không hiểu rõ, nhưng liên quan đến vĩnh sinh, không thể nghi ngờ là ảo diệu cao nhất thế gian. Không hổ là thượng thương cổ thành. Không hổ là vùng đất đồ đằng các vị tổ tiên nhân tộc trấn thủ mấy chục vạn năm. Cây đã chết, không có bất kỳ sinh cơ gì, lấy hạt giống, cướp đi toàn bộ hạt giống, nhanh nhanh nhanh. Nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân tòa địa cung này chính là cái cây này, Chu Thiên Thần Điện mang đi đều là vũ khí trấn thủ, bảo tàng thật sự chính là cái cây này, cũng chính là hạt giống nó rơi xuống. Đan hoàng không phải quá chắc chắn, hoặc là không dám xác định, nhưng cướp trước lại nói. Khụ khụ. Khương Phàm nhắc nhở bọn người Dương Biện đang nhìn loạn xung quanh. Thế nào? Bọn hắn liên tiếp trở về. Cẩn thận một chút, đừng lộ ra, nhặt lên toàn bộ trái cây trên đất, bọn chúng mới là bảo bối. Ồ! Ba người đụng đụng ánh mắt, lần lượt tản ra, làm bộ đánh giá cổ thụ, nhặt trên đất trái cây. Mỗi viên trái cây đều là chạm thử liền biến thành bụi, tuy nhiên bên trong đều có hột hồng nhuận phơn phớt. Đây là cái gì? Một nữ tử nở nang nhặt hột lên, tò mò nhìn. Chu Thanh Thọ đi tới, phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng tự nhiên. Cô nương, có thể bán cho ta hay không? Ta tìm được trước. Nữ tử lập tức nắm chặt, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Chu Thanh Thọ cười nói. Cho nên ta mới nói, bán cho ta. Trên mặt đất còn gì nữa không? Ta liền ưa thích thứ cô nương cầm qua. Chu Thanh Thọ hướng phía nữ tử thở sâu. Mặt mũi tràn đầy say mê. Nữ tử dò xét hai mắt hắn, nhếch miệng lên bôi nụ cười quyến rũ, nhích lại gần bên cạnh Chu Thanh Thọ. Người nghĩ xem cái giá gì mới thích hợp. Chu Thanh Thọ nháy mắt mấy cái. Bảo bối của cô nương, đương nhiên là cô nương ra giá. Nữ tử hột phóng tới bên miệng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm một cái. 1000 kim tệ. Đầu lưỡi Chu Thanh Thọ đi theo liếm môi một cái. Giảm giá đi. 1000, còn giảm giá, ngươi thành tâm mua sao? Nếu như ta có, 10000 đều cho, nhưng tới vội vàng, không mang nhiều như vậy. Ngươi nói bao nhiêu? Giảm giá 40% đi. Tại sao muốn giảm giá 40%? Con mắt Chu Thanh Thọ nhìn lướt qua trước ngực căng phồng của nữ tử. Một đợt, giảm giá 70%. Nữ tử cười khúc khích, bị chọc cho mặt mũi đầy đỏ bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn nện một phát vào ngực Chu Thanh Thọ. Chán ghét. Dương Biện ở phía xa nhìn mà lắc đầu. Lẳng lơ. Lý Dần ho nhẹ. Không nên nói con gái người ta như vậy. Ta nói tên cầm thú kia. Dương Biện đi ra, vây quanh bên cạnh tìm hột. Tạ Ninh nhìn cổ thụ trước mặt, càng xem càng quen thuộc, đi tới gần vuốt ve đường vân cổ lão, trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là vĩnh sinh thần thụ? Bên trong thái cổ thần miếu phong tồn lấy rất nhiều bí mật, liền ngay cả thượng thương cổ thành đều có chút ghi chép. Trước khi hắn tới đã đặc biệt đọc qua. Truyền rằng nhân tộc đã từng bồi dưỡng được thần thụ tượng trưng cho vĩnh sinh, để mà cải thiện thế yếu tuổi thọ của nhân tộc,
chỉ là sau này bởi vì nguyên nhân nào đó mà thất bại. Tạ Ninh cúi đầu nhìn lá cây trên đất, lại liếc nhìn trái cây bên cạnh. Nếu như là thật, Tạ Ninh đang muốn đưa tay lấy trái cây đi, một bàn tay lại duỗi tới trước. Thứ này rất thú vị sao? Khương Phàm nhặt hột lên, giả bộ như rất tùy ý, sau đó rời khỏi. Dừng lại. Tạ Ninh đứng dậy. Ta nói dừng lại. Khương Phàm quay đầu. Ngươi đang kêu ta. Buông xuống. Thả cái gì? Đồ ngươi lấy đi. Trái cây này. Buông xuống. Dựa vào cái gì? Ta nhặt được mà. Ta bảo ngươi buông xuống thì liền để xuống. Khương Phàm ha ha hai tiếng, thu hột vào bên trong thanh đồng tiểu tháp, quay người đi ra. Bảo ngươi buông xuống, ngươi nghe không hiểu. Năm vị nam nữ gọi Khương Phàm, ánh mắt lạnh lẽo. Ai vừa mới là ở bên ngoài hô to, đồ tại thượng thương cổ thành thuộc về tất cả mọi người. Ai nhiều lời với ngươi, buông xuống. Không thả. Khương Phàm lời còn chưa dứt, một nam tử nhấc lên một trường, đánh ra khí lãng cương mãnh, thẳng đến đầu Khương Phàm. Khương Phàm như thiểm điện rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Dương Biện, Lý Dần, Chu Thanh Thọ toàn bộ gom lại sau lưng Khương Phàm, sẵn sàng trận địa. Buông đồ xuống. Giọng Tạ Ninh không lớn, lại mang theo uy thế không thể nghi ngờ. Khương Phàm nói, những thứ kia thuộc về tất cả mọi người, ai có thể lấy được là duyên phận của người đó, nó nên thuộc về người đó. Là ngươi, nói. Lời như vậy chỉ có thể để người như ta mà nói, người còn chưa đủ tư cách. Buông nó xuống, không cần bởi vì một quả trái cây, mà mất mạng. Tạ Ninh liếc mắt nhìn năm vị tùy tùng, loại chuyện này còn cần ta tự mình xử lý sao? Tranh thủ thời gian giải quyết đi. Năm vị tùy tùng thi lễ một cái, đi đến trước mặt Khương Phàm. Chúng ta là Thái Cổ Thần Miếu, Hoàng Đạo Tây Nam, người không biết. Hay là chưa từng nghe qua, chớ tìm phiền toái cho mình. Đám người trong địa cung đều nhìn quanh về nơi này, ở đâu ra một tên điên, cũng dám đùa nghịch tính tình cùng Thái Cổ Thần Miếu. Cho. Khương Phàm móc ra một cái hột, phóng tới trong tay cường giả thần miếu. Sớm như thế này chẳng phải tốt sao? Cường giả thần miếu cầm hột, giao cho Tạ Ninh. Tạ Ninh cầm qua hột, đang muốn kiểm tra, nhướng mày, đó là cái gì? Rõ ràng là một viên bồ đề tử nho nhỏ. Ngươi dám đùa ta? Tạ Ninh vừa quay đầu, bốn người Khương Phàm đã phóng lên tận trời, thoát khỏi địa cung. Vương Liệt, bắt bọn hắn lại cho ta, không cần lo chết hay sống. Tạ Ninh một tiếng thét lên ra lệnh, một vị cường giả thần miếu chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Không biết sống chết, Tạ Ninh không ngờ mình lại bị một tên tán tu khiêu khích. Bốn người kia cũng là não tàn, cũng dám khiêu chiến cùng hoàng đạo, cũng bởi vì một hột trái cây. Tạ Ninh đang muốn lại tìm cái hột khác nghiên cứu một chút, thế nhưng trước đó giống như khắp nơi đều, vậy mà bây giờ đều không còn nữa. Tạ Ninh vòng quanh dạo qua đại thụ một vòng, một cái cũng bị mất. Ai nhặt hột trên đất rồi? Ánh mắt Tạ Ninh lập tức lăng liệt lên, ngữ khí nghiêm khắc. Ta nhặt được. Ta cũng nhặt được một viên. Ta nhặt được. Bảy người lần lượt nhấc tay. Sao ra? Không có. Các ngươi cũng nghĩ khiêu khích ta. Bảy người liền nói không dám. Ta vừa nhặt được liền bị mua đi. Ta cũng thế. Ta cũng bị đổi đi. Giống như chính là bốn người kia. Bảy người nói xong đều sửng sốt một chút, bọn hắn thu thập hột làm gì? Tạ Ninh nhìn lá khô trên mặt đất, lại nhìn cây già tàn lụi, bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người kia đoán được thân phận của cổ thụ? Không thể nào. Loại truyền thuyết về thần thụ này đã sớm biến mất, thế gian chỉ sợ chỉ có Thái Cổ Thần Miếu mới có ghi chép linh tinh. Vì sao bọn hắn lại cướp hột đi? Chẳng lẽ là cảm giác hột trong địa cung là bảo bối duy nhất? Đuổi theo cho ta, bắt sống. Tạ Ninh chân đạp kim quang, phóng lên tận trời. Lúc này, trong hố sâu đột nhiên truyền đến oanh minh kịch liệt, bụi đất cuồn cuộn cùng với năng lượng đang dâng lên, chảy ngược hơn 3.000 mét, va chạm địa cung. Tạ Ninh vừa mới xông vào địa cung, vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình đánh vào trên mặt đất. Bên ngoài, có đánh nhau. Khương Phàm xông ra khỏi địa cung, quay người liền triệu ra tàn đao. Tế thiên thức. Khương Phàm giơ cao tàn đao, tiếng giống bá liệt. Thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt linh hồn, mượn lực thương thiên, phóng thích tàn đao, thức thứ ba. Tàn đao oanh minh kịch liệt,
đinh tai nhức óc, tử khí dâng lên ngập trời. Cùng lúc đó, Sơn Hà Đại Táng kích phát, không phải phóng thích chân chính, mà là dẫn phát khí thế tai nạn kia. Đây là Tế Thiên Thức cùng Sơn Hà Đại Táng giao hòa hoàn mỹ. Ầm ầm, phạm vi núi rừng hơn 50 dặm mãnh liệt rung chuyển, một loại uy lực tai nạn làm đại địa vỡ nát, núi cao chôn vùi, cánh rừng khô kiệt, tràn ngập đất trời bao phủ tới, tuôn hướng đao khí mà tàn đao thả ra. A! À, Khương Phàm cuồng dã luân động tàn đao, khí thế bàng bạc, tử khí bay lên trời, uy thế tai nạn vần quanh. Sơn Hà pháp chỉ, cuồng bá vô địch. Đao quang tai nạn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hố sâu. Vương Liệt Sôi Trào Liệt Diễm vừa muốn lao ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái phần tai nạn kia chỉ là tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, lại giống như thế giới sụp đổ ở trước mặt hắn, cảm giác khủng bố thẩm thấu linh hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn ớn lạnh toàn thân, thậm chí cảm nhận được cái chết giá lạnh, nhưng vẫn nhanh chóng hoàn hồn, hai tay mãnh kích, chỉ lên trời một phát. Sôi trào liệt diễm, cuồng dã dâng trào, ngưng tụ 88 mũi hỏa tiên trắng kiệt, cuồng kích lên trời, hỗn loạn dữ dằn. Nhưng, hắn quên mình đang bị áp chế thực lực, cũng đã đánh giá thấp uy lực một đao này. Ầm ầm, 88 mũi hỏa tiên đều vỡ nát, hình thành liệt diễm mất khống chế như chiều cường. Đao khí hoành hành không trở ngại, bao quanh khí tức hủy diệt phách trảm hố sâu. Vài trăm mét hố sâu sụp đổ, khí lãng hủy diệt mãnh liệt tràng vào, bao phủ lấy Vương Liệt, lao nhanh hơn 3.000 mét, đánh tới Tạ Ninh ở phía dưới. Công tử, cường giả thần miếu vào tới bên cạnh Tạ Ninh. Tạ Ninh hất bọn hắn ra, căm tức nhìn Vương Liệt đang lao xuống. Phế vật, bọn hắn đâu? Vương Liệt máu me be bét khắp người, chật vật nói. Không có, không thấy được. Bốn vị cường giả thần miếu khác cau chặt lông mày, Vương Liệt là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, áp xúc đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên mà thôi, lại bị một đao chém thành như thế này. Đuổi theo cho ta. Kim quang vờn quanh toàn thân Tạ Ninh, chống đỡ năng lượng dung chuyển đang xông vào hố sâu. Thế nhưng hố sâu đã sụp đổ, triệt để vùi lấp địa cung. Mở cho ta. Tạ Ninh thẹn quá hóa giận, phóng xuất ra chiến xa màu vàng óng, va chạm địa tầng. Đuổi theo. Bốn vị cường giả thét lên ra lệnh Vương Liệt, theo sát rời khỏi địa cung. Đám người trong địa cung hai mặt nhìn nhau, không chỉ có khiêu khích, còn đánh nhau. Bốn vị ngưu nhân vừa rồi kia có lai lịch gì? Khương Phàm đánh tan Vương Liệt, kêu gọi bọn người Lý Dần nhanh chóng rời khỏi. Những hột này là bảo bối gì? Dương Biện theo sát lấy Khương Phàm phóng tới. Chủ nhân của địa cung chính là gốc cây kia, cây đã chết, nhưng bên trong hột còn lưu lại chút năng lượng. Rất có thể gốc cây kia là vĩnh sinh thần thụ, có thể thông qua thay đổi huyết mạch kéo dài tuổi thọ. Sao không biết có loại thần thụ này? Thứ ngươi không biết nhiều, đi theo ta, từ từ học. Phương hướng hố sâu truyền đến tiếng vang, Tạ Ninh cưỡi chiến xa màu vàng lao đến. Chiến xa chiếu ánh sáng vạn trượng, xông lên tận trời. Bên trong ánh sáng hiển hiện hư ảnh các loại sinh linh cường hãn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã chọc người ngươi không thể trêu rồi. Tạ Ninh khống chế chiến xa, giống như là chiến vương đi tuần, khí thế thịnh long. Chiến xa dẫm nát bầu trời cao, đuổi theo Khương Phàm, bên trong kim quang cuồn cuộn là tiếng thú giống chim gáy, bóng người sáng rực, thanh thế vô cùng rung động. Đây là vũ khí cường đại của Thái Cổ Thần Miếu, không có nhận tường thành áp chế. Nó vẫm phát ra chiến uy cường đại. Đuổi theo. Khương Phàm dừng lại, cảm nhận được khí thế của chiến xa. Làm sao bây giờ? Bọn người Dương Biện lần lượt kích hoạt linh văn. Người của Thái Cổ Thần Miếu, tôn chỉ đời ta là. Gặp một tên đánh một tên. Khương Phàm thu bọn người Dương Biện vào thanh đồng tiểu tháp, run run bả vai, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vượt qua trời cao, khóa chặt Khương Phàm. Linh văn giữa mi tâm hắn lại là một cái hồ nhỏ màu vàng óng, bên trong chìm nổi một gốc hoa sen vàng, đang phun ra nuốt vào tinh hoa đất trời, sáng chói chói mắt. Ầm ầm, chiến xa lao nhanh, đánh tới phía Khương Phàm. Tạ Ninh tay nắm kim quang, ngưng tụ kim liên, như thánh linh phục ma, chấn áp xuống phía Khương Phàm. Khí thế thịnh vượng, chấn động đáng sợ, kim liên giống như phiến tinh vực rơi xuống. Niết bàn, thiên văn, hắn như bước đến vô địch. Khương Phàm đạp tan Sơn Hà, bay thẳng lên trời, tay phải nắm chặt, liệt diễm bạo động bao quanh,
phóng thích Chu Tước Bác Thiên Thuật. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, cuồn cuộn giữa đất trời, kim quang vô biên, liệt diễm sôi trào. Khương Phàm cường thế vô địch, đánh xuyên năng lượng, lao thẳng đến bầu trời, trực diện Tạ Ninh. Tạ Ninh công tử, người đây là muốn gây chuyện. A, à, Tạ Ninh kinh ngạc, đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn ra tay không chút mập mờ nào, song trưởng mãnh liệt đánh chiến xa ra. Chiến xa oanh minh, các loại mãnh thú bóng người bên trong giống như là thiên quân vạn mã, lao nhanh giữa trời cao, che mất Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, mãnh hổ cự tượng các loại liên tiếp hiển hiện, tốc độ kinh người, chật ních giữa khung trời, va chạm cùng uy thế của chiến xa. Một đòn thế công dẫn bạo càng thêm mãnh liệt. Khương Phàm giống như là lão tướng sát tràng, hoành hành không trở ngại, giết ra hỗn loạn, bay lên không 5.000 mét. Liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn không dứt, hình thành lên một bức tranh kinh thế. Có phượng hoàng bay ngang, uy hiếp tám phương, có thiên bằng lao lên trời, dân chúng hồi hộp, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loại hiển hiện, cùng thi triển hung uy. Chu Tước Phục Thiên Thuật. Khương Phàm hiện ra thần uy Chu Tước, đánh xuyên trời cao, lao thẳng đến Tạ Ninh. Đây là võ pháp gì? Rốt cuộc gương mặt của Tạ Ninh cũng có phản ứng, ra tay cũng không chút mập mờ nào. Niết bàn cảnh, thiên phẩm ấn, toàn lực bộc phát. Kim hồ giữa trán chập trùng rung chuyển, kim liên bộc phát cường quang thấu trời, dựng dục ra một con kim long. Kim hải thăng thiên long. Thiên long bay lên không, quay quanh thành thiên bia màu vàng to lớn, lấy uy lực đè ép chư thiên, đối diện bạo kích. Ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt, lần nữa lay động đất trời, âm thanh động mấy chục gần trăm dặm. Số lượng lớn ánh mắt đổ đến nơi này, bao gồm cả các cường giả Chu Thiên Thần Điện. Khương Phàm bị tung bay, mặc dù đã dùng tâm quyết ổn định thực lực, nhưng Tạ Ninh rõ ràng là niết bàn cảnh, hắn vẫn kém một chút. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng, vừa ổn định trong chốc lát lập tức triển khai tiểu quang mang thánh thuật, tiếp tục kích phát tốc độ, lao thẳng đến Tạ Ninh. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Chiến xa của Tạ Ninh cũng bị vén lùi mấy chục mét, hắn bị khơi dậy chiến ý, vốn cho rằng là một tên tán tu tìm đường chết, không nghĩ tới lại có chút thực lực, trách không được phách lối như vậy. Hắn rời khỏi chiến xa phóng lên tận trời, một mảnh cường quang nở rộ ở dưới chân, sôi trào lên khắp trời, hóa thành kim liên to lớn, giống như là kim sơn, khí lãng cuồn cuộn, uy thế vô biên. Rừng rậm phía dưới đều ầm vang sụp đổ. Rất nhiều cây cối cao mấy trăm mét đều bị ép thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm, kim liên xoay tròn kịch liệt, cánh hoa gào thét, xé rách trường không, cứng như huyền thiết. Khương Phàm giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, một tiếng nổ vang lên, giống như là thiên thần rèn sắt, chấn động đến Khương Phàm sôi trào khí huyết, toàn trường run rẩy, lại bị cưỡng bức ngưng lại. Ngay sau đó, càng nhiều cánh hoa to bằng gian nhà gào thét lao tới, liên miên bất tuyệt. Bành bành bành, Khương Phàm bộc phát lực lượng cuồn cuộn, liệt diễm sôi trào mãnh liệt oanh kích, chấn vỡ một mảnh lại một mảnh, lại bị uy lực cuồng bạo chấn động đến lùi lại liên tục, từ không trung rơi xuống mặt đất, toàn thân sưng phù, miệng mũi chảy máu. Giống, mười mấy cánh hoa ghép thành đầu rồng, tiếng long ngâm kinh động trời cao, sinh động như thật, sôi trào lên uy thế kinh khủng, đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, phóng lên tận trời. Dẫn dắt khí tức tai nạn sơn hà, hội tụ tại lòng bàn tay, vượt qua cảnh giới, nghênh kích đầu rồng. Ầm ầm. Sơn hà đại táng uy thế tuyệt luân, hấp thụ uy lực hơn 10 dặm núi rừng, bao quanh đại địa mẫu khí, đối diện đánh tan đầu rồng, dâng lên uy thế to lớn hoắc loạn khung trời, chôn vùi các cánh hoa khác. A, à, Tạ Ninh càng giật mình, nam tử này rốt cuộc là ai? Không giống niết bàn cảnh, càng không phải là linh hồn cửu trọng thiên. Giống như xen vào cả hai cái này. Sinh tử cảnh sao? Loại cảnh giới này sao có thể ổn định phát huy? Mà, thiên phẩm. Có thể chống đỡ kim hải liên hoa của hắn, nhất định là thiên phẩm linh văn. Tên gia hỏa mang theo mặt nạ này, rất có thể có lai lịch lớn. Hoàng tộc Bắc Bộ. Hay là Tây Bộ, Đông Bộ. Dù sao cũng không phải Nam Bộ. Khương Phàm kích phát, bản thân, huyết hải sôi trào, hồn khí cuồn cuộn. Thực lực cường thế bạo tăng. Gấp 2. Gấp 3. Thực lực bạo tăng, chạm đến niết bàn cảnh. Gia hỏa cổ quái. Tạ Ninh chú ý tới sự thay đổi của Khương Phàm.
tạm ngừng ở đây. Khương Phàm triệu ra tàn đao, huyết khí sôi trào cuồn cuộn, ngang nhiên lao thẳng đến Tạ Ninh. Chơi với ngươi. Tạ Ninh chìm ý thức vào Kim Liên. Nơi này Kim Hải chập trùng, khuấy động uy thế kinh khủng. Ý thức Tạ Ninh thẳng tới đáy biển, chạm tới một thanh đại kiếm màu vàng. Thương thương thương. Đại kiếm màu vàng chậm rãi được rút ra, mỗi lần rút ra một tấc, đều bắn ra ánh sáng hơn vạn lũ, một mảnh chói mắt, càng nương theo tiếng long ngâm to rõ. Bá đao thức, mở. Khương Phàm ngang nhiên giết tới, tử khí trên tàn đao tăng vọt, yêu hỏa bao quanh, bá liệt cuồng kích. Kim Liên hoành không, kịch liệt xoay tròn, dẫn dắt năng lượng trong thiên địa thao thao bất tuyệt hội tụ lại, vững chắc phòng ngự. Ầm ầm. Phảng phất đao bổ thiên sơn, đinh tai nhức óc, nổ lên cường quang vô tận. Khương Phàm bị vô tình đánh lui, sau khi ổn định lại lần nữa xuất kích, thẳng tiến không lùi, chiến ý tăng vọt, một loại khí thế ngoài ta còn ai, một loại chiến ý duy ngã độc tôn, tàn đao liên tiếp phách chạm. Một đao, hai đao, ba đao, tử mà tìm khí tăng vọt, nhấc lên bá thế. Kim Liên lay động lịch liệt, kim quang loạn tung tóe, cánh hoa vỡ nát, thanh triều đinh tai nhức óc, sóng sau cao hơn sóng trước. Âm thanh chấn động cả trăm dặm, dãy núi tuôn rơi. Vẻ mặt Tạ Ninh trở nên nghiêm trọng, cực lực vững chắc Kim Liên, cũng gian nan rút kim kiếm ra. Số lượng lớn cường giả bay lên không, rung động nhìn qua tràng diện đao bổ Kim Liên rung động nơi xa. Mở cho ta. Mạch máu toàn thân Khương Phàm phồng lên, linh hồn chu tước gáy to, liên tiếp bổ ra đao thứ 15, kích phát tiềm lực đến cực hạn. Đao khí cuồn cuộn, tràn ngập chiến hồn đang ngủ say. Yêu hỏa vần quanh, giống như chu tước lâm thế. Chiến hồn, chu tước, cường thế liên hợp. Ầm ầm. Sau khi Kim Liên khổng lồ oanh động kịch liệt, rốt cuộc cũng tháo chạy, xẹt qua trời cao. Hai tay Khương Phàm giơ cao tàn đao, con mắt sung huyết, sát ý tăng vọt. Ba cái bản thân kích phát huyết khí, tâm pháp bị dung chuyển, cảnh giới bắt đầu dao động kịch liệt. Nhưng Khương Phàm vẫn cường thế ổn định, lại nổi lên tế thiên thức. Một loại uy thế huyết tế thương thiên to lớn, vượt qua gấp 3 lần trước đó, vậy mà lại chạm tới pháp trận bảo vệ thượng thương cổ thành. Từng luồng dao động kỳ diệu từ trên trời giáng xuống, rót vào tàn đao. Cùng lúc đó, Kim Liên đang gào thét tháo chạy lại tăng vọt ánh sáng, cường thế ổn định. Sâu trong Kim Liên, ở giữa Kim Hải, Tạ Ninh rút một thanh lợi kiếm màu vàng ra. Linh văn của hắn vô cùng đặc biệt, Kim Hải sinh Kim Liên dục long hồn. Lại dựa vào võ pháp thiên cấp, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lắng động ra long hồn tại Kim Liên, diễn biến thiên long kiếm thai, có thể xưng là tuyệt thế chiến binh. Giờ khắc này, kiếm thai xuất thế, thiên long vần quanh. Một loại uy lực và năng lượng giống như biển lớn, từ Kim Liên phóng tới bốn phương tám hướng, khí lãng cuồn cuộn, phấp phới giữa trời cao, tầng tầng gợn sóng hù dọa khắp nơi. Kim Liên nở rộ, kim quang chiếu xa vạn trượng. Tạ Ninh cầm kiếm giết ra. Long hồn vần quanh, gào thét với trời cao, đất trời vì đó mà rung chuyển. Khương Phàm cầm đao, nổ bắn lên trời cao, sơn hà đại táng lại nổi lên dãy núi, khí tức tai nạn cuồn cuộn khắp trời, rót vào trường đao. Đao khí hoành không, phía dưới là khí tức tai nạn, phía trên là uy lực pháp trận. Trên dưới hai nguồn năng lượng xen lẫn nhau, diễn dịch uy lực phá trời của tàn đao. Ầm ầm, lưỡng cường tấn công. Bạo tạc kịch liệt cuồn cuộn giữa trời cao, tuôn ra dãy núi. Các loại tia sáng nhấp nháy, đại địa bị cắt đứt, ngọn núi đang sụp đổ, bầu trời đang vặn vẹo. Trên trời dưới đất, một mảnh hủy diệt bừng tỉnh, cũng đều không thể nhìn thấy cái gì cả. Sâu trong dãy núi, vô số cường giả có phản ứng. Ngay cả bọn người Vương Liệt ở xa xa cũng quá sợ hãi. Người kia rốt cuộc là ai, sao hắn lại có thể chống lại Tạ Ninh? Thương thương thương. Trong hỗn loạn, oanh minh kịch liệt không ngừng tiếp tục. Kiếm thai hoành kích, kiếm khí như thác nước, tiếng long ngâm vang vọng khắp trời. Tàn đao bạo kích, vũ khí bá liệt, nương theo thanh âm chu tước, lệ khí vô biên. Khương Phàm đại chiến Tạ Ninh, từ hỗn loạn lao thẳng đến phế tích, từ phế tích trở lại tới khung trời. Vậy mà tương xứng. Ầm ầm ầm. Tạ Ninh triệu hoán chiến xa, ác chiến với Khương Phàm. Khương Phàm nhìn cường thế, kỳ thật có chút ăn không tiêu. Không chỉ là chênh lệch cảnh giới, càng quan trọng hơn là Tạ Ninh đã đến niết bàn cảnh, đã mở ra thân thể bảo tàng, các mặt đều vượt qua hắn.
Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tạ Ninh, ta không giết người vô danh. Tạ Ninh cầm kiếm bạo kích, long hồn vần quanh kiếm thai, chiến xa kích phát sát uy cường đại, nhấc lên uy thế thiên quân vạn mã quét ngang bát hoang, cường thế đẩy lui Khương Phàm. Ngươi vẫn không giết được ta. Khương Phàm nằm xuống lao xuống, thẳng đến phế tích. Tạ Ninh, ta nói muốn giết người, còn không có kẻ nào thoát qua được. Tạ Ninh khống chế chiến xa, ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng lao xuống, truy kích Khương Phàm. Âm âm bạo hưởng, chiến xa sôi trào ánh sáng hóa thành 800 cây giáo, bao trùm trời cao, thanh thế kinh người, khí tức sắc bén tràn ngập thiên địa. 800 cây giáo bạo kích, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên cuồng phong, tràn ngập đất trời. Khương Phàm không có tránh né, sau khi va chạm mặt đất, hắn liền trực tiếp dùng thân thể nghênh đón cây giáo. Phốc phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ phế tích. Một lần cuối cùng, nói tên của ngươi đi. Tạ Ninh cầm kiếm thai trong tay, sát ý quyết tuyệt. Kim hải cuồn cuộn ở giữa mi tâm, kim liên chập trùng, như đang cùng đất trời cộng minh, cảm ứng thiên uy. Một kiếm đâm ra, thẳng đến đầu Khương Phàm. Khương Phàm máu me khắp người đứng trong phế tích, ý thức bỗng nhiên xuyên suốt đại địa mẫu khí, máu tươi vẩy xuống nhanh chóng trải rộng ra hơn 10 dặm. Trong chớp mắt, đại địa cuồn cuộn, khí tức tai nạn bạo động. Mấy chục dặm rừng rậm phế tích ầm vang sụp đổ, khí tức hoắc loạn, uy lực tai nạn, cuồng liệt va chạm, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, nuốt sống Khương Phàm, cũng che mất Tạ Ninh. Sắc mặt Tạ Ninh đại biến, khống chế chiến xa phóng lên tận trời, nhưng vẫn bị vô tình nuốt hết. Bấy, pháp trận. Tạ Ninh cảm nhận được khí tức tai nạn không cách nào nói rõ, giống như vô tận sơn hà muốn mai táng hắn, giống như thế giới muốn tước đoạt lấy quyền lợi của hắn. Cái chết, đột nhiên rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế. Hắn thậm chí còn cảm nhận được thời gian đang trôi qua, thân thể đang mục nát. Không! Tạ Ninh hét lớn, hào quang màu vàng vần quanh toàn thân, hình thành kim liên hộ thể, chiến xa oanh minh, phóng tới dưới đất, cũng ngưng tụ bình chướng màu vàng, bảo vệ Tạ Ninh, chống cự uy lực tai nạn đang bộc phát. Khương Phàm vận dụng niết bàn thuật, khôi phục đỉnh phong, truy kích Tạ Ninh tại sâu trong lòng đất cuồn cuộn. Ý thức cộng minh cùng đại địa, nhận lấy đại địa pháp chỉ, điều động đại địa mẫu khí. Oanh! Chiến xa phóng tới, ngạnh kháng với uy thế táng diệt, phá tan mặt đất. Đây là chiến xa cường đại của Thái Cổ Thần Miếu, đã từng mang theo Tạ Ninh 3 lần lao thẳng đến Thiên Khải chiến trường. Giờ khắc này, nó lần nữa mang theo Tạ Ninh giết ra tai nạn. Nhưng, Khương Phàm theo sát tới, đại địa mẫu khí chiếm cứ tại lòng bàn tay, kỳ quang lượn lờ, sơn hà nặng nề, chỉ là một đoàn ánh sáng mà thôi, lại giống như là kéo lấy một mảnh đại lục. Ầm ầm, Khương Phàm dẫn dắt mẫu khí va chạm chiến xa oanh minh kịch liệt, ánh sáng lay động, toàn bộ lật tung lên. Tạ Ninh ở bên trong kịch liệt nhấc lên, ngực bụng chập trùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Công tử, Vương Liệt và các cường giả còn lại từ trên trời giáng xuống, nhấc lên tổng cộng 5 đoạn triều dâng, lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm đóng mở mắt phải, kéo căng huyết quang. Toàn thân hắn bạo động kim quang, liệt diễm vần quanh, một loại thần uy cường đại làm cho người ta hồi hộp, chấn động đại địa cuồn cuộn, cũng kinh dị ngũ đại cường giả đang giết tới. Không tốt, công tử mau tránh ra. Sắc mặt 5 người đại biến, đều giật mình đến thấp thỏm lo âu, quả quyết nhào về phía chiến xa. Ầm ầm, máu bắn tứ tung, xuyên thủng không gian, sát uy cường đại vần quanh, hung hăng đánh về phía bình chướng chiến xa đang lay động kịch liệt. Bình chướng chiến xa là gặp tai nạn bao phủ đầu tiên, lại là bị mẫu khí va chạm, chính lúc sáng lúc tối lấp lóe, giờ phút này thần uy giáng lâm, theo đó mà vỡ nát. Tạ Ninh nghe tiếng, hắn vừa xoay người trong chốc lát, bị đối diện đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun tung tóe, thân thể mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm không có truy kích, hắn nhanh chóng chui vào địa tầng. Địa tầng bạo loạn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại đất đá khô cằn. Khương Phàm nhanh chóng rút lui, thẳng đến đông nam. Bởi vì, thời điểm hắn vừa mới mở ra sơn hà đại táng, vậy mà đã nhận ra một loại khí tức. Bên ngoài phía đông nam mấy trăm dặm, tinh thần đại táng. Nói cách khác, Diệp Trục Thiên đến rồi. Giết! Công tử, ngài không sao chứ? Bọn người Vương Liệt vây quanh Tạ Ninh, khiếp sợ không thôi. Người kia rốt cuộc là ai, không chỉ có thể chống lại công tử, còn có thể đột nhiên dẫn bạo uy thế như thế,
suýt nữa mai táng công tử, bắn giết công tử. Khụ khụ. Tạ Ninh kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt. Ngực bị đánh xuyên không ngừng chảy máu, vậy mà không cách nào khép lại, thân thể lại suy yếu cực độ, giống như già nua đi rất nhiều. Đó là pháp trận gì? Tên hỗn đản kia bố trí lúc nào? Hắn là ai, nhận ra được không? Tạ Ninh cố gắng lấy đứng lên, miệng lớn nuốt rất nhiều đan dược. Mang theo mặt nạ. Ta nói là võ pháp, linh văn. Không nhận ra được. Năm người đều là cường giả của Thái Cổ Thần Miếu, thế nhưng đối với kim tước linh văn, cùng võ pháp đặc biệt kia, đều hoàn toàn không có ấn tượng. Đều thất thần làm gì, đuổi theo. Tạ Ninh nhìn ngực, đau nhức khó nhịn, máu tươi chảy ngang, rõ ràng đã dùng đan dược, vẫn không cách nào khép lại. Công tử, tình huống của ngài. Bọn người Vương Liệt lo lắng lại càng khẩn trương, nếu như Tạ Ninh có chuyện ngoài ý muốn gì, thần miếu tuyệt đối xử tử bọn hắn. Tiểu Ninh Ninh, người đây là bị làm nhục, cần ca ca ta giúp người báo thù không? Người của Chu Thiên Thần Điện xuất hiện ở trên không, nam tử anh Tuấn không chút khách khí mà cười nhạo. Tần Ngao Thương càng không khách khí. Người đã tiến vào niết bàn cảnh làm sao lại còn thoái hóa? Thân thể bảo tàng không có khai mở hoàn toàn sao? Ngay cả một tên tán tu cũng đều đánh không lại. Chậc chậc, thật thảm. Ngay cả nữ tử xinh đẹp đều không có nhịn. Ta còn không có thấy qua ngươi thảm như vậy qua, mấy năm này hoang phế tu luyện sao? Sinh tử cảnh quả thật có thể làm cho người ta hao mòn đấu trí, nhưng qua được sinh tử cảnh liền phải mau chóng tôi luyện, khôi phục huyết tính. Ngươi đây, ai, Thái Cổ Thần Miếu quá kiêu căng vì ngươi, nếu tiếp tục như thế, ngươi sẽ bị Diệp Trục Thiên hất ra. Sắc mặt Tạ Ninh lúc thì xanh lét lúc thì trắng một trận. Các ngươi có bản lĩnh tự mình đi thử một chút. Nam tử anh Tuấn châm chọc khiêu khích. Một tán tu không tên không họ, còn chưa xứng để chúng ta ra tay. Ngược lại là ngươi, mặt hàng này vậy mà cũng phải tự mình đánh, còn không có đánh lại, thật mất mặt, ném mặt hoàng đạo thương huyền quá đi. Tạ Ninh cắn răng một cái. Các ngươi cũng không có gì tốt để kiêu ngạo, vì để mở ra địa cung, phí hết không ít tinh lực nhỉ. Đáng tiếc, bảo bối đều làm lợi cho người khác. Làm ngươi nhọc lòng rồi, bảo bối nơi đó toàn về chúng ta. Tần Ngao Thương kiêu ngạo ngẩng đầu, bảo bối trong địa cung rất nhiều, một kiện không ít, toàn cạo sạch sẽ. Tạ Ninh cười lạnh. Ta nói chính là bảo bối thật sự. Vĩnh Sinh Thần Thụ, chính là gốc cây chính giữa địa cung kia, nó mới là chủ nhân địa cung, ẩn chứa vĩnh sinh ảo diệu. Sắc mặt ba người Tần Ngao Thương dần dần trầm xuống. Ngươi lừa gạt ai đây, nào có vĩnh sinh thần thụ gì? Các ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Đó là lúc mới bắt đầu khai thiên tích địa, thế giới sinh ra thần thụ truyền kỳ, ban đầu bị yêu tộc cùng ma tộc cường đại chiếm lấy, hấp thụ bí mật vĩnh sinh, có được tuổi thọ cùng tốc độ trưởng thành cao hơn con người chúng ta. Sau khi nhân tộc sáng tạo thượng thương cổ thành, may mắn bồi dưỡng ra vĩnh sinh thần thụ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, thượng thương cổ thành bị mai táng, bí mật này cũng bị mai táng. Mặc dù vĩnh hằng thần thụ đã héo tàn, nhưng hạt giống rơi xuống rất có thể còn để lại một ít bí mật. Các ngươi có cầm qua một quả nào không? Ngươi nói đều là thật. Nữ tử uyển chuyển đe dọa nhìn Tạ Ninh, hai người khác cũng nắm chặt nắm đấm, tập trung vào hắn. Vĩnh sinh thần thụ, thật sự có thần thụ như thế này. Sao bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, trong địa cung phủ bụi vô tận, bất kỳ đồ gì vẫn tồn tại, hẳn là đều có chút giá trị. Tạ Ninh kịch liệt ho khan, nhịn xuống đau nhức nói. Đây là ánh mắt gì, muốn đánh cướp ta sao? Ha ha, đáng tiếc, không ở trên người của ta. Ở chỗ ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao Tạ Ninh muốn bắt giết một kẻ người không liên quan? Ba người Tần Ngao Thương trao đổi ánh mắt, phóng lên tận trời, mang theo người hầu lùng bắt Khương Phàm. Đuổi theo. Tạ Ninh nhìn xuống đau nhức kịch liệt, khống chế chiến xa đuổi theo. Bên ngoài 200 dặm. Diệp Trục Thiên cảm ứng được Sơn Hà Đại Táng Khương Phàm thả ra. Khương Phàm ở ngay phía trước, Khổng Sướng, chúng ta làm giao dịch. Diệp Trục Thiên quả quyết làm ra quyết định. Cường giả hoàng tộc hoàng đạo trải rộng bên trong thượng thương cổ thành, muốn lặng yên không tiếng động săn giết Khương Phàm cơ hồ là không thể nào. Hắn nhất định phải ra tay bá đạo, nhất cử bắt lấy. Cái này cần người hầu trợ giúp. Giao dịch gì? Lần đầu tiên Khổng Sướng nghe được ngữ khí yếu thế từ trong miệng Diệp Trục Thiên cao ngạo. Vũ khí giống long đao và tinh thần kiếm,
Khương Phàm còn có 3 cái. Chúng ta liên thủ, bắt lấy bọn hắn, ta có thể cho ngươi một món, nhưng ngươi phải giữ bí mật một ít chuyện của ta. Chuyện gì? Tất cả mọi chuyện ngươi nhìn thấy. Khổng Sướng rất do dự. Vũ khí như thế rất đặc thù, nếu như sau khi đạt được mà không báo cáo cho thần miếu, sợ rằng sẽ bị nghiêm trị. Chờ đến khi ngươi nhìn thấy bí mật của ta thì ngươi sẽ biết, thành tựu tương lai của ta không yếu hơn so với Thái Tuế, thậm chí càng áp đảo phía trên Thái Tuế. Ngươi chỉ cần đi theo ta, trong thần miếu liền không có người dám động đến ngươi. Thế nhưng, bây giờ liền cho ta câu trả lời chắc chắn, nếu như ngươi có thể giữ bí mật, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi không thể giữ bí mật, ngươi chính là tử địch tương lai của Diệp Trục Thiên ta. Đáy mắt Diệp Trục Thiên hiện lên sát ý, tập trung vào người hầu. Ta phối hợp. Khổng Sướng không tiếp tục do dự nữa, hắn hiểu rất rõ Diệp Trục Thiên tính cách, nếu quả như thật sự trở thành kẻ địch, khẳng định sẽ có đủ cách để xử tử ngươi. Khương Phàm ở ngay phía trước, mục tiêu của ta là hắn. Ngươi phụ trách cuốn lấy những người khác, có thể giết thì giết, có thể phế thì phế, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cho ta, ứng phó chuyện ngoài ý muốn khác. Khi Diệp Trục Thiên đang nói chuyện đột nhiên cảnh giác lên, hắn phát giác được Khương Phàm đang xông lại hướng của hắn, tốc độ còn thật nhanh. Công tử yên tâm, mặc dù cảnh giới của ta bị ép đến nhất trọng thiên, nhưng một trận chiến liều chết, vẫn có thể kích phát ra thực lực nhị trọng thiên. Cảnh giới của Khổng Sướng nhận áp chế, nhưng thể chất vẫn vô cùng cường đại. Đi! Diệp Trục Thiên mang theo tinh quang, phóng lên tận trời, tay trái ngưng tụ đường vân mặt trời. Bàn tay phải khống chế văn ấn ánh trăng. Nhật nguyệt tinh thần uy lực phun trào khắp toàn thân, câu thông với thiên khung mênh mông. Từng luồng năng lượng kỳ diệu giống như là ngàn vạn thác nước, bao phủ thiên địa, không nhìn đến bình chướng cường đại của thượng thương cổ thành, sinh ra liên hệ với Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên tăng vọt khí thế, giống như thần tử lâm thế. Đây là... Người hầu theo sát ở phía sau, khiếp sợ nhìn Diệp Trục Thiên trước mặt. Thân quấn tinh thần, tay nâng nhật nguyệt, đây là võ pháp gì? Đây chính là bí mật của công tử sao? Nhưng, thời điểm Diệp Trục Thiên đang đằng đằng sát khí đón Khương Phàm giết qua, bên ngoài hơn 50 dặm, Khương Phàm xông ra khỏi địa tầng, lao thẳng đến không trung. Ầm ầm, đại địa chập trùng, cường thế nhấc lên một ngọn núi cao. Khương Phàm triệu ra thương sinh cung, chỉ về phía phương xa. Ý thức câu thông thương sinh tạo hóa, trong chốc lát, giới hạn thời gian cùng không gian xung quanh như đột nhiên mơ hồ. Chúng sinh cầu nguyện, lời cầu nguyện cổ lão, đều ung dung mà tới, phiêu miểu mà mênh mông. Giờ khắc này, Ngọc Tỷ truyền quốc yên lặng lần nữa rung chuyển, quốc vận vô tận phá tan phong ấn, quét sạch dãy núi, mãnh liệt lao tới. Bọn chúng vô hình vô chất, lại như đại dương mênh mông. Giờ khắc này, thượng thương cổ thành ngủ say lại lần nữa thức tỉnh, uy lực tạo hóa kỳ diệu bay lên trời. Có khí tức hoang cổ, có uy lực tiên dân. Tràn ngập đất trời hội tụ về nơi này. Khương Phàm trang nghiêm túc mục, lại có chủng khí thần thánh, phảng phất thánh tử đại biểu dân chúng, lại như thần linh đang tạo hóa vạn vật. Ông, một mảnh cường quan chói mắt lấp lóe trên thương sinh cung, ngưng tụ thành trường tiễn. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đâm xuyên hắc ám rừng rậm. Đại địa tại oanh minh kịch liệt, bầu trời đang ngưng tụ vòng xoáy. Cuồng phong nổi lên, dân chúng hò hét. Thời không đảo loạn, tạo hóa cuồn cuộn. Giết! Khương Phàm hét lớn một tiếng, thương sinh cung run rẩy kịch liệt, sát sinh tiễn chói mắt lao đi trong nháy mắt. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Hoàn cảnh đặc biệt nơi này, giao phó uy lực thương sinh tạo hóa hết sức khủng bố. Cái gì? Diệp Trục Thiên, Khổng Sướng bỗng nhiên biến sắc. Cường quang ở phương xa nở rộ trong chốc lát, thật giống như đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, muốn né tránh nhưng cũng đã không kịp. Diệp Trục Thiên điên cuồng điều động uy lực tinh thần, muốn lấy uy lực đại đạo chống cự, thế nhưng mũi tên sáng trời đang lao qua, mục tiêu không phải hắn, mà là thị vệ bên cạnh hắn, Khổng Sướng. Phốc phốc, sát sinh tiễn bạo kích lồng ngực, chấn động toàn thân. Mặc dù Khổng Sướng có mặc hộ giáp, nhưng vẫn bị vô tình xuyên qua. Uy thế ù ù, sát uy không giảm, mang theo hắn gào thét bay ra ngoài. 10 giảm, 20 giảm, 50 giảm. Khổng Sướng gào lên đau đớn, điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng đều không tránh ra được. 180 giảm. Ầm ầm. Khổng Sướng lướt qua dãy núi rừng rậm,
đánh tới tường thành nguy nga, bị đính ở phía trên kia. Công tử! Khổng Sướng tránh thoát khỏi sát sinh tiễn, chật vật rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ ngóng nhìn phương xa. Diệp Trục Thiên, người ta một trận chiến còn chưa phân ra thắng bại. Khương Phàm thu hồi Thương Sinh Cung, hắn quát lớn một tiếng, lao thẳng đến Diệp Trục Thiên. Uy lực của Thương Sinh tạo hóa thả ra tại Thượng Thương Cổ Thành vượt xa lần phóng thích ở bên ngoài trước đó. Tuy nhiên, lần này lại mang tới suy yếu nghiêm trọng hơn. Khương Phàm đã ngậm đan dược trong miệng, một bên phóng tới, một bên luyện hóa, nhanh chóng khôi phục tinh khí thần. Diệp Trục Thiên kinh hồn khó định, đây là vũ khí gì sao? Vậy mà lại có thể lấy sinh tử cảnh đánh ra uy thế như vậy. Khương Phàm đạp không phóng tới, đại địa phía trước chập trùng, núi cao di chuyển, hình thành một con đường lớn bằng phẳng, nhanh chóng kéo dài tới Diệp Trục Thiên nơi đó. Sinh tử cảnh còn có thể cuồng như thế, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ta thành toàn cho ngươi. Diệp Trục Thiên kinh ngạc nhưng mà chưa loạn, ngược lại chiến ý càng dâng cao. Tinh không vờn quanh xung quanh, ngưng tụ lỗ đen, biến mất tại chỗ. Khương Phàm đang nhanh chóng phóng tới, tinh quang lấp lóe phía trước, Diệp Trục Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Tinh hà nghịch loạn. Diệp Trục Thiên huy động mê quang mãnh liệt, quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành tinh không lĩnh vực, muốn giam cầm Khương Phàm ở bên trong. Mơ tưởng. Con đường dưới chân Khương Phàm mãnh liệt nhắc đến, giống như là cự long xoay người, ù ù điếc tai, dâng lên khí lãng mãnh liệt, điên cuồng cuống tới phía Diệp Trục Thiên. Trong chớp mắt, khí tức đại địa trong phạm vi mấy chục dặm đều hội tụ về, đại đạo oanh ra uy thế hủy diệt kinh người. Sinh tử cảnh áp chế linh hồn cảnh. Sắc mặt Diệp Trục Thiên hơi biến đổi, quả quyết tránh lui. Một sự bị động này để hắn đã lần nữa mất đi không gian cơ hội ngưng tụ tinh thần. Khương Phàm phóng lên tận trời, dẫn dắt, đại đạo, cuồng kích, đồng thời liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng, mãnh liệt tạo ra vòng xoáy mênh mông, tám mặt trời bên trong gào thét lao ra. Bát hoang liệt dương quyền. Diệp Trục Thiên cưỡng ép ổn định, toàn thân tăng vọt tinh quang, tinh thần vần quanh giống như là đại tinh chân thực, gào thét lao lên, trọng quyền cuồng kích tám mặt trời. Ầm 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 ầm. Rừng rậm hoắc loạn, đất trời rung động. Thế công lao nhanh về bốn phương tám hướng. Diệp Trục Thiên bay lên không, cả người khoác tinh thần, tay nâng nhật nguyệt. Một tiếng oanh minh, hắn hóa thân ra ngàn vạn mảnh, trải rộng khung trời. Mỗi cái đều vô cùng chân thực, mỗi cái đều giống như thần tử được ông trời tuyển chọn. Ong ong ong, thâm không minh mông sinh ra cảm ứng cùng Diệp Trục Thiên, uy lực ảo diệu vô tận tràn ngập đất trời giáng lâm, xuyên thấu qua thân thể của hắn, bao phủ hơn 50 dặm rừng rậm, muốn triệt để hủy diệt nơi này. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, phảng phất chu tước tắm lửa, đang bạo kích bên trong hoắc loạn. Chấn. Diệp Trục Thiên tiếp tục áp chế núi sông rừng rậm, đồng thời triệu ra 18 ngôi sao sáng chói, hóa thành tinh thần, chặn đánh Khương Phàm. Một ngôi sao băng lớn rơi xuống, khổng lồ nặng nề như muốn đè sập không gian. Khương Phàm ở đối diện bạo kích, hai cánh mở rộng, móng vuốt lao về phía trước, đọ sức uy lực của trời ngạnh kháng đại tinh. Ầm ầm. Khương Phàm xuyên thấu toàn bộ, đuổi giết cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Khương Phàm hoành hành không trở ngại, giết ngược vô biên, giết tới gần Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên bị kinh hãi, làm sao thực lực sinh tử cảnh có thể ổn định như thế? Còn cường đại như thế? Chiến ý của Khương Phàm như thủy triều, huyết mạch sôi trào. Chu tước bác thiên thuật lấp lóe tại hai tay. Giờ khắc này phóng thích toàn lực. Thiêu đốt lên linh hồn chu tước, kích thích xương cột sống cùng thần nhãn hơn. Một loại uy thế cường đại bế nghĩa dân chúng nở rộ từ toàn thân, một loại vật lộn với uy thế hủy diệt của trời phóng thích tại hai tay. Diệp Trục Thiên chấn kinh, chiến ý càng tăng lên, sát ý càng dữ dội hơn. Đường vân ánh trăng dâng lên ở tay phải, diễn biến thành tinh thần chân chính, đường vân mặt trời nở rộ ở tay trái, hình thành mặt trời chói mắt. Nhật nguyệt lên, thiên địa động. M dương biến, lưỡng nghi hiện. Bọn chúng xuyên suốt thâm không, cùng nhật nguyệt chân chính cảm ứng với nhau, cứ như nhật nguyệt hóa thân, nhấc lên thế công cuồng bạo rung động lòng người, lao thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng nhấc lên ngàn vạn nặng tấn thủy triều, cuốn qua rừng rậm, lay động qua trời cao, ngay cả số lượng lớn cường giả nơi xa đang đến gần nơi này cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Khương Phàm, Diệp Trục Thiên đều tháo chạy, đều sôi trào khí huyết. Sắc mặt tái nhợt.
Khương Phàm cắn răng, lần nữa giết qua. Diệp Trục Thiên đang muốn phản kích, chợt phát hiện có vấn đề. Vì sao Khương Phàm không sử dụng đại địa mẫu khí, vì sao không cần Sơn Hà Đại Táng? Đúng rồi. Trước đó xuất hiện cảm ứng, không phải chính là Khương Phàm đã dùng qua sao? Khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ trước đó là Khương Phàm đã dùng toàn lực thả ra. Nói cách khác, bây giờ Khương Phàm không thể nào hoàn toàn vận dụng uy lực chư thiên lục táng. Mà uy lực lục táng có thể nghiền ép tất cả võ pháp, coi như cảnh giới của Khương Phàm cao thì sao? Đệ nhất táng, tinh hà đại táng, tinh hà trầm luân, vạn cổ giai không. Sắc mặt Diệp Trục Thiên bỗng nhiên dữ tợn, tinh thần vô tận nương theo đại mạc hắc ám, từ trong thân thể tuôn trào ra, nương theo thiên uy vô thượng, bao phủ Khương Phàm, cưỡng ép giam cầm. Tinh hà lĩnh vực không thể nghịch chuyển thành hình, ở trong chớp mắt chôn vùi toàn diện. Ầm ầm, tất cả tinh thần trong chớp mắt dập tắt tia sáng, bọn chúng sụp đổ, chôn vùi, hình thành tai nạn, đủ để hủy diệt vạn vật trên thế gian. Khương Phàm bị giam cầm ở không gian tinh thần, gặp phải nguy cơ thảm liệt sinh tử, nhưng, hắn chờ đợi chính là thời khắc này. Trước đó liên tục phóng thích Sơn Hà Đại Táng, lại thi triển thương sinh tạo hóa, tiêu hao vô cùng lớn, tình huống của hắn bây giờ chỉ có thể thi triển Sơn Hà Đại Táng một lần. Cho nên hắn cố ý kiến tạo giả tượng cho Diệp Trục Thiên, để hắn buông lỏng cảnh giác, kích thích lòng tin, dẫn hắn tới gần, dẫn hắn phóng thích. Sau đó, Khương Phàm kích phát bát hoang chiến trụ, bảo vệ toàn thân. Ngạnh kháng uy lực táng diệt của tinh thần đại táng, cùng lúc đó, phóng thích đại địa mẫu khí ở trong lòng bàn tay mà hắn đã bí mật câu thông địa tầng, cảm ứng đại địa mẫu khí từ đầu đến cuối. Ầm ầm, Sơn Hà Đại Táng dẫn bạo bên ngoài không gian tinh thần, giống như là thủy triều tiến lên bạo kích bao vây không gian tinh thần, cũng bao phủ lấy Diệp Trục Thiên sau khi hắn đã toàn lực phóng thích và đang ở vào trạng thái mệt mỏi. Rõ ràng ta đã giam cầm ngươi. Sắc mặt Diệp Trục Thiên đại biến. Tinh thần lĩnh vực đã thành hình, triệt để ngăn cách vùng không gian này, làm sao Khương Phàm câu thông với Sơn Hà bên ngoài được. Đại địa mẫu khí. Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, nếu như Khương Phàm từ đầu đến cuối nắm đại địa mẫu khí trong tay, liền từ đầu đến cuối đang có cảm ứng cùng đại địa mênh mông, tinh thần lĩnh vực của hắn chẳng khác nào không có hoàn toàn phong bế. Khương Phàm có thể bằng vào ưu thế cảnh giới càng mạnh, cưỡng ép liên hệ đại địa. Hỗn đản này đang tính kế hắn. Hắn đã tỉnh ngộ, nhưng muộn rồi. Ầm ầm. Khương Phàm bị tinh thần tinh hà đại táng bao phủ. Uy thế liên miên bất tuyệt, trong chớp mắt như có hơn mấy ngàn vạn tinh thần giao thế chôn vùi, uy lực táng diệt và tần suất kéo đến cực hạn. Máu tươi trong người Khương Phàm đổ như bão táp, cảm giác như mình muốn sa vào tinh không mênh mông, bị thời gian lãng quên, bị thâm không mai táng. Tuy nhiên, Diệp Trục Thiên càng đau đớn hơn. Sơn Hà Đại Táng dẫn bạo toàn diệt, uy thế nặng nề giống như là đại lục mênh mông đặt ở trên người hắn, khiến hắn nhanh chóng trầm luân. Đây là không giống với tinh thần chôn vùi, mai táng, mà là đại biểu cho uy lực đại táng của mẫu thân vạn vật, để cho người bụi về với bụi, đất về với đất, vinh quang cực hạn cuối cùng thổi phồng thành cát mịn. Không thể kháng cự mục nát. Khương Phàm cuồng dã chém giết Diệp Trục Thiên, cường thế dẫn bạo thế giới bên ngoài. Phạm vi hơn 10 dặm địa tầng hóa thành đất đá khô cằn, khí tức thâm không vô tận bao phủ mảnh phế tích này. Từ đằng xa trông qua, thật giống như biến thành một cái hố đen to lớn đột nhiên giáng lâm, khí lãng ngập trời, uy lực tai nạn cuồn cuộn, ngay cả bọn người Tạ Ninh đang truy kích cũng đều dừng ở nơi xa, không dám bước về phía trước. Khương Phàm quá mệt mỏi, cơ hồ muốn lâm vào hôn mê, tuy nhiên vẫn bằng vào ý chí, phóng xuất ra bọn người Dương Biện. Bắt sống. Khương Phàm nói xong liền lâm vào hôn mê. Giờ phút này địa tầng vẫn còn đang bạo động, bọn người Dương Biện, Lý Dần kích phát thần binh, lao thẳng đến sâu trong địa tầng. Uy thế táng diệt kinh khủng như đều muốn nuốt hết bọn hắn, tuy nhiên cũng may thời gian địa tầng bạo động kéo dài rất ngắn, liền triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn nhịn xuống suy yếu, hoành hành bên trong đất đã khô cằn, tìm kiếm Diệp Trục Thiên. Tìm được rồi. Lý Dần vào tới phía trước nhất. Hóa thân thành bất tử điểu, chế trụ Diệp Trục Thiên đang hôn mê. Nhưng, lúc bọn hắn mang theo Khương Phàm Diệp Trục Thiên xông ra đất khô cằn, chuẩn bị rời khỏi, Khổng Sướng gần như bạo tẩu đã giết trở về. Để công tử lại, ta tha tiện mệnh của các ngươi. Khổng Sướng cách rất xa liền thấy hỏa điểu bắt lấy Diệp Trục Thiên. Hắn muốn rách cả mí mắt, tiếng giống như sấm, hắc khí ngập trời,
cuồng dã lao nhanh về phía trước, hóa thành bàn tay màu đen, chụp về phía bọn người Lý Dần. Mặc dù khoảng cách rất xa, không có đánh chúng, thế nhưng bàn tay khổng lồ rơi xuống lại nhấc lên cuồng phong vô tận, tạo thành hơn 10 cơn gió lốc, quét ngang mà đi. Cảnh giới của hắn quá mạnh, một kích đánh ra, thẳng bức niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Vượt xa cực hạn chịu đựng của bọn người Lý Dần. Lý Dần, Dương Biển, Chu Thanh Thọ, liên tiếp mất khống chế, bị cuồng phong cuốn ra hơn 10 dặm. Dân đen, để công tử lại. Mái tóc đen của Khổng Sướng tung bay, con người hừng hực cường quang, triệu ra một thanh chiến đao, đen kịt nặng nề, phong mang giá lạnh chói mắt. Hắn múa loạn chiến đao, cuốn lên lưỡi đao màu đen đầy trời, giống như thiên quân vạn mã cuồng kích chiến trường, kéo đi hơn 10 dặm, lao thẳng đến bọn người Lý Dần. Giao người cho ta, Lý Dần, chặn đường, cầm thú, chuẩn bị di chuyển. Dương Biển kích hoạt linh văn, hóa thành cự kình màu đen, một ngụm nuốt vào Khương Phàm cùng Diệp Trục Thiên, hắc chiều ngập trời, kình minh điếc tai, thân thể cao lớn mãnh liệt đong đưa, phóng tới phía trước. Lý Dần kích hoạt tinh thuẫn, dương cánh thét dài, trong chớp mắt, yêu thể phát sáng, gần như trong suốt, hiện ra cảnh tượng sơn hà vô tận. Liền ngay cả kim viêm cuồn cuộn thiêu đốt, đều nhận lấy trùng kích, hình thành mê ảnh đại lục. Ầm ầm, đao cương hoành không, cuồng dã phách trảm, cắt đứt không gian, kéo đi hơn 10 dặm đánh về phía Lý Dần. Lý Dần giống như bị bao phủ ở trong cối xay thịt thảm liệt, toàn thân run rẩy, âm vang tranh minh đinh tai nhức óc, thân thể điêu luyện của hắn bị chật vật tung bay ra ngoài, máu thịt văng ra, vô cùng thê thảm, lập tức hôn mê tại chỗ. Tuy nhiên, cường thế chặn đường, đã cưỡng bức gánh vác uy hiếp đáng sợ. Đều cho Dương Biển, Chu Thanh Thọ tranh thủ cơ hội. Chu Thanh Thọ rơi xuống trên lưng cự kình, triệu hoán lợi kiếm tinh thần, chỉ phía xa phía trước. Tinh quang lấp lóe, tinh hà lao nhanh, mười mấy ngôi sao lớn ù ù dâng lên. Dương Biển mãnh liệt nhấc lên thân thể cao lớn, khống chế hải triều vào tới tinh hà. Cùng lúc đó, Lý Dần đang tung bay đụng vào nơi này, bị hắn nuốt vào, cùng một chỗ phóng tới tinh thần. Ong ong ong, tinh hà đấu chuyển, cự ly vượt qua xa. Thân hình khổng lồ của Dương Biển cưỡng bức vượt qua hơn 30 dặm tinh hà, cường thế kéo dài khoảng cách. Lại lần nữa, tiếp tục xông cho ta. Dương Biển thét lớn, bão uy chấn động, hắc hải tuôn ra. Chu Thanh Thọ điên cuồng phóng thích linh lực, đánh thẳng vào tinh thần kiếm. Trong chuyện chạy trối chết này, xưa nay hắn không cam đứng sau người. Cứ như vậy, rừng rậm Tây Nam của Thượng Thương Cổ Thành xuất hiện tràng diện rung động lòng người. Một đường tinh hà đẹp đẽ vượt qua trời cao, tinh thần sáng chói, tinh quang lấp lóe, chiếu sáng rừng rậm. Ở trong tinh hà lao nhanh kia, lại có một con cự kình màu đen khổng lồ hoành hành không trở ngại, liên tiếp va chạm tinh thần, đang vượt qua tinh hà. Liền ngay cả bọn người Tạ Ninh, Tần Ngao Thương đang đuổi bắt đều liên tiếp dừng lại, nhìn tinh hà tiến lên kéo qua từ đỉnh đầu bọn họ, sợ hãi thán phục lấy võ pháp diễn dịch hoa mỹ này. Dừng lại cho ta. Thực lực của Khổng Sướng bị áp chế, tốc độ cũng không kịp 1/10 như bình thường, loại cảm giác này để hắn táo bạo đến phát điên. A, à, đó là Khổng Sướng. Tạ Ninh nhận ra hắn, lập tức khống chế chiến xa bay lên không. Khổng Sướng, sao ngươi lại ở đây? Diệp Trục Thiên đâu? Tạ Ninh công tử, nhanh nhanh nhanh, Diệp công tử bị bắt đi, nhanh cứu người. Khổng Sướng cao giọng hô to, nhưng không có một khắc nào ngừng lại. Lách qua Tạ Ninh tiếp tục đuổi bắt. Ai bắt Diệp Trục Thiên? Tạ Ninh lập tức có phản ứng, khống chế chiến xa đuổi theo Khổng Sướng, cao giọng la lên. Nói rõ ràng, ai bắt Diệp Trục Thiên? Khương Phàm, tên điên Khương Phàm của xí thiên giới kia. Khổng Sướng la lên lại liên tục lướt qua rừng rậm, biến mất ở phương xa. Khương Phàm, sao hắn lại ở đây? Hắn lấy ở đâu ra can đảm, dám bắt Diệp Trục Thiên? Tạ Ninh do dự một chút, sau đó lại khống chế chiến xa đuổi theo. Mặc dù vĩnh sinh thần thụ rất quan trọng, nhưng không thể lại thấy chết không cứu. Bọn người Vương Liệt liên tiếp bay lên không, đuổi theo sát Tạ Ninh. Khương Phàm. Đám người Tần Ngao Thương hai mặt nhìn nhau, chính là cái tên Khương Phàm gây chuyện thị phi khắp nơi kia sao? Không phải người của xí thiên giới không tới Thượng Thương Cổ Thành sao, chính hắn tới. Bắt Diệp Trục Thiên. Cái này không phải điên cuồng, đây là điên. Thái cổ thần miếu là chủ nhân Tây Nam, cũng là chủ tử của xí thiên giới, Khương Phàm cũng dám đụng đến truyền nhân của chủ tử.
Các ngươi tiếp tục đuổi theo Vĩnh Sinh Thần Thụ, ta đi xem một chút. Nam tử anh tuấn tên là Loan Hồng Hy, hắn hào hứng rời khỏi. Hai vị cường giả đuổi theo sát, bảo hộ ở hai bên. Nữ tử xinh đẹp là Phương Tịnh, nàng lắc đầu, cùng Tần Ngao Thương tiếp tục đuổi bắt Vĩnh Sinh Thần Thụ. Chỉ là, rốt cuộc cái tên gia hỏa mang theo mặt nạ kia là ai? Lại có can đảm khiêu khích hoàng đạo như vậy. Sau khi Chu Thanh Thọ liên tiếp di chuyển 200 dặm, rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, hôn mê tại trên lưng cự kình. Dương Biện nuốt Chu Thanh Thọ vào, trở lại hình người, phóng tới trong rừng rậm. Bây giờ muốn hất ra truy binh cơ hồ là không thể nào, cho nên hắn mạo hiểm làm một quyết định, nghịch hành. Lợi dụng cây rừng tươi tốt che đậy, đón phương hướng khổng sướng phóng tới hơn 10 dặm, sau khi gặp được một đám tán tu, hắn học bộ dáng đám tán tu kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua phía trước, nghị luận tinh thần vừa mới qua đi. Khổng sướng mất đi mục tiêu, lập tức phóng thích ý thức, càn quét dãy núi. Nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn cảm giác mục tiêu là đang chạy trốn về phía trước, cho nên ý thức vẫn một mực chạy tới, không để ý đến đám người trong rừng rậm phía dưới. Tạ Ninh khống chế chiến xa, cũng từ không trung lướt qua, không để ý đến người phía dưới. Chờ sau khi bọn hắn toàn bộ đi xa, tán tu trong cánh rừng kỳ quái nhìn nam tử oai hùng trước mặt. Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ngươi chạy tới, còn hỏi chúng ta là ai? Ta nhận lầm người. Dương Biện tiến vào rừng rậm, tiếp tục phóng tới hướng bọn người Tạ Ninh đang truy kích. Khổng sướng ngừng đuổi theo. Bởi vì hắn ngoại trừ nhận biết Khương Phàm ra, những người khác đều chưa thấy qua. Mấy người kia là ai? Đuổi ở đâu bây giờ? Khổng sướng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Tạ Ninh khống chế chiến xa đuổi tới, nóng nảy sốt ruột quát tháo Khổng sướng đang nhìn ra xa. Trong mấy tháng này chúng ta một mực đuổi bắt Khương Phàm. Hắn mạo phạm các ngươi rồi. Không có mạo phạm ta, tuy nhiên công tử cảm thấy rất hứng thú đối với hắn. Chúng ta đi theo Khương Phàm từ Xí Thiên Giới đến Tử Vi Thánh Địa, từ Tử Vi Thánh Địa đến nơi này. Nhưng tình huống cụ thể, ta không hiểu rõ. Tạ công tử, ngài có ngọc phù, có thể cảm nhận được vị trí công tử không? Giọng nói của Khổng Sướng mang vẻ mấy phần khẩn cầu. Lúc bọn hắn tiến vào, cũng không có thông báo thánh linh thái cổ thần miếu phía ngoài, đây đã là thuộc về làm trái quy tắc. Bây giờ Diệp Trục Thiên lại bị bắt đi, lưng hắn đã đeo tội danh, nếu có cái gì ngoài ý muốn, rất có thể hắn sẽ bị xử tử. Ngươi nói rõ cho ta trước, tại sao hắn lại muốn truy bắt Khương Phàm? Ta thật không biết, Diệp công tử một mực giấu giếm ta, còn luôn luôn hất ta ra tự mình hành động, ta đã hỏi qua, thế nhưng... truy đuổi theo Khương Phàm, kết quả bị Khương Phàm bắt. Các ngươi thật sự là có thể. Tạ Ninh nắm chặt ngọc phù bên hông, thử nghiệm cảm nhận ngọc phù của Diệp Trục Thiên, kết quả ngay chút phản ứng cũng đều không có. Không phải rời khỏi quá xa, chính là ngăn cách ở trong một không gian đặc thù. Tạ Ninh nói, ta cho ngươi một đề nghị, đi ra bên ngoài tìm trưởng bối bên cạnh chúng ta, chủ động nhận tội, mời bọn họ phái càng nhiều người tiến đến. Còn nữa, tốt nhất lại đi thông báo Thái Tuế. Nếu như Xí Thiên Giới nơi đó không có chuyện đặc biệt quan trọng, mời hắn đến nơi này một chuyến. Bảo bối thức tỉnh ở nơi này so với chúng ta mong muốn càng đặc biệt hơn. Ví dụ như, ta phát hiện hạt giống Vĩnh Sinh Thần Thụ. Ta sẽ đi thông báo, còn xin Tạ Ninh công tử tiếp tục truy tìm Diệp công tử. Khổng sướng cũng không để ý không được nhiều như vậy, hắn mau chóng rời khỏi, đi ra bên ngoài nhận tội mời người. Sau khi Khương Phàm tỉnh dậy, hắn liền rời khỏi không gian nội hải của Dương Biện, ăn vào mấy viên thuốc điều trị thương thế. Diệp Trục Thiên đâu? Đã bắt được, còn chưa có tỉnh. Dương Biện ôm chiến kích, ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ngươi muốn xử trí hắn thế nào? Giết! Khương Phàm xoa cái đầu căng đau đứng lên, lần này thật sự đã tiêu hao quá lớn rồi, giống như từ đầu khớp xương đều lộ ra suy yếu. Nói như vậy, bên trong danh sách tử địch của ngươi, ngoại trừ Vạn Đạo Thần Giáo ra, lại còn có thêm một thái cổ thần miếu. Một chút kẻ địch như thế liền không thích ứng được. Ngươi bảo cái này gọi chút. Loại hào hùng muốn lao thẳng đến thiên khải chiến trường trước kia của ngươi đâu rồi? Hào hùng trước đó của ta là chạy làm sao để còn sống, bây giờ là ngươi kéo lấy ta bỏ đến trong phần mộ. Từ từ thích ứng, quen được thì sẽ tốt hơn thôi. Đến đây, phóng xuất Diệp Trục Thiên. Thật sự muốn giết. Ta muốn một vật trên người hắn.
Khương Phàm phải thừa dịp Diệp Trục Thiên hôn mê, mau chóng dung hợp tai nạn ảo diệu của Nhật Nguyệt tinh thần. Cùng thuộc chư thiên lục táng, không cần giống điểm phù hợp như thương sinh tạo hóa, chỉ cần giết Diệp Trục Thiên liền có thể đạt được truyền thừa của hắn. Muốn thứ gì thì cứ lấy đi, còn nhất định phải giết. Không phải Dương Biện cảm thấy đáng thương cho ai, mà là trong lòng đối với thế lực hoàng đạo có khát vọng cố chấp, còn có kính sợ rất sâu. Khiêu khích hoàng đạo thì tương đương với khiêu khích thần linh, đã nhắc lên rất nhiều nguy hiểm, huống chi là còn muốn giết truyền nhân hoàng đạo. Ngươi sẽ để lại cho mình một cái tai họa ngầm như thế này. Sẽ không? Vậy cũng đừng nói nhảm nữa. Dương Biện lắc đầu, phóng Diệp Trục Thiên trong không gian nội hải ra. Diệp Trục Thiên mới ra đến, Ngọc Phù giấu ở trong y phục liền nở rộ lên huỳnh quang yếu ớt, sinh ra cảm ứng cùng Ngọc Phù bên hông Tạ Ninh đang lùng bắt hắn ở nơi xa. Bây giờ liền giết. Dương Biện nhìn con mắt sáng lên của Khương Phàm, rất im lặng lắc đầu, cảm giác lên thuyền giặc càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ còn chưa được, tìm nơi an toàn. Khương Phàm không còn dám liều lĩnh, lỗ mãng, nơi này là thượng thương cổ thành, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu như dung hợp chư thiên lục táng lại dẫn phát oanh động gì, lại không có người có thể bảo vệ hắn, hắn sẽ phải thành thịt cá trên thớt gỗ. Nơi này còn có chỗ an toàn. Tìm tới bọn hắn liền an toàn. Tìm ai? Nữ tử của ta. Không phải nữ tử của ngươi đang ở xí thiên giới sao? Còn có một đại lão bà. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất lạm tình nhỉ. Đừng nói lung tung, ta rất một lòng. Rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm thu Diệp Trục Thiên vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, mang theo Dương Biện rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm Thiên Hậu cùng Diêm Bá. Phát hiện, bên trái đằng trước, Tạ Ninh cảm nhận được vị trí Ngọc Phù, phân phó thị vệ sau lưng. Tản ra cho ta, hình thành vòng vây, đối mặt liền hung hăng đánh, không thể thả chạy một tên nào. Nếu như bọn hắn dùng Diệp công tử uy hiếp thì sao? Vương Liệt bọn hắn có chút lo lắng. Bọn hắn còn không biết sốt cuộc Khương Phàm cùng Diệp Trục Thiên có ân oán gì, nhưng tính cách của Khương Phàm cả thế gian này đều biết. Hắn sẽ tổn thương Diệp Trục Thiên sao? Hẳn là sẽ. Hắn dám giết Diệp Trục Thiên sao? Không dám, hắn không dám. Vậy còn lo lắng cái gì, hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu quả thật giết Diệp Trục Thiên, thiên hạ này không có đất dung thân cho hắn. Đến lúc đó, hắn cùng Kiều Gia và Ác Nhân Cốc đều chắc chắn phải chết. Ngay cả hắn Ly Hỏa Thánh Địa, Xí Thiên Giới, đều muốn bị liên lụy. Tạ Ninh khống chế chiến xa, ánh sáng sôi trào vạn trượng, xông về mục tiêu nơi xa. Công tử nói rất đúng. Bọn người Vương Liệt không còn lo lắng, nhanh chóng tản ra, vây bắt. Khương Phàm vừa mới rời khỏi không bao lâu, liền phát hiện chiến xa. Ánh sáng nhấp nháy, nghiền ép bầu trời, thanh thế vô cùng bao la hùng vĩ. Là Tạ Ninh. Khương Phàm lập tức cảnh giác. Không phải ngươi nói đã hất bọn hắn ra rồi sao? Cách mấy chục dặm, còn không hất ra được. Tại sao ta cảm giác bọn hắn là đang tới phía chúng ta nơi này? Không thể nào, bọn hắn chỉ là đang tìm kiếm khắp nơi. À, giống như thật sự đang tới nơi này. Khương Phàm nhíu mày quan sát, sắc mặt hơi biến đổi. Đại gia ngươi, chính là đang tới đây, ngươi để lại vết tích rồi. Không thể nào. Ta Nam Chinh Bắc Chiến mấy chục năm tại hải vực, làm sao có thể phạm phải sai lầm này? Không để lại vết tích thì sao hắn có thể đuổi tới? Chạy mau! Khương Phàm quay người phóng tới. Cầm thú đâu? Dương Biện cũng gấp. Vẫn còn đang hôn mê. Nhanh nhanh nhanh! Nhanh cái gì? Nhanh thu ta vào đi, nơi này là lục địa, ta là cá, chết tiệt, ta có thể chạy qua một cái xe sao? Ta vừa thức tỉnh, còn không có khôi phục đây. Chết thì làm sao bây giờ? Cái tư tưởng này của ngươi thật sự là rất nguy hiểm. Ngươi chết còn muốn kéo theo kẻ chôn cùng sao? Ta sống được dễ dàng sao? Bọn hố hàng các ngươi này thật chính là, làm gì cái gì không được. Khương Phàm bắt lấy Dương Biện, kéo vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, đút lấy từng ngụm đan dược vào trong miệng. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vượt qua trời cao, chăm chú khóa chặt thân ảnh đang chạy trốn phía trước. Càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đây không phải là tên hỗn đản trước đó chém giết cùng hắn sao? Chờ chút. Ngọn lửa màu vàng óng, thiên phẩm linh văn loại chim tước. Còn phách lối cường đại, không sợ hãi. Đó chính là Khương Phàm. Tạ Ninh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trước đó đánh lấy đánh để,
đột nhiên quay đầu chạy, đây không phải là chạy trốn, mà là tập kích Diệp Trục Thiên. Khương Phàm, ngươi cũng dám khiêu khích Thái Cổ Thần Miếu, lần này nhất định để ngươi không đi ra được Thượng Thương Cổ Thành này. Tạ Ninh gầm thét, năng lượng mênh mông rót vào chiến xa. Chiến xa oanh minh, kim quang sáng chói, hiện ra rất nhiều hình ảnh người và thú, tăng vọt uy thế, tốc độ càng nhanh. Khương Phàm sôi trào liệt diễm, ngưng tụ hai cánh, mãnh liệt phung đánh, di chuyển về Tây Bộ. Đột nhiên, phía trước cường quang chấp liên tục, một thân ảnh già nua bay lên. Tiểu tặc, người bị bao vây. Oanh! Lão nhân hừng hực ánh sáng, năng lượng lao nhanh, mặc dù thực lực nhận áp chế, thế nhưng một quyền đánh ra, giống như mấy ngày sóng lớn, nắm đấm vàng giống như là đánh rách tả tơi không gian, cuồng kích hơn 10 dặm, xông về phía Khương Phàm. Khương Phàm thi triển tiểu quang mang thánh thuật, tốc độ liên tiếp tăng vọt, dùng tốc độ cao nhất tránh khỏi thế công, bay lên không 800 mét. Ngươi trốn không thoát. Một tay che trời. Một thân ảnh hùng tráng đâm nghiêng xông ra, đạp tan núi cao, nổ bắn ra trời cao, một trận chấn động mãnh liệt khuấy động tầng mây. Cuồng phong trên bầu trời lập tức giống như giống biển cả chập trùng, hình thành một bàn tay khổng lồ quét sạch hơn 10 dặm. Uy thế khủng bố, đè ép dãy núi. Vùng núi phía dưới đều rung động ầm ầm, sụp đổ ra vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, thừa nhận áp lực thật lớn, giống như là muốn bị đập vụn. Ầm ầm, bàn tay ầm vang rơi xuống, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Giết! Toàn thân Khương Phàm căng cứng, nhìn hằm hằm bầu trời, hắn kêu to một tiếng, hai cánh chấn kích mãnh liệt, đón bàn tay nghịch thiên phóng đi. Mắt phải thức tỉnh, máu bắn tứ tung. Thần uy Kura xương cột sống khuấy động huyết dịch toàn thân, uy lực kim hoàng cuồn cuộn, trùng kích mắt phải. Ông! Huyết quang bắn ra, kích xạ bầu trời. Giống như là tuyệt thế thiên đao chém đi qua. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, muốn cưỡng ép giam cầm Khương Phàm, thế nhưng thần quang bạo kích bổ ra một cái khe. Khương Phàm lấp lóe ánh sáng, hai cánh chấn kích, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn xuyên qua vết nứt, trở lại tự do. Khương Phàm, lại một thân ảnh giết ra đến, hai cốt toàn thân vặn vẹo, hóa thân thành linh thước khổng lồ, phát ra tiếng long ngâm. Thanh chiều cuồn cuộn, như hồng lưu như lôi chiều, không gian kịch liệt ba động, cuồn cuộn đi qua phía Khương Phàm. Long em mở tước, khuôn mặt Khương Phàm có chút động, đây chính là mãnh cầm khó chơi. Ầm ầm, sóng âm khủng bố, tần số kinh người, nương theo long uy thật lớn, cuồng bạo che mất Khương Phàm. Khương Phàm kêu thảm, toàn thân muốn vỡ vụn như một bức tượng, huyết nhục văng tung tóe, chật vật cuốn ra ngoài. Thân thể còn chưa có khôi phục, lần nữa tăng thêm, ngay cả ý thức đều trở nên hôn mê. Nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Vương Liệt giết tới, lên cơn giận dữ, ngực bụng nhấc lên, từng luồng liệt diễm từ trong miệng phun đi ra, hóa thành hỏa tiên đầy trời, trắng kiện cuồng mãnh, hoành kích bầu trời, mang theo uy lực hủy diệt đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm nhìn xuống đau nhức kịch liệt, nhanh chóng tránh né hỏa tiên, đồng thời ngưng tụ Thái Dương chiến y, kích thích bát hoang chiến trụ. Ầm ầm. Số lượng lớn hỏa tiên gào thét lao qua bên cạnh, mạo hiểm tránh khỏi, nhưng vẫn có mấy mũi đánh vào trên thân. Bành bành bành. Thái Dương chiến y của Khương Phàm bị dập tắt, máu tươi như bão táp, chật vật rơi xuống mặt đất, nổ lên một cái hố sâu to lớn. Sinh tử cảnh, cuối cùng vẫn không kịp niết bàn cảnh. Khụ khụ. Khương Phàm ho khan kịch liệt, trái tim đều giống như muốn ho ra đến, thương thế nhiều lần tăng thêm. Sơn Hà đại táng sao? Khương Phàm cắn răng, thân thể mệt mỏi có thể gánh vác được sao? Dương Biện, chuẩn bị cho ta. Ý thức Khương Phàm xông vào tầng thứ ba, muốn cưỡng ép đẩy Dương Biện ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn lại phát giác được sâu trong dãy núi lại có ánh sáng nhàn nhạt đang lấp lóe. Ánh sáng rất yếu, như ẩn như hiện. Nhưng vị trí kia, Kiều Hinh đang thức tỉnh. Ý thức Khương Phàm nhanh chóng kéo tới nơi đó. Trong quan tài thủy tinh mà Kiều Hinh đang ngủ say hoàn toàn bị kim quang tràn ngập, từng sợi liệt diễm từ bên trong tiêu tán đi ra, hình thành một con phượng hoàng màu vàng tôn quý hoa lệ, đang quay quanh bay múa phía trên quan tài thủy tinh. Linh Văn đã thức tỉnh. Khương Phàm phấn chấn lại kích động, Kim Vũ Phượng Hoàng quen thuộc. Trong quan tài thủy tinh, Kiều Hinh thuần mỹ động lòng người, từ bên trong da thịt tỏa ra kim quang, vô cùng lộng lẫy. Mi mắt của nàng có chút đóng mở,
quanh quẩn một chỗ ở giữa đang thức tỉnh cùng ngủ say, khôi phục ký ức đã từng có, cũng khôi phục thực lực đã từng có. Hình nhi. Khương Phàm hô to một tiếng, như lôi đình trầm muộn nổ vang. Con mắt Kiều Hình đột nhiên mở ra, kim quang bùng lên, một loại uy thế cường đại chấn động quan tài thủy tinh, liệt diễm sôi trào trong nháy mắt, liệt diễm xung quanh quan tài thủy tinh bay thẳng lên trời, hư ảnh Phượng Hoàng quay quanh nhanh chóng rõ ràng, dương cánh gáy to, kim hà ngập trời. Dương Biện vừa phun Lý Dần, Chu Thanh Thọ từ trong hải không ở giữa ra, kinh ngạc nhìn về phía phương xa, nơi đó làm sao lại còn cất giấu một con Phượng Hoàng. Hình nhi, bên ngoài đều là cường địch. Khương Phàm không nghĩ tới tràng cảnh hai người gặp mặt sẽ lại là trong bầy sói quẫn cảnh này, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức chiêu toàn bộ quan tài thủy tinh ra ngoài. Phế hắn đi. Tạ Ninh khống chế chiến xa nhanh chóng giá lâm, chỉ hướng Khương Phàm rơi xuống phía xa lớn tiếng ra lệnh. Vương Liệt và bốn hộ vệ khác toàn bộ đều giết tới, năng lượng niết bàn cảnh hội tụ thành chiều dâng hủy diệt, tràn ngập đất trời bao phủ tới hắn. Liệt diễm, cương khí, sóng âm, lôi chiều, hàn băng. Năng lượng bạo động, không gian vặn vẹo, phạm vi bao trùm đạt tới hơn 10 dặm, bảo đảm Khương Phàm không chỗ để trốn. Khương Phàm máu me khắp người nằm dạp trên mặt đất, cắn răng gào rít, đánh quan tài thủy tinh về phía không trung. Nắp quan tài trượt xuống, kim quang ngập trời. Kiều Hinh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, càng không hiểu tình huống ở bên ngoài. Tuy nhiên cảnh giới của nàng khôi phục rất tốt, bây giờ đã lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Mới ra khỏi quan tài thủy tinh, cấm chế tại thượng thương cổ thành còn không có giáng lâm. Cho nên, Phượng Hoàng chân hỏa trong quan tài thủy tinh mãnh liệt phóng thích, tràn ngập vô số quang vũ màu vàng. Ầm ầm, như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, trong nháy mắt dẫn bạo đất trời, hủy diệt cương khí, sóng âm các loại, toàn bộ năng lượng đều rơi xuống, đối diện che mất tất cả những người giết tới. Liệt diễm ngập trời, liên miên bất tuyệt, cuối cùng hình thành hư ảnh kim vũ Phượng Hoàng lộng lẫy mà to lớn, che đậy khung trời, kim quang vô biên. Hai cánh mở ra, đất trời rung chuyển, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Bành bành bành, đám người Vương Liệt kêu thảm bay ra ngoài, ngay cả Tạ Ninh đều bị đối diện cuốn bay, chiến xa ù ù, mất đi khống chế. Pháp trận thượng thương cổ thành phát giác được vấn đề năng lượng, một gợn sóng kỳ diệu giáng lâm, trùng kích huyết nhục thần hồn Kiều Hinh, phong ấn lực lượng cường đại, cưỡng bức ép đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Hình nhi, nơi này là thượng thương cổ thành, xung quanh tất cả đều là kẻ địch, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Khương Phàm ho ra đầy máu, khàn giọng la lên. Kiều Hinh hoảng hốt ý thức thoáng tỉnh táo, cúi đầu nhìn thân ảnh quen thuộc, uy lực chu tước quen thuộc trong trí nhớ. Một cái suy nghĩ hiển hiện trong đầu, ta, đã tỉnh. Ta sống đến bây giờ. Kiều Hinh lắc lư ánh mắt, đôi mắt sáng tỏ bịt kín nước mắt. Nhưng, dáng vẻ Khương Phàm máu me khắp người, cùng tràng diện hỗn loạn xung quanh rất mau đã kéo nàng về hiện thực. Nàng là ai? Bọn người Tạ Ninh chật vật ổn định, rõ ràng đã sắp bắt được, tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Giết! Bọn người Vương Liệt máu me khắp người. Kim viêm còn đính vào trên thân vung đi không được, bọn hắn đau đớn càng tức giận hơn. Đều là niết bàn cảnh cường đại, lúc nào lại nhận qua loại khuất nhục này. Bị áp chế cảnh giới không thích ứng được thì cũng thôi đi, ngay cả một tiểu tặc con dã man đều không bắt được. Giết giết giết! Năm người hét lớn, sát uy tuyệt luân, thiêu đốt huyết khí, kích phát thực lực, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Liệt diễm hoành không ngưng tụ thành trường tiên bạo kích. Quay quanh thành ác thú dữ tợn. Tiếng long ngâm mãnh liệt, vỡ nát cả trời cao, mang theo tần suất ba động kinh khủng, về phía phiến ngọn lửa màu vàng óng kia. Cương khí, mây mù cuồn cuộn, hóa thành một bàn tay khổng lồ, giống như thượng thương, hung hăng đánh ra. Lôi chiều oanh minh, nổ bắn ra bầu trời, ngưng tụ thành lôi vân khổng lồ, một tiếng vang thật lớn, lôi chiều trút xuống. Hàn băng đông kết đại địa, dọc theo rừng rậm bừa bộn nhanh chóng hoành hành. Những nơi đi qua, đại địa sụp ra, cây cối đông kết, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Ánh mắt Kiều Hinh bỗng nhiên lạnh lẽo. Đám đạo trích các ngươi, cũng xứng chọc nam tử của ta. Ầm ầm, Kiều Hinh bay lên trời, kim viêm khuấy động, cuồng kích tám phương, không cần bao nhiêu diễn dịch, liệt diễm nóng hổi, hoàng uy vô tận, chính là thế công mạnh nhất. Thế công cường đại từ bốn phương tám hướng kéo tới, lại bị Phượng Hoàng chân hỏa cường thế đánh tan. Mạo phạm hoàng uy, chết.
Tiểu Hình vung một tay đánh tới, liệt diễm diễn biến mãnh liệt, hóa thành kiếm chiều vô tận, đều tương tự Phượng Vũ, lại sắc bén vô địch, xuyên thủng năng lượng bạo động lao thẳng đến bọn hắn. Phượng Hoàng, Thiên Văn, đám người Vương Liệt bỗng nhiên biến sắc, nhưng không có tránh lui, lại giống to giết tới. Giống, Long Ngâm Tước dương cánh hơn 30 mét, hùng tráng hung hãn, bằng vào ưu thế cơ thể, ngạnh kháng kiếm chiều bạo kích, lao thẳng đến Kiều Hinh. Kiều Hinh vạch ra tốc độ như tia chớp, đối diện giết tới Long Ngâm Tước. Liệt diễm ngưng tụ hai cánh Phượng Hoàng sáng chói, xẹt qua bầu trời. Giống như là hai thanh thiên kiếm, sắc bén, không thể phá vỡ. Long Ngâm Tước há mồm hét giận dữ, thanh chiều cuốn qua, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản được hai cánh Phượng Hoàng. Phốc phốc, một kiếm chém đầu, một kiếm diệt hồn. Long Ngâm Tước đang gào thét bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ngươi là người phương nào? Lão giả từ trên trời giáng xuống, khiên động bầu trời ba động kịch liệt, uy thế cường đại ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, Vương Liệt ở phía xa phóng thích liệt diễm, ngưng tụ hỏa tiên bạo kích, vần quanh thành súng săn, xuyên thủng không gian, kéo lấy hỏa chiều, cường thế giết tới. Kiều Hinh đưa một tay chỉ trời, kim quang phun trào, cưỡng bức cầm giữ lão giả, cầm giữ bầu trời. Sau một khắc, súng săn giết tới trong chốc lát, Kiều Hinh khống chế kim quang, cường thế di chuyển, kéo lấy lão giả đưa tới phía trước. Lão nhân kinh hồn, mãnh liệt giãy giụa, nhưng vẫn đã chậm mấy phần. Phốc phốc, trường thương bạo kích, xuyên qua lồng ngực lão nhân. Không, Vương Liệt kêu lên đầy sợ hãi. Kiều Hinh ngưng tụ hai cánh Phượng Hoàng phía sau, xé rách trường không, uy lực và năng lượng khủng bố, nàng lao thẳng đến Vương Liệt. Xa xa nhìn sang, tựa như một đôi cánh thần đảo qua khung trời, hiện ra uy thế Phượng Hoàng tộc đáng sợ. Gương mặt Vương Liệt có phản ứng, lại cắn răng hét lớn. Ta cuốn lấy nàng, mau tới. Ầm ầm, liệt diễm nhấc lên, quét sạch hơn 10 dặm, đại địa nóng chảy, đốt cháy rừng rậm. Hắn điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép thúc đẩy thực lực sinh trưởng, muốn cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên, phóng thích lồng giam liệt ngục. Kiều Hinh xông tới, năng lượng liệt diễm tăng vọt trong nháy mắt, số lượng lớn hỏa xà cuồng vũ ở bên trong, xen lẫn thành lao tủ giống như thiên la địa võng. Hai người khác cất bước phóng tới, cường thế giết tới. Kiều Hinh hóa thân thành Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh, một tiếng gáy to, chói tai nhức óc, ba sợi lông đuôi rời khỏi cơ thể, uy lực và năng lượng đáng sợ bao quanh, hóa thành xiềng xích tráng kiện, cuồng kích toàn trường. Không nhìn giam cầm, không nhìn trấn áp. Xiềng xích bạo kích, quăng về phía ba người Vương Liệt. Lông đuôi, đối với Phượng Hoàng mà nói, đã là năng lượng nguyên bản, càng ẩn chứa ảo diệu vô tận. Giữa các loài Phượng Hoàng khác nhau có huyết mạch khác nhau, cũng thường thường sẽ thể hiện ở lông đuôi. Lông đuôi của Kim Vũ Phượng Hoàng có không nhìn hết thảy uy lực và năng lượng cấm chế cường đại. Ba người hét lớn, thiêu đốt sinh mệnh, thôi động cảnh giới, phóng thích năng lượng. Nhưng, rầm rầm, xiềng xích bao quanh sát uy, trong nháy mắt xuyên thủng thế công của bọn hắn, thẳng đến mi tâm. Ba người như bị sét đánh, linh văn bị vỡ nát, linh hồn bị đóng đinh. Đây là chân uy Phượng Hoàng miệt thị đối với võ pháp. Đây cũng là thiên phẩm săn giết đối với thánh phẩm. Kiều Hinh vỗ cánh bay lên trời, kéo lấy ba vị cường giả chết thảm rời khỏi liệt ngục, ánh mắt lăng liệt quét về phía Tạ Ninh xa xa. Tạ Ninh khống chế chiến xa, dừng ở không trung, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mặc dù cách hơn 10 dặm, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được hung uy cường đại của con Phượng Hoàng kia phát tán ra. Hắn cũng là thiên phẩm, lại còn là truyền nhân hoàng đạo cường đại. Nhưng, bây giờ hắn bị thương rất nặng, còn không có khôi phục được 1/5. Tạ Ninh giãy giụa trong lòng, thể hiện dữ tợn. Trốn. Cái chữ đáng xấu hổ này lần đầu tiên xuất hiện trong trí óc của hắn. Đáng chết. Tạ Ninh không có khoe khoang, hắn khống chế chiến xa muốn mạnh mẽ rời khỏi. Chọc nam tử của ta, còn muốn đi. Kiều Hinh mãnh liệt huy động hai cánh, xé rách không trung, uy thế khủng bố, đuổi giết Tạ Ninh. Nhưng, bầu trời xa xa nổ tung, lôi đình như thác nước. Loan Hồng Hy lặng lẽ theo dõi tới đột nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Khương Phàm, vung đầu nắm đấm, chiếu sáng bầu trời, mê vụ vỡ nát tứ tán, uy thế bá liệt vô địch. Khương Phàm giật mình, quả quyết dung nhập vào địa tầng. Loan Hồng Hy xóa mái tóc dài ngang vai, mạnh mẽ như rồng, dẫn dắt lôi chiều vô tận,
vạch phá bầu trời, lao thẳng đến Khương Phàm. Kiều Hinh lập tức phanh lại, tiếng gáy to vang vọng trời cao, nàng dùng tốc độ cao nhất giết trở về. Loan Hồng Hy không có truy sát Khương Phàm, hắn cao ngạo còn khinh thường đánh lén, mục tiêu của hắn là dẫn Phượng Hoàng về, tranh thủ cơ hội cho Tạ Ninh thoát khỏi. Truyền nhân hoàng đạo cao ngạo, không thể cứ thế mà chết đi được. Ầm ầm, Loan Hồng Hy bay lên không, toàn thân phát sáng, mỗi tấc da thịt đều là thiểm điện, hừng hực không gì sánh được, đạp không phóng tới. Tốc độ quá nhanh, giống như là đứa con của thiểm điện, lao thẳng đến Kiều Hinh. Kiều Hinh giết tới, hai cánh mở rộng, một loại uy thế kinh khủng hiển hiện tại sau lưng, hóa thành hai cánh hoa lệ, thế như thiên đao, mở ra khung trời. Ầm ầm, bầu trời nổ nát, xuất hiện hắc ám giữa hư không. Tràn ngập thiểm điện cùng kim viêm, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Kiều Hinh và Loan Hồng Hy đều bị đẩy lui. Kim Vũ Phượng Hoàng, vậy mà có thể gặp được thiên phẩm linh văn như thế này. Ngươi là ai, đến từ hoàng tộc nào? Ánh mắt Loan Hồng Hy khiếp người, mỗi tấc da thịt đều dâng lên lôi chiều, toàn thân tản ra uy thế dữ dằn. Ngươi còn chưa xứng. Kiều Hinh huy động cánh chim, đầy trời đều là kim quang, bên trong kim quang lơ lửng lít nha lít nhít kim vũ, giống như lợi kiếm, sắc bén mà cường đại. Nhìn ngươi không giống như là nữ tử chưa thấy qua việc đời, vậy mà lại có thể nói ra lời ngây thơ như vậy. Nữ tử nói Loan Hồng Hy ta không xứng, trên đời này còn chưa ra đời đâu. Ta mặc kệ tại sao ngươi lại phải giúp Khương Phàm, khuyên ngươi một câu, không nên lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên thân kẻ sắp chết. Loan Hồng Hy chú ý tới Tạ Ninh đã chạy xa, hắn liền hóa thân thành lôi chiều, biến mất ngay giữa trời. Kiều Hinh nhìn xung quanh, sau khi xác định không có uy hiếp, một lần nữa biến trở về thân người. Lông vũ màu vàng sen lẫn thành váy dài hoa lệ, phác họa dáng người hoàn mỹ của nàng. Trận thức tỉnh gian nan này tương đương với một trận luân hồi, một trận trùng sinh. Nàng chân chính thay xương đổi thịt, dục hỏa mà sinh, lại xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm chống thân thể mệt mỏi lên, nhìn Kiều Hinh tươi đẹp động lòng người, lộ ra nụ cười khổ sở. Trận này trùng phùng hẳn là nên tươi đẹp mà dịu dàng, kết quả lại khiến cho mình muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu. Kiều Hinh nhìn nam tử mà mình nhớ thương 1000 năm, rốt cuộc cũng thật sự đứng ở trước mặt mình, mọi loại tư vị xông lên đầu, nước mắt tràn mi. Hắn đã trở về. Nàng đã chờ đến lúc. Vô số lần tỉnh mộng thần triều, vô số lần truy mộng trùng phùng, rốt cuộc cũng tại thời khắc này ngưng tụ thành hiện thực. Kiều Hinh mở rộng hai tay, lộ ra nụ cười hoạt bát, chờ đợi Khương Phàm ôm lấy nàng. Khương Phàm kéo lấy thân thể đau đớn, đi đến bên Kiều Hinh. Vài chục bước ngắn ngủi, lại như đi qua 1000 năm. Từng bước khắc cốt, từng bước khắc sâu trong lòng. Mang theo Khương Phàm phiêu bạt, mang theo Kiều Hinh đau khổ. Từng bước huyết lệ. Hai mắt Kiều Hinh bị nước mắt làm ướt nhẹp, muốn cố gắng thấy rõ nam tử mà mình đau khổ chờ, nhưng rốt cuộc cũng nhịn không được, cứ thế mà tràn mi. Khương Phàm ôm lấy Kiều Hinh, dịu dàng ôm vào trong ngực. Để cho nàng chịu khổ rồi, ta đã trở về. Kiều Hinh gắt gao ôm chặt Khương Phàm, tự tình khó tự đè xuống, nghẹn ngào khóc giống. 1000 năm trước, nàng không biết mình có thể đợi đến khi hắn trở về hay không. Giữa 1000 năm này, nàng không biết mình có thể kiên trì đến khi hắn trở về hay không. Sợ hãi, lo nghĩ, đau đớn, tuyệt vọng, không thời khắc nào không giày vò lấy nàng. Rốt cuộc, lần nữa, nàng được hắn ôm vào trong ngực. Mặc dù đã qua 1000 năm, nhưng vẫn ấm áp như vậy, quen thuộc như vậy. Kiều Hinh càng khóc càng lớn, gắt gao ôm lấy Khương Phàm, sợ hắn sẽ biến mất, sợ tất cả vẫn một giấc mộng trước khi chết mãnh liệt mà chân thực. Thật xin lỗi, để cho nàng phải đợi quá lâu. Khương Phàm thâm tình ôm nàng, nước mắt trượt xuống gương mặt. Hắn chưa từng cảm nhận được sự đau đớn của Kiều Hinh. Nhưng biết rõ 1000 năm chờ đợi giày vò này của nàng. Nàng từng là tiểu tinh linh mà mình sủng ái nhất, lại sau khi trong những ngày tươi đẹp ngắn ngủi, tiếp nhận tra tấn khắc cốt ghi tâm nhất. Thật lâu, Kiều Hinh ngừng thút thít lại, nhưng con mắt vẫn đầy lệ, nàng ôm lấy Khương Phàm gương mặt, ngoẹo đầu xem đi xem lại, nụ cười ngọt ngào. Thiếp đều đã sắp quên đi bộ dáng lúc còn trẻ của chàng rồi, vẫn rất tuấn tú. Khương Phàm lau nước mắt cho Kiều Hinh. Ta vẫn luôn là người anh tuấn nhất kia. Hi hi, đó là đương nhiên. Kiều Hinh ôm ở bả vai Khương Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, dựa sát đến trong ngực hắn,
nhẹ giọng nói nhỏ. Thiếp nhớ chàng lắm. Bốn chữ đơn giản nhất, lại chịu nặng ép đến trong lòng Khương Phàm. Khương Phàm dịu dàng ôm nàng. Ta cũng rất nhớ nàng. Cả đời này, sẽ không còn có người nào tách chúng ta ra nữa. Vận mệnh của chúng ta, chính chúng ta nắm chắc. Kiều Hinh hưởng thụ lấy nhớ thương trong cái ôm này. Cả đời này, nàng cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu xa vời cái gì nữa. Chỉ cầu có thể làm bạn gần nhau, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Đúng rồi, vô hối đâu. Kiều Hinh nhớ tới hài tử của nàng, đó cũng là lo lắng trong nàng. Khương Phàm vì nàng lau đi nước mắt, nói. Hắn rất tốt, đã mang theo Kiều ra rời khỏi, bây giờ cũng là thiên phẩm linh văn, thánh linh cảnh. Giống như có chút ấn tượng. Kiều Hinh nhớ mang máng trong lúc ngủ mơ giống như đã nghe qua. Lúc nàng ngủ say, ta đã nói qua với nàng. Hắn có tôn trọng chàng không? Nàng giáo dục rất tốt, hắn vô cùng ưu tú. Hắn ở đâu? Hắn ở Trung Nam Bộ, chờ nơi này kết thúc, ta dẫn nàng đi tìm hắn. Hắn cũng nhớ nàng. Khương Phàm ôm Kiều Hinh, yên lặng nói một ít chuyện phát sinh gần đây. Thiên hậu cũng tới. Nàng ấy không trách nàng. Chúng ta đều biết ngọn nguồn mọi chuyện. Nàng ấy còn đi để cho nàng qua đây. Nàng ấy thật không có trách thiếp. Nàng ấy ngay ở chỗ này, chúng ta tìm tới họ thôi. Tuy nhiên, trước đó, ta muốn trước xử lý một chuyện. Khương Phàm có Kiều Hinh, trong lòng cũng an tâm. Hắn phải nhanh dung hợp, nhật nguyệt tinh thần, một chút, tăng thực lực lên, ứng phó cục diện hỏng bét bây giờ. Thượng Thương Cổ Thành, cửa thành Nam Bộ. Khổng Sướng vô cùng lo lắng lao ra, thẳng đến bầu trời mà Thái Cổ Thần Miếu giá lâm. Khổng Sướng, bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Khổng Sướng ở xa xa hô to, quỳ sát giữa không trung. Một tòa cổ điện đứng vững giữa trời, tỏa ra tầng tầng thần quang, cuồn cuộn không dứt, giống như là thần cung, tràn ngập uy thế kinh khủng. Trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người nào dám tới gần. Các ngươi đã tới, Diệp Trục Thiên đâu? Trước mặt cổ điện có hai vị lão giả uy nghiêm đứng đấy, đang ngắm nhìn tường cổ thành nguy nga, nghiên cứu cổ trận bảo vệ phía trên. Diệp công tử, bị bắt. Ánh mắt hai vị lão giả lạnh lùng quét về phía Khổng Sướng, trưởng lão cùng bọn thị vệ trấn thủ ngoài cung điện đều nhíu mày nhìn sang. Khổng Sướng ớn lạnh toàn thân, không bị khống chế mà cứng ngắc ở đó. Trước mặt uy thế kinh khủng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hắn giống như ruồi trùng suy nhược, yếu ớt vô lực. Chúng ta truy đuổi theo Khương Phàm đi đến Thượng Thương Cổ Thành. Diệp công tử nóng lòng truy sát Khương Phàm, không có thông bẩm liền xông vào. Kết quả, chúng ta bị Khương Phàm tập kích, Diệp công tử bị bắt. Khương Phàm của Xí Thiên Giới. Hai vị trưởng lão nhíu mày, uy thế khủng bố chấn động cung điện, mang áp bách cường thịnh cho các trưởng lão cùng bọn thị vệ khác. Trên người Khương Phàm có bí mật đặc biệt. Công tử nhất định phải tự mình bắt lấy hắn, kết quả. Bí mật gì? Ta không biết, công tử không chịu nói với ta. Tuy nhiên, ta biết chính là trên người Khương Phàm có 5 loại vũ khí cường đại, vô cùng cường đại, có thể dẫn phát dị tượng thiên địa. Nhị trưởng lão nhìn Khổng Sướng quỳ sát phía dưới, uy thế cường đại giống như là núi lớn ngăn chặn Khổng Sướng. Các ngươi chậm chạp không chịu về Thái Cổ Thần Miếu, chính là đang hành động một mình. Nói ra toàn bộ những gì ngươi biết. Khổng Sướng nhanh chóng nói ra tất cả chuyện bắt đầu từ lúc bọn hắn đến Bá Vương Chiến Quốc, bao gồm cả thần binh tại Vô Hồi Thánh Địa, bao gồm cả giao dịch với Diệp Trục Thiên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đang muốn hạ lệnh, bất chợt kim quang lao nhanh từ chỗ cửa thành Nam, Tạ Ninh khống chế chiến xa lao ra. Bẩm trưởng lão, Thượng Thương Cổ Thành phát hiện hạt giống vĩnh sinh thần thụ, bị Khương Phàm đoạt được. Bên cạnh Khương Phàm có một nữ tử thiên phẩm, Phượng Hoàng Linh Văn. Giết 5 vị trưởng lão của chúng ta. Tạ Ninh la lên, lần nữa chấn động Thái Cổ Thần Miếu, cũng truyền khắp dãy núi, lập tức gây nên bạo động to lớn. Vĩnh sinh thần thụ, nó thật sự tồn tại. Khương Phàm thật to gan, cũng dám khiêu khích Thái Cổ Thần Miếu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều nổi giận, phất tay liền muốn ra lệnh toàn bộ thị vệ giết đi đến. Thế nhưng bình chứng tại Thượng Thương Cổ Thành quá bá đạo. Ngay cả bọn hắn đi đến đều nhận phải áp chế cường đại. Đại trưởng lão tự mình ra lệnh. Khổng Sướng, cho ngươi một mệnh lệnh, lập tức xuôi nam về Bá Vương Chiến Quốc, mời Thái Tuế đến. Tạ Ninh, cho ngươi thêm 6 vị trưởng lão, cuốn lấy Khương Phàm cho ta.
nhị trưởng lão tế ra Xuyên Vân Toa, giao cho Khổng Sướng. Thiêu đốt máu tươi của ngươi, thôi động Xuyên Vân Toa, trong vòng 10 ngày, ngươi hẳn là có thể đến Xí Thiên Giới. Sắc mặt Khổng Sướng tái nhợt, Xuyên Vân Toa. Thứ này tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng muốn trong vòng 10 ngày vượt qua mấy chục vạn dặm, chỉ sợ hắn sẽ phải bị triệt để phế bỏ. Tin tức Khương Phàm khiêu chiến Thái Cổ Thần Miếu dẫn phát oanh động to lớn tại khu vực tường thành phía nam, cũng bị người khác truyền đến Tây Bộ cùng Bắc Bộ. Bởi vì nơi đó có quá nhiều kẻ địch của Khương Phàm. Khương Phàm tới, có phải hắn không biết mình đã chọc bao nhiêu kẻ địch rồi hay không? Đây là tới chịu chết, hay là đến khiêu khích? Có phải trong quá trình hắn lớn lên đã xuất hiện sai lầm gì, trong đầu không có hai chữ kính sợ, này hay không? Ngay cả Thái Cổ Thần Miếu cũng dám khiêu khích. Tới thật đúng lúc, ta còn tưởng rằng hắn sẽ trốn ở Xí Thiên Giới không ra nữa, lần này nhất định phải để hắn chết tại Thượng Thương Cổ Thành. Giải tin tức vào Thượng Thương Cổ Thành, Khương Phàm tới, còn chiếm được bảo bối quan trọng. Vẻ chân dung Khương Phàm, vẩy khắp Thượng Thương Cổ Thành cho ta. Chí Tôn Kim Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành, thậm chí Vạn Đạo Thần Giáo đều nhanh chóng hành động. Khương Phàm mang theo Kiều Hinh di chuyển giữa khu rừng, rời khỏi Tây Nam Bộ, tìm kiếm nơi an toàn. Kiều Hinh theo sát Khương Phàm, ánh mắt thâm tình từ đầu đến cuối không có rời khỏi hắn. 1000 năm, không phải ngủ say, mà là linh hồn nhận tra tấn vĩnh viễn. Không ai có thể trải nghiệm những giày vò nàng đã từng phải chịu. Cũng không có người có thể trải nghiệm hạnh phúc khổ tận cam lai của nàng. Nàng nhìn thân ảnh mạnh mẽ phía trước, cứ như là về tới 1000 năm trước. Về tới thời gian bọn hắn quen biết. Một đời trước, tiếc nuối lớn nhất của nàng là không thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Một thế này, nàng nhất định phải cùng hắn đi đến đáy, dù là nhất định phải chết, cũng là nàng chết ở phía trước. Một đời trước, nàng quá nhiều tùy hứng, quá nhiều hồ nháo. Một thế này, ai dám đụng nam tử của nàng, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó. Nơi này cũng không tệ lắm. Khương Phàm đều mời Dương Biện, còn có Lý Dần. Chu Thanh Thọ đã thức tỉnh đi ra, sau khi giới thiệu sơ lược thì liền chui đến nơi cực sâu dưới lòng đất. Quan hệ của cô nương và Khương Phàm là Dương Biện đánh giá tuyệt đại giai nhân trước mặt. Thật sự là quá đẹp, kinh diễm đã không đủ để hình dung cảm giác của hắn lúc này. Khuôn mặt trái xoan mỹ lệ, trắng muốt như dương chi ngọc diệp, để cho người ta nhìn một chút liền không thể rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đôi mi của nàng cong cong, đôi mắt như đá quý màu vàng óng. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ sáng, hàm răng óng ánh, một mái tóc bóng loáng như tơ lụa. Tư thái của nàng càng trội hơn, da thịt sáng bóng, khắp cả người đều lộ ra rất hoàn mỹ, cái váy dài màu vàng kia hiển thị rõ sự tôn quý, cũng phác họa lấy đường cong hoàn mỹ. Thê tử trước, Kiều Hinh nháy mắt mấy cái, yên nhiên cười khẽ. Thê tử trước, con mắt của Chu Thanh Thọ đều sáng lên, chúng ta còn có cơ hội. Thê tử kiếp trước. Gọi tắt thê tử trước, hi hi, Kiều Hinh toát ra qua sự hoạt bát. Đời này không nghĩ tới thay một lần nữa. Chu Thanh Thọ trơ mắt nhìn Kiều Hinh, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào hoàn mỹ như vậy. Không chỉ có quốc sắc thiên hương, nhã khiết hoàn mỹ, lại còn bình dị gần gũi. Không giống nữ tử khác ỷ có chút nhan sắc liền không coi ai ra gì. Tạm thời còn không có cân nhắc. Cái này thật có thể cân nhắc. Nữ tử hoàn mỹ giống như cô nương đây, đáng có được càng nhiều. Tin tưởng mình, không cần kiềm chế. Lý Dần ở bên cạnh lắc đầu. Cầm thú, tin sư phụ đi ra giết chết ngươi hay không? Kiều Hinh kinh ngạc. Ngươi tên cầm thú. Cái này, ha ha, có phải để cho người ta cảm giác mới mẻ hay không? Tự mình đặt tên sao, lần đầu tiên ta mới gặp được nam tử thẳng thắn như thế. Một tên xúc sinh lên cho ta. Chu Thanh Thọ rất bất đắc dĩ, bây giờ người bên cạnh đều gọi hắn như vậy. Hai ngươi là huynh đệ sao? Rõ ràng như vậy sao? Cái này còn không rõ lộ ra sao? Lý Dần lúng túng cười nói. Sư mẫu chớ để ý, tinh thần hắn có chút vấn đề. Tinh thần của ngươi mới có vấn đề. Ngươi có thể đứng đắn một chút, chưa cho sư mẫu chút ấn tượng tốt hay không? Ta không đứng đắn, ta có thể không đứng đắn lớn bằng Dương Biện. Ngươi nhìn cái tròng mắt của hắn đều sắp trợn lồi ra rồi kìa. Ta tên Dương Biện, chết tiệt, ngươi lại cho ta thêm cái, lớn, ta giết chết ngươi. Ta đây là thưởng thức, thích người trưng diện, bản tính trời cho con người,
tư tưởng có thuần khiết hay không, đó là tố dưỡng. Dương Biện Hận không thể bóp chết tên hỗn đản này, trước đó luôn cảm thấy tên mình lộ ra vài tia văn nhã khí tức, từ khi gặp được đám người này, thay đổi hoàn toàn hương vị. Chu Thanh Thọ tức giận. Ta không thuần khiết, ngươi đang lăng mạ ta sao? Họ Đại, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nói chuyện cho rõ. Dương Biện giận dữ mắng mỏ. Họ Cầm, ngươi ngứa ra. Lý Dần liên tục xin lỗi Kiều Hinh. Sư mẫu chớ trách, chúng ta kỳ thật đều trải qua rất phù hợp, chính là nói chuyện có chút tùy ý. Đừng gọi ta sư mẫu, ta còn nhỏ. Kiều Hinh ngược lại là cảm giác thật có ý tứ, thời điểm kiếp trước, bên cạnh hắn thật đúng là không có người chơi vui như vậy mà. Vậy ta gọi ngài. Tỷ tỷ đi. Khương Phàm chìm vào địa tầng, ý thức cùng đại địa mênh mông giao hòa. Đại địa mẫu khí nhấc lên, bao phủ Khương Phàm, Sơn Hà, tài nguyên khoáng sản các loại năng lượng liên miên lấp lóe, giống như đắm chìm trong thế giới quang ảnh đẹp đẽ thần bí. Mê ảnh phiêu miểu dần dần hiển hiện, phiêu đãng ở phía trước Khương Phàm. Phảng phất vô cùng mênh mông, phiêu miểu xa xôi. Lại hình như ở gần ngay trước mắt, thần bí ấm áp. Khương Phàm ném Diệp Trục Thiên ra, đưa tay đè xuống bộ ngực của hắn. Tầm mắt Diệp Trục Thiên có chút đóng mở, từ trong hôn mê thức tỉnh. Xung quanh là hắc ám, kiềm chế nặng nề, hắn cảm giác mình cũng không thở nổi. Tuy nhiên, hư ảnh tinh thần mênh mông rất nhanh đã hiển hiện ở trong ý thức, đại địa nặng nề như đại dương mênh mông cũng đang dần dần hiện ra rõ ràng. Diệp Trục Thiên hoảng hốt, lập tức bừng tỉnh. Khương Phàm. Hắn bị Khương Phàm bắt được. Hình ảnh tinh thần cùng đại địa đồng thời xuất hiện, mang ý nghĩa Khương Phàm muốn thôn phệ hắn. Khương Phàm, dừng tay, ta là truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu, sư phụ ta là đại trưởng lão. Ngươi không thể giết ta. Thái Cổ Thần Miếu là chủ nhân Tây Nam, hộ giả của tất cả thế lực Tây Nam, ngươi giết ta, xí thiên giới cũng không giữ được ngươi. Diệp Trục Thiên kêu lên đầy sợ hãi, lập tức muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể quá suy yếu. Cảm xúc lại kích động, suýt chút nữa ngất đi. Khương Phàm thờ ơ, tiếp tục cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, cảm nhận được hình ảnh tinh hà hiện lên ở trong ý thức. Khương Phàm, không nên vọng động, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi thả ta cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta còn có thể giới thiệu ngươi đến Thái Cổ Thần Miếu. Ngươi giết ta, không bằng làm bạn, chúng ta đều là đứa con được trời chọn, chúng ta lẽ ra nên kể vai chiến đấu. Diệp Trục Thiên cảm nhận được sợ hãi, chủ động cầu xin tha thứ. Thế nhưng, vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào, ngược lại hình ảnh tinh thần cùng hình ảnh Sơn Hà trong ý thức bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn giống như đang đặt mình vào ở bên trong không gian thần bí, phía trên là tinh không vô tận, phía dưới là sông núi mênh mông, là thiên uy vô hình, là đại đạo pháp tắc thần bí, đang mãnh liệt cuồn cuộn, chấn động thần hồn của hắn. Muốn chết cùng chết. Diệp Trục Thiên đột nhiên bắt lấy cánh tay Khương Phàm đặt tại ngực hắn, giống to uy hiếp. Nhưng, Khương Phàm lòng bàn tay đột nhiên nổ lên liệt diễm, trùng kích lồng ngực Diệp Trục Thiên. Răng rắc, bành, liệt diễm bạo động, xuyên qua trái tim. Diệp Trục Thiên điên cuồng cưỡng bức dừng lại. Chôn sâu bên trong địa tầng hắc ám, con ngươi của hắn dần dần tan rã, ý thức bắt đầu ngưng kết. Ta chết, ta phải chết sao? Ta là Diệp Trục Thiên cơ mà, ta là truyền nhân của thần miếu cơ mà. Ta là đứa con được ông trời chọn lựa. Ta thật sự phải chết sao? Không thể nào, sao lại có thể như thế được? Ta, sao có thể chết được? Diệp Trục Thiên có thể yếu ớt cảm nhận được ngực máu chảy trào lên, có thể cảm nhận được thân thể đang thay đổi lạnh, có thể cảm nhận được linh hồn đang rời khỏi thân thể. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới hiển hiện, liền triệt để tiêu tán. Hắn, chết. A, à, một linh hồn mệt mỏi giãy giụa đi ra, phát ra tiếng hét thê lương. Khương Phàm một ngụm nuốt vào, cưỡng ép tiếp dẫn Chư Thiên Lục Táng thứ ba, Táng Nhật Nguyệt tinh thần. Cùng thuộc Chư Thiên Lục Táng, thôn vệ linh hồn, chẳng khác nào thôn vệ truyền thừa. Không cần giống như Vĩnh Hằng Lục Đạo, còn cần điểm phù hợp. Giờ khắc này dung hợp so Khương Phàm mong muốn còn thuận lợi hơn. Ý thức hải giống như đột nhiên biến thành mênh mông tinh không, vô số ngôi sao lấp lóe, tinh hà thần bí lao nhanh, ánh trăng nhấc lên trong màn đêm, mặt trời đang nở rộ ánh sáng. Hắn phảng phất hóa thân thượng thương, đứng ngạo nghễ tại thâm không vô tận. Hắn phảng phất có thể tùy tiện ba động tinh thần, dẫn dắt tinh hà,
có thể khống chế nhật nguyệt, diễn dịch em mờ dương. Không giống nặng nề cùng chân thực như thời điểm trước đó đạt được Sơn Hà Đại Táng, loại truyền thừa này lộ ra phiêu miểu cùng thần bí. Muốn hoàn toàn khống chế, chỉ sợ cần phí chút tinh lực. Tay cầm nhật nguyệt, hái ngôi sao, chân đạp em mờ dương, định càn khôn. Đan Hoàng yên lặng khẽ nói, mừng thay cho Khương Phàm, cũng cảm nhận được áp lực. Khương Phàm nhanh như vậy đã đạt được chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, lại còn dòng dã ba cái, rất dễ dàng khiến cho người thừa kế khác chú ý, càng có thể trở thành con mồi. Giờ khắc này, tinh thần dung chuyển trong tinh không thâm thúy, nhật nguyệt chìm nổi, năng lượng vô tận tràn ngập đất trời, bao phủ lấy thượng thương cổ thành rộng lớn. Loại năng lượng này thần bí phiêu miểu, vô hình vô chất, lại rót vào địa tầng, lao nhanh về Khương Phàm. Khương Phàm nhận lấy truyền thừa, càng nhận lấy năng lượng. Trước đó, Sơn Hà Đại Táng cải thiện thể chất huyết mạch, thời khắc này tinh thần trụy lạc, em mờ dương vần quanh, thì dung nhập linh hồn. Mà tinh thần nhật nguyệt Đại Táng truyền thừa, kích thích Sơn Hà Đại Táng cộng minh, đại địa mẫu khí mênh mông theo đó mà rót vào thân thể. Cơ hội tốt để đột phá. Khương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, cưỡng ép mở ra thân thể bảo tàng. Uy lực Sơn Hà, tinh thần kỳ diệu, uy lực nhật nguyệt, ầm vang bộc phát, cường thế trùng kích trong cơ thể. Hai loại uy lực thượng thương va chạm, trợ lực Khương Phàm toàn diện thức tỉnh. Oanh! Liệt diễm bộc phát, đốt cháy nham thổ địa tầng, bụi đất cứng rắn xung quanh lập tức biến thành dung nham nồng đậm. Đại địa mẫu khí vần quanh thân thể, uy lực tinh thần rót vào linh hồn. Thần hồn Chu Tước đang kịch liệt gáy to trong thân thể Khương Phàm, phấn chấn, sao động, nắm trong tay lực lượng mênh mông, mở ra thân thể bảo tàng. Thân thể bảo tàng của Khương Phàm kỳ thật chính là uy lực Chu Tước chân chính. Đây là hắn thức tỉnh, một khi hoàn thành liền có thể triệt để hóa thân thành Chu Tước, có được cơ thể Chu Tước bất tử, có được bí thuật truyền thừa của Chu Tước. Khương Phàm ngẩng đầu lên trời gào lên đau đớn, toàn thân giống như muốn đốt thành tro bụi. Một nguồn năng lượng so với đốt cháy càng cực nóng hơn, từ sâu trong nhất thân thể kích phát ra. Cơ thể và em xu thịt cùng linh hồn Chu Tước, toàn diện giao hòa. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là vận mệnh đã định. Giờ phút này Khương Phàm đang xử tại sinh tử cảnh hậu kỳ, cần huyết nhục thần hồn giao hòa toàn diện, hoàn thành thức tỉnh toàn diện, mà huyết nhục vừa vặn đại biểu cho núi sông, linh hồn thì quấn quanh tinh thần, cho nên... Một trận Sơn Hà Đại Táng cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng giao hòa, cũng diễn biến ngay tại lúc này. Chân chân chính chính thuộc về thân thể này, mà không phải đơn giản là khống chế. Mà thần hồn Chu Tước là thứ được lợi lớn nhất trong trận dung hợp này. Tổ mạch chân chính, bắt đầu khôi phục. Không chỉ là Chu Tước, chính là thần tổ Chu Tước mà Đan Hoàng mong đợi nhất trước đó. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật. Tiểu Niết Bàn Thuật, cũng bắt đầu hiện ra một lần nữa, kích phát từ huyết mạch, ẩn chứa uy lực tổ mạch. Chu Tước Lăng Thiên Thuật, Chu Tước Vãng Sinh Thuật, Chu Tước Liệt Ngục Thuật, hiển hiện từ sâu trong huyết mạch, truyền thừa Khương Phàm. Đến tận đây, thân thể bảo tàng chính thức mở ra. Chu Tước Yêu Thân triệt để thức tỉnh. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Đan Hoàng rung động, cũng có chút đắng chát. Xem ra lúc trước hắn lo lắng thật dư thừa. Luôn muốn làm từng bước phát triển biến đổi, không nghĩ tới Khương Phàm lại tranh thủ đến cơ duyên đặc sắc như vậy cho mình. Vốn phải là giai đoạn sinh tử cảnh nguy hiểm nhất, ngược lại chính là thành toàn cho Khương Phàm. Lấy chiến dưỡng chiến, xem ra thật sự có thể thực hiện. Mà cái này, cũng chính là thuộc về võ đạo của mình Khương Phàm. Bây giờ, hắn đã vượt qua sinh tử cảnh, mở ra tổ mạch, lại toàn diện dung hợp hai đại táng diệt, tiếp theo Khương Phàm thật sự muốn một bước lên trời. Đan Hoàng bỗng nhiên có chút mong đợi. Khương Phàm trầm luân trên sâu trong mặt đất, thức tỉnh lấy, dung hợp, cũng lợi dụng cơ hội tu luyện. Ví dụ như, cảm ngộ bí thuật đại táng. Ví dụ như, bát cấm thánh thiên quyết, lắng đọng, bản thân, lần thứ tư. Cho đến ba ngày sau, Khương Phàm giống như là thần tước dục hỏa mà thành, xông ra khỏi địa tầng. Tinh khí thần thịnh vượng như biển, linh hồn Chu Tước thấu phát uy nghiêm vô thượng. Mỗi tấc da thịt đều lóe ra ánh lửa, mơ hồ xen lẫn thành chiến y hỏa vũ, cứng rắn càng cường đại. Kiều Hinh và đám người đang nhìn qua phương xa, cho đến khi khí thế cường đại của Khương Phàm bao phủ bọn hắn, lúc này mới lần lượt bừng tỉnh. Người đây là, thế nào? Dương Biện cảm nhận được áp lực lớn lao, vậy mà gây nên kinh hồn cảm ứng.
đột phá. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân mình thay đổi, một loại thăng hoa, một loại biến đổi, còn có một loại tự tin khinh thường quần hùng. Đột phá cái gì? Cảnh giới. Ngươi cho kéo con bê sao? Ngươi tiến vào sinh tử cảnh mới có nửa năm, làm sao lại đột phá được? Dương Biện trừng tròng mắt đến căng tròn, mẹ kiếp, ta theo cái quái vật gì thế này? Có thể có một lần theo mưu kế hay không? Ngươi từ từ vọt lên, lộ ra bản thiên tài rất phế đó. Ta nhớ được sinh tử cảnh lúc trước dùng 19 tháng. Không đến 2 năm. Đôi mắt đẹp kiều hinh lấp lánh, niết bàn cảnh, chân chính thức tỉnh thần hồn chu tước. Loại áp lực huyết mạch đặc biệt kia, cho nàng một loại dụ hoặc chí mạng. Các ngươi đang nhìn cái gì? Khương Phàm cũng chú ý tới thanh âm truyền đến từ nơi xa. Sau khi chàng bế quan không lâu, nơi đó xuất hiện chút dị dạng, hấp dẫn rất nhiều người đi qua. Tựa như lại có bảo tàng gì đó thức tỉnh. Kiều Hinh vòng lấy cánh tay Khương Phàm, đầu rúc vào trên người hắn. Loại cảm giác ngọt ngào kia, dáng vẻ hạnh phúc kia để nàng giống như đang phát sáng. Dương Biện, Chu Thanh Thọ nghiêm mặt, mím môi, bọn hắn là đang hâm mộ mà ghen ghét, chết tiệt, còn có chút hận. Mở ra sao? Khương Phàm đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì đại đạo truyền thừa, xúc động địa tầng dị động. Bảo bối nhận loại kích thích này mới thức tỉnh, tuyệt đối không đơn giản. 3 ngày, bọn hắn còn đang cố gắng, có muốn đi qua nhìn hay không? Kiều Hinh ôm Khương Phàm thật chặt, không thèm để ý ánh mắt của bọn người Dương Biện chút nào. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng thiên hậu đều đang ở đó. Khương Phàm mang theo bọn hắn xông vào rừng rậm, nhưng còn không có chạy ra bao xa, bạo tạc mãnh liệt đột nhiên bộc phát ở phía xa. Giống. Một tiếng gào thét hùng hậu, chấn thiên động địa. Tầng mây băng diệt, đại địa lắc lư, cuồng phong mãnh liệt lung lay đại thụ cao ngất, nhấc lên bụi đất vô tận. Xa xa nhìn lại, một mảnh ánh sáng mãnh liệt phóng lên tận trời, kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một con dị thú khổng lồ. Kỳ lân. Một con kỳ lân có 9 cái đầu. Nó to như cự nhạc, thần tuấn oai hùng, lân phiến đen kịt có thể thấy rõ ràng. 9 cái đầu đại biểu cho 9 loại năng lượng khác biệt, gào thét với khung trời, cuồng dã mà bá đạo. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Khương Phàm, Đan Hoàng, đồng thời kinh hô. Kỳ Lân, một trong 12 yêu tổ Hồng Hoang. Bọn chúng có được thể chất cực kỳ cường hãn, có thể đối kháng cùng long tộc. Bọn chúng càng nắm trong tay năng lượng thiên địa chí thuần. Bởi vì năng lượng khác biệt chia làm hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân các loại. Nhưng, kỳ lân tộc có một nhân vật khủng bố nhất, chính là tổ kỳ lân có thể sinh ra 9 cái đầu, khống chế 9 loại năng lượng chí thuần. Nó là kỳ lân đời đầu tiên, được tôn xưng là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, thực lực thẳng bức tứ đại yêu tộc chí tôn. Từ xưa đến nay, kỳ lân tộc đều là cao ngạo lại mạnh mẽ, giữa hệ phái khác biệt không ngừng đấu đá, cho nên rất ít tụ cư cùng một chỗ. Nhưng chỉ cần Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân được sinh ra, tất cả kỳ lân đều sẽ tụ tập lại cùng một chỗ, xưng hùng xưng bá. Nghe nói, mỗi lần Tổ Kỳ Lân được sinh ra, đều tượng trưng cho sự huy hoàng cùng cường đại của bộ tộc Kỳ Lân, cũng tượng trưng cho tai nạn của bộ tộc Kỳ Lân. Bởi vì Tổ Kỳ Lân bá đạo lại mạnh mẽ, chỉ cần sinh ra liền sẽ khởi xướng khiêu chiến với chí tôn yêu tộc, đến chết mới thôi. Nơi này là cổ thành nhân tộc, tại sao lại có thể có yêu thú? Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, nhưng càng tin tưởng vững chắc thiên hậu sẽ ở nơi đó, bởi vì loại khí tức yêu tổ này đối với nàng có lực hấp dẫn chí mạng. Bên ngoài 200 dặm, cường quang ngập trời chiếm cứ không tiêu tan, tản ra hung uy tuyệt thế, giống như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chân chính giáng thế, 9 cái đầu gầm thét bá thế, uy thế ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đều để vô số người sợ hãi quỳ xuống đất. Nhất là những thú linh văn kia, từ linh hồn đến huyết mạch đều nhận lấy áp chế. Sợ hãi khó có thể bình an. Đó là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Sau khi nghị luận một phen, cuối cùng từ Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó xác định được thân phận con cự thú này. Hơn mấy ngàn vạn người tụ tập ở đây đều kích động. Mai táng đã lâu, lại còn có uy thế như thế, không hổ là yêu tổ. Tại sao bên trong Thượng Thương Cổ Thành có thể có yêu tổ cường đại như vậy? Chẳng lẽ Kỳ Lân tộc đã từng quy thuận qua nhân tộc sao? Đây là yêu thú bảo vệ Thượng Thương Cổ Thành sao? Phía dưới rốt cuộc có đồ gì, mà lại cần yêu tổ đến chấn áp thủ vệ? Cường giả Đại Quang Mang Thần Điện huy động cánh thánh, quan sát hố sâu khổng lồ phía trước.
dày vò 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cũng mở ra phong ấn tại địa tầng, không nghĩ tới lại thả ra một con tổ vật như thế. Bọn hắn phấn chấn không thôi, cõi lòng càng đầy chờ mong. Mấy vị lão giả quan sát đến hư ảnh tổ kỳ lân sao động gào thét trên bầu trời. Năng lượng đang yếu bớt, hẳn là rất nhanh sẽ hạ xuống đến phạm vi chúng ta có thể tiếp nhận, đến lúc đó chúng ta có thể xuống dưới thăm dò. Chú ý quan sát, chúng ta phải là người đầu tiên giết đi đến. Một thanh niên anh tư bộc phát, áo trắng nho nhã, tôn quý cao ngạo, quanh thân bao quanh 18 viên quang mang thánh châu, nhấp nháy sinh huy, phụ trợ hắn giống như là một thánh tử. Hắn là truyền kỳ thiên tài của đại quang mang thần điện, Bùi Thiên Lam. Chú ý đề phòng vạn đạo thần giáo cùng Chu Thiên thần điện. Một nữ tử Mỹ lệ đoan trang đứng bên cạnh Bùi Thiên Lam, áo trắng tung bay, yêu kiều thướt tha, giống như thánh nữ, thánh linh tinh khiết. Nàng là thánh nữ đương đại của đại quang mang thần điện, U Dương Thiên Nhiên. Bọn hắn cảnh giác hai đại hoàng đạo cũng đang cảnh giác bọn hắn. Nhưng đúng vào lúc này, từng mảng cầu vồng lướt qua trời cao, giáng lâm đến nơi này. Lan đạo, người của Cửu Thiên thần giáo đến. Mấy vị thanh niên thiên kiêu vạn đạo thần giáo lập tức tập trung vào đám thân ảnh kia, làm hai đại đỉnh cấp thần giáo của Thương Huyền, giữa bọn hắn chính là đối thủ một mất một còn. Nữ tử bên cạnh Lan đạo là ai? Cửu Thiên thần giáo giống như mới xuất hiện một vị thiên tài, được phó giáo chủ Lan Quỳ tự mình bồi dưỡng. Chẳng lẽ chính là nàng? Đây là lần đầu tiên nàng công khai xuất hiện sao? Các thiên kiêu của vạn đạo thần giáo lưu ý đến bọn người Lan Nặc bên cạnh Lan đạo. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Lan Nặc nhìn qua hình dáng cự thú kinh khủng, trong lòng nổi lên một trận khô nóng. Nếu như phía dưới thật sự có di cốt Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, vừa vặn có thể ra nuôi nấng vạn linh huyết thụ của nàng. Nếu như có thể diễn biến ra bí thuật khắc chế Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, liền có thể khắc chế Kỳ Lân thiên hạ, thậm chí có thể khắc chế uy lực ngũ hành tự nhiên. Thượng Thương Cổ Thành, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. A, đây là cảm giác gì? Lan Nặc bỗng nhiên cảm thấy linh hồn sao động kỳ diệu, giống như có thứ gì đó đang kích thích nàng. Là bảo vật dưới mặt đất sao? Hay là... Sắc mặt Lan Nặc sau mạng che mặt khẽ biến đổi, lần theo cảm giác nhìn phía nơi xa. Trong cánh rừng nơi đó đang có mấy bóng người đi ra, nam tử mang theo mặt nạ phía trước kia một mực hấp dẫn lấy ánh mắt nàng. Khương Phàm. Khương Phàm đang muốn quan sát Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, linh hồn Chu Tước lại dương cánh gáy to, chỉ dẫn lấy hắn nhìn về phía trước. Lan Nặc, nàng cũng tới. Khương Phàm đón nhận đôi mắt kia, trên khuôn mặt sau mặt nạ từ từ hiện ra một nụ cười quỷ dị. Sư phụ, ta nhớ không lầm, lúc trước ngài có nói qua, tâm dục vô ngấn tại sinh tử cảnh có khả năng phát sinh dị biến. Sinh tử cảnh rất đặc thù, tâm dục vô ngấn lại là khế ước ma đạo tà ác, cả hai có khả năng phát sinh phản ứng đặc thù. Thế nào? Ta đã qua sinh tử cảnh, lại còn có thể cảm nhận được cảm giác tương liên của loại khế ước kia. Ồ, nói cảm giác gì một chút? Rất kỳ diệu, thật giống như ta có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn Lan Nặc tồn tại. Tâm dục vô ngấn có rất nhiều phương hướng dị biến, khả năng nhất chính là vĩnh viễn triệt để dung hợp linh hồn hai bên, mặc kệ cảnh giới gì, cũng đừng nghĩ đến giải trừ. Tình huống bây giờ của ta có phải có thể triệt để khống chế nàng hay không? Ngươi lại cẩn thận cảm nhận, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của nàng hay không? Khương Phàm nhắm mắt lại, loại cảm giác này nhanh chóng mãnh liệt, thật giống như linh hồn Lan Nặc đang đứng ở trước mặt thần hồn Chu Tước cường đại của hắn, trông thật yếu đuối, hèn mọn. Thần hồn Chu Tước đột nhiên vỗ cánh gáy to, tản mát ra hung uy cường đại. Trong ý thức, linh hồn Lan Nặc lập tức xuất hiện run rẩy, thấp thỏm lo âu. Làm xong những loại kiểm tra này, Khương Phàm lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm Lan Nặc ở xa xa. Lan Nặc run rẩy, sắc mặt sau mạng che mặt có chút trắng dã, ánh mắt nàng lắc lư, gắt gao tập trung vào Khương Phàm. Đây là có chuyện gì? Ta đang cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, còn có sợ hãi. Khương Phàm ha ha cười, lung lay ngón tay đối với Lan Nặc, làm cái tư thế cắt cổ. Chàng đang chào hỏi cùng ai? Kiều Hinh Thuận Khương Phàm ánh mắt trông qua. Cửu Thiên thần giáo, Lan Nặc, trước đó nàng ta muốn hại ta, cùng ta ký kết khế ước nhân chủng, tuy nhiên khế ước giống như xảy ra dị biến, nàng bị ta khống chế. Khương Phàm nhịn không được hưng phấn trong lòng, nếu quả thật có thể khống chế Lan Nặc, chẳng phải là liền có thể khống chế vạn linh huyết thụ.
hắn thèm nhỏ dãi cây thụ yêu kia đã rất lâu rồi. Chàng lại dưỡng nữ nô sao? Cái đam mê này còn không có đổi à? Kiều Hinh đánh giá Lan Nặc. Khóe mắt Khương Phàm có chút co rúm, xấu hổ cười cười. Tình huống đặc biệt. Đây là người thứ mấy? Là người đầu tiên, chỉ có một người này. Thật, dáng dấp cũng không tệ lắm đâu. Dương Biện Chu Thanh Thọ ở phía sau đều suýt chút nữa phát khóc, nữ tử tốt ra. Còn có thể cho phép nam tử nhà mình dưỡng nữ nô. Lý Dần thực sự chịu không được. Hai người có thể khắc chế một chút hay không? Ý đồ ngấp nghé sư mẫu của các ngươi quá rõ ràng. Cái này gọi thưởng thức. Chu Thanh Thọ trợn mắt chừng hắn một cái, thầm nói. Ta phải mang Na Yêu tới, để nàng ở chung cùng Kiều Hinh nhiều hơn, học tập truyền thống hiền thêm một chút. Lan Nặc muội muội, muội làm sao thế? Cửu Thiên Thần Giáo nơi đó, Lan Đạo chú ý tới Lan Nặc có chút vấn đề. Không có gì, cơ thể không thoải mái. Sắc mặt Lan Nặc tái nhợt, trong lòng càng là sợ hãi. Đây là thế nào? Là khế ước nhân chủng ảnh hưởng sao? Rõ ràng nàng đã vượt qua sinh tử cảnh, khế ước hẳn là nên biến mất mới đúng. Chẳng lẽ sớm tại thời điểm sinh tử cảnh, khế ước liền phát sinh dị biến? Nếu dị biến, hẳn là lấy nàng làm chủ đạo mới đúng. Tại sao lại phải nhận Khương Phàm ảnh hưởng? Lan Đạo Trần An nói. Tháng trước ngươi vượt qua sinh tử cảnh, thân thể sẽ có chút không thích ứng, đây đều là bình thường. Ta không sao. Lan Nặc cười lớn vài tiếng, lôi kéo bọn người Lan Giận đi đến bên cạnh. Khương Phàm đến rồi. Ở đâu? Sắc mặt bọn người Lan Giận bỗng nhiên phát lạnh, đáy mắt lóe ra sát ý. Khế ước nhân chủng giữa ta và hắn không có biến mất, rất có thể là đã phát sinh dị biến. Ta không thể đụng vào hắn, nhưng các ngươi có thể tìm cơ hội bắt lấy hắn. Khế ước nhân chủng có biện pháp giải trừ không? Dị biến liền không thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắt lấy hắn, mang về thần giáo, còn phải nghĩ những cách khác. Lan Nặc hối tiếc không thôi, lúc trước chỉ muốn khống chế Khương Phàm, không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn như thế này. Không thể nào giải trừ khế ước, mang ý nghĩa nàng và Khương Phàm sẽ có liên lụy cả đời. Khương Phàm, ngươi dám tới đây? Một tiếng tức giận thét lên đột nhiên vang vọng không trung, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Khương Phàm không cần nhìn, nghe giọng thôi đã liền biết là người nào. Tiêu Lạc Lê, công chúa Hoàng Triều, đúng là âm hồn bất tán. Đừng giả bộ, ta nhận ra ngươi đã đến. Chính là ngươi, tên mang mặt nạ kia. Tiêu Lạc Lê cưỡi Thương Thiên Tước, nhìn hằm hằm Khương Phàm ở đằng xa. Thời điểm tin tức Khương Phàm truyền đến ngoài cửa thành, nàng đã lập tức đi tìm kiếm Khương Phàm. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra. Khương Phàm, cái tên Khương Phàm của Xí Thiên Giới kia sao? Hắn lại tới Thượng Thương cổ thành thật sao? Chỉ sợ đây là luyện đan sư sao động nhất trên đời, những luyện đan sư khác đều an tĩnh tu luyện, hắn lại là đi náo nhiệt khắp nơi. Hắn đắc tội rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo, lại còn dám đến nơi này, chịu chết sao? Đám người bạo động, đều muốn nhìn kẻ nào là tên luyện đan sư điên trong truyền thuyết. Khương Phàm, Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, số lượng lớn ánh mắt đều hướng về phía Khương Phàm. Chúng ta còn không có tìm hắn, vậy mà hắn lại tự đưa mình tới. Bọn người Tần Ngao Thương của Chu Thiên Thần Điện mắt lộ ra tinh quang, hạt giống còn trên tay Khương Phàm. Chàng trêu đến kẻ địch hơi nhiều nhỉ. Kiều Hinh chú ý tới rất nhiều ánh mắt đằng đằng sát khí. Có nàng ở đây, ta không sợ. Khương Phàm đã đến niết bàn cảnh, tại Thượng Thương cổ thành này ai hắn cũng không sợ, trừ phi vị bán thánh thánh nhân nào đó không sợ chết xông tới. Hi hi, thiếp sẽ bảo vệ chàng, tiểu nghị nhi. Kiều Hinh bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Khương Phàm, hoạt bát cười. Điều lãnh phong cách đó không quát tháo Khương Phàm. Chúng ta cùng Xí Thiên Giới có giao dịch, người ở lại nơi đó, có thể sống, người rời khỏi nơi đó, sống chết đều có chúng ta đến định. Ngươi, hôm nay chết chắc. Khương Phàm lườm hắn một hồi, cười ha ha, đi đến trên một tảng đá lớn trước mặt. Ta đang đứng ở đây, ai muốn lấy tính mạng của ta? Hoa! Đám người bạo động, cực kỳ ngang tàng, đây là muốn cứng rắn sao? Điêu Lãnh Phong tức giận cười. Ngươi coi nơi này là Xí Thiên Giới sao? Bắt lại cho ta. Danh con, Thượng Thương cổ thành không phải là nơi ngươi có thể phách lối. Một tên nam tử khô gầy đạp không bay lên trời,
vung ra một cái bảo bình đen kịt. Bảo bình oanh minh, giống như bảo tháp, phun ra đất khô cằn đầy trời, đón gió gào thét, trải rộng ra hàng trăm hàng ngàn mét, bao phủ tới Khương Phàm. Đây là hóa sinh ma bình, bọn hắn lại dùng loại đồ ác độc này tại hạ giới. Hóa sinh ma bình, đất khô cằn bên trong đến từ thiên khải chiến trường, có thể khiến linh lực thiên địa hóa thành hư vô, có thể để võ pháp tán loạn vô hình, càng có thể người hóa thành máu tươi. Đại quang mang thánh điện và các thế lực lúc này chợt có phản ứng. Đất khô cằn bay là tả đầy trời, gào thét về phía trước, những nơi đi qua, linh lực khô kiệt, số lượng lớn người sống vội vàng không kịp chuẩn bị hóa thành huyết thủy, vô số người kinh hãi hốt hoảng lui lại. Khương Phàm không có tránh né, hắn trực tiếp tiến lên đón lấy đất khô cằn. Liệt diễm bạo động, gào thét mà ra, kim quang rọi khắp nơi trên khung trời, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Sau khi cảnh giới đột phá, hắn đã là chu tước yêu thể chân chính, liệt diễm hiện ra càng là chu tước yêu hỏa, có được uy lực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, yêu hỏa bạo kích ngập trời, bao phủ đất khô cằn. Vốn phải là đất khô cằn dập tắt liệt diễm, tán loạn nguyên lực, nhưng hình ảnh hiện ra ở trong tầm mắt tất cả mọi người lại là yêu hỏa hủy diệt đất khô cằn. Khương Phàm ngưng tụ hai cánh chu tước chấn kích đánh rách tả tơi, cuồng phong gào thét, rừng rậm kinh hãi, hắn dùng tốc độ kinh người xuyên qua đất khô cằn, thẳng tới hóa sinh ma bình. Toàn trường oanh động, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua thân ảnh cường thế kia. Nhất là thế lực hoàng đạo, bọn hắn rất rõ ràng uy lực của hóa sinh ma bình. Ngươi muốn chết, cường giả thần giáo khống chế ma bình, nghênh kích Khương Phàm. Ma bình chảy ngược, đất khô cằn gào thét lao ra, thế như lão long, cuồng dã lao nhanh. Chu tước liệt ngục thuật. Khương Phàm hét lớn trong lòng, liệt diễm toàn thân đột nhiên tăng vọt, trải rộng ra mấy ngàn thước, hóa thành liệt diễm luyện lô khổng lồ, nuốt hết đất khô cằn, bao phủ ma bình. Chu tước yêu hỏa, lại còn được gọi là diệt thế phần thiên viêm, có uy thế cường đại phần diệt thiên khung, hủy diệt dân chúng. Ầm ầm, một kim viêm luyện lô khổng lồ, ầm vang thành hình, đứng vững tại không trung, trấn áp phế tích. Hóa sinh ma bình cảm thấy uy hiếp, nhanh chóng phóng đại, lắc lư kịch liệt, phun ra đất khô cằn giống như con sông. Nhưng, mặc cho nó khoe oai như thế nào, đều không làm nên được chuyện gì cả, đi ra bao nhiêu, hòa tan bấy nhiêu, ngay cả hóa sinh ma bình cũng bắt đầu dao động. Không không không, nam tử kêu lên đầy sợ hãi, cực lực khống chế ma bình, lại không thoát được cái luyện lô nguy nga kia. Liệt diễm ngập trời, luyện lô oanh minh. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên cả không gian, bá đạo luyện hóa ma bình. Ma bình dần dần mất đi sự chống lại, bắt đầu hòa tan. Tên hồn đản ngươi, trả hóa sinh ma bình lại cho ta. Nam tử tức giận gào thét, cuồng dã lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm cười lạnh, đột nhiên dẫn nổ liệt diễm luyện lô, một tiếng vang thật lớn, phảng phất tự bạo, hình thành bạo tạc khổng lồ. Từ xa nhìn lại, giống như là một đám mây hình nấm bay lên trời, khí lãng. Sóng nhiệt, năng lượng, quét sạch bốn phương tám hướng. Nam tử bị đụng bay vài trăm mét, vừa muốn ổn định, trong liệt diễm hỗn loạn trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khương Phàm kéo lấy ma bình to lớn giết tới, móc ngược nam tử đi qua. Nam tử bỗng nhiên biến sắc, không đợi né tránh, liền bị ma bình chụp đến, hung hăng vào tới phế tích trên mặt đất. Đất khô cằn còn sót lại bên trong đã vô tình che mất hắn. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi. Không có động tĩnh. Niết bàn cảnh, Khương Phàm là niết bàn cảnh rồi. Thời điểm lúc trước hắn đại loạn phương Bắc, là cảnh giới gì? Trước sau không đến 2 năm, sao hắn lại là niết bàn cảnh rồi? Rất nhiều người đều phát hiện vấn đề, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Niết bàn cảnh, Điêu Lãnh Phong, bọn người Tiêu Lạc Lê càng kinh ngạc, trước đó không phải vừa mới tiến vào sinh tử cảnh sao? Sinh tử cảnh phổ biến từ 3 năm. Người có thiên phú cao, dưới cơ duyên xảo hợp, ít nhất 2 năm, chưa từng có nghe nói qua có ai chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi liền kết thúc. Hắn đạt được cơ duyên gì sao? Nhưng cơ duyên gì lại có thể cưỡng ép thôi động Khương Phàm vượt qua sinh tử cảnh? Lan Đạo, Lan Nặc, Bùi Thiên Lam cùng tất cả thiên kiêu cường tộc đều không dám tin. Bắt lấy hắn. Điêu Lãnh Phong mặc kệ Khương Phàm là làm thế nào làm được, hôm nay nhất định phải bắt lấy. Một nam tử thần giáo hành động. Cất bước phóng tới, chiến ý cuồn cuộn, bày ra một tư thế muốn liều mạng. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa trời cao, hai cánh chu tước cuồn cuộn liệt diễm,
phát ra uy thế cường đại. Giết! Nam tử phóng tới lại đột nhiên tự bạo, huyết thủy phun ra, mảnh xương văng mạnh, năng lượng kinh khủng hoắc loạn trời cao. Toàn trường bất ngờ, ác như vậy sao? Sau khi nam tử tự bạo, năng lượng hỗn loạn lại không có mất khống chế, mà là nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cây giáo đẫm máu, xuyên thủng khung trời, lao thẳng đến Khương Phàm. Mặc dù khi hắn còn sống thực lực bị nhận áp chế, nhưng cảnh giới chân chính là niết bàn cảnh tứ trọng thiên, cho nên sau khi tự bạo linh lực và các vấn đề đều cực kỳ khủng bố. Huyết sát xá sinh thuật. Đây là bí thuật tử sĩ của vạn đạo thần giáo, có thể khống chế uy lực tự bạo, diễn biến thành sát chiêu cường đại. Điêu Lãnh Phong lại mang theo một tử sĩ tiến đến, quá âm hiểm. Cái này nếu là dùng tại thời khắc khác, ai cũng khả năng vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị trọng thương. Một kích này, hẳn là có thể tránh thoát sự giam cầm của Thượng Thương Cổ Thành, coi như thi triển không ra toàn bộ lực lượng, cũng đủ để giết Khương Phàm. Tất cả các cường giả hoàng tộc, hoàng đạo đều nhận ra sát chiêu này. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị khóa chặt, chỉ sợ là thoát không nổi một kích trước khi chết của tử sĩ này. Cây giáo máu lao đi, năng lượng sôi trào bao quanh, còn có chấp niệm điên cuồng của trước khi chết tử sĩ, gào thét mà tới. Khương Phàm cũng không lui lại, cũng không có né tránh, mắt phải đóng chặt sau mặt nạ đột nhiên mở ra, một loại thần uy khuấy động toàn thân, tinh huyết kim hoàng sát sôi trào. Ầm ầm, thiên kinh địa động, huyết quang bộc phát. Trong chớp mắt, uy lực và năng lượng đã trùng kích thần hồn vạn người trên toàn trường. Giờ khắc này, ở trong mắt tất cả mọi người Khương Phàm đều giống như trở nên thần bí khó lường. Huyết mâu gào thét lao tới, tại chỗ huyết quang va chạm 200 mét. Không có bất kỳ lo lắng gì, huyết mâu trong chớp mắt bị đánh xuyên, chấp niệm hồn khí bên trong vỡ nát, năng lượng trường mâu thô to theo đó mà nổ tung, hóa thành lao nhanh năng lượng, lao nhanh ra khắp nơi, che mất Khương Phàm. Khương Phàm bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng không có nhận tổn thương nghiêm trọng. Không chết, hắn mạnh như vậy sao? Cái tên điên này so với trong lời đồn còn mạnh hơn nữa sao? Vô số tán tu bất ngờ. Mặc dù đã nghe nói qua rất nhiều tin đồn về Khương Phàm, đều là có liên quan cùng, điên cuồng, mà không phải cường đại. Hôm nay bọn hắn đã thật sự được mở mang con mắt. Quả nhiên là tên điên vang danh thiên hạ, đều là có cơ sở thực lực. Có thể leo lên thiên kiêu bảng, cũng là có nguyên nhân. Vạn đạo thần giáo chỉ như vậy, làm ta quá là thất vọng. Khương Phàm công khai trào phúng, lập tức chọc giận vạn đạo thần giáo. Khương Phàm. Ta rất hiếu kỳ ngươi muốn ồn ào tới trình độ nào, còn sống bình yên không tốt sao? Nhất định phải biến đổi hoa dạng tìm đường chết. Một nam tử gầy gò sắc mặt tái nhợt trong đội ngũ vạn đạo thần giáo đi đến phía trước. Ta không nghĩ tới muốn chết, ta chỉ không muốn quỳ. Ta cũng không muốn là địch với ai, nhưng người đó nào nhất định phải khiêu khích ta, ta tuyệt đối không nuông chiều. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo, đáp lễ bá đạo. Ha ha! Có phải ngươi cảm giác mình rất có cá tính hay không? Đáng tiếc, ngươi sinh lộn chỗ rồi. Nếu như ngươi sinh ra ở hoàng đạo, có thể nói những lời này, nhưng ngươi sinh ra ở biên hoang, là một tên dân đen, ngươi thật đúng là đến quỷ, càng phải nuông chiều. Giọng nam tử gầy gò nói chuyện không lớn, lại lộ ra khí tức đủ hung ác. Hắn là một trong ngũ đại thiên kiêu của vạn đạo thần giáo, Khoái Kiệt. So với Điêu Lãnh Phong thì lớn tuổi 7 tuổi. Trước mắt đã là niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Tuy nhiên sau khi tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, bị áp chế đến nhất trọng thiên. Nhưng thiên phẩm linh văn cường đại, võ pháp thiên cấp phi phàm, để hắn đủ để bế nghễ hơn nhất trọng thiên khác. Nếu ngươi có thể để cho ta quỳ xuống, hôm nay ta liền cùng ngươi về vạn đạo thần giáo. Ta quỳ không xuống, ngươi cho ta nằm dạp trên mặt đất gọi ta ba tiếng lão tử. Ngươi muốn chết? Khoái Kiệt sau lưng trưởng lão giận tím mặt. Lúc này, đại quang mang thần điện nơi đó đột nhiên chấn động, tám vị cường giả bảo vệ lấy Bùi Thiên Lam, U Dương Thiên Nhiên lao thẳng đến hố sâu. Năng lượng bắt đầu giảm bớt, xông. Chu Thiên thần điện theo sát hành động, hộ tống Tần Ngao Thương, Phương Tịnh, Loan Hồng Hy phóng tới hố sâu. Nhanh nhanh nhanh, năng lượng giảm bớt, cướp bảo bối thôi. Bảo bối mà Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chấn thủ, khẳng định là thần vật. Số lượng lớn cường giả niết bàn cảnh hộ tống thiên kiêu nhân kiệt của bọn hắn, vọt vào hố sâu. Cổ Hoa, Huyền Nguyệt và các cường tộc, còn có số lượng lớn đám tán tu, đều nhảy vọt lên, hỗn loạn xông về hố sâu. Giờ khắc này,
nào còn có dư thưởng thức luận võ. Ngươi không đi ra khỏi Thượng Thương cổ thành được. Khoái Kiệt chỉ Khương Phàm, cũng mang theo bọn người Điêu Lãnh Phong xông vào hố sâu. Nhưng, năng lượng trong hố sâu vẫn rất cường đại, ngoại trừ đám người đại quang mang thần điện kia cưỡng ép xông vào ra thì rất nhiều linh hồn cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, đều bị vô tình oanh sát, máu nhuộm đầy hố sâu. Khương Phàm không có vội vã xông đi đến, hắn đưa ánh mắt lăng liệt nhìn xung quanh toàn trường, tìm kiếm bóng dáng Thiên Hậu. Thế nhưng, vậy mà không có. Kiều Hinh nói, chúng ta đi đâu tìm Thiên Hậu? Theo lý thuyết, Thiên Hậu hẳn là sẽ tới đây. Khí tức Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân rất dễ dàng kích thích đến linh văn của nàng. Nếu không đến, nói rõ nàng đang suy nghĩ biện pháp xử lý phong ấn. Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng. Vậy chúng ta hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ thời gian cho nàng. Làm sao hấp dẫn? Náo, điên cuồng náo, chúng ta huyên náo càng hung, chỗ nàng càng an toàn. Khương Phàm cùng Thiên Hậu ở chung mấy chục năm, chút ăn ý ấy vẫn phải có. Ai? Dương Biện ở bên cạnh lắc đầu, đi theo bên cạnh gia hỏa này thật sự là không có cảm giác an toàn, động một chút lại náo, động một chút lại điên. Còn nhớ rõ thời điểm mới quen, rõ ràng là một người rất ôn hòa rất bình tĩnh, làm sao lại từ từ thành như vậy rồi? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Các ngươi tới bên trong chờ trước. Khương Phàm thu mọi người vào Thanh Đồng tiểu tháp, sau đó xông vào hố sâu. Hố sâu khổng lồ. Độ rộng đạt tới vài trăm mét, kéo xuống hơn 3.000 mét. Càng là đi xuống, năng lượng càng mạnh, rất nhiều tán tu đều không chống đỡ được, chỉ có cường tộc các phương nương tựa theo vũ khí cường đại mới có thể xông vào. Dưới đáy là một cung điện đã bị mai táng, tỏa ra ánh sáng lung linh, thú uy cuồn cuộn, giống như là bị hung thú hoang cổ trấn áp, mang đến uy thế cường đại kinh hồn nhiếp phách. Cửa cung điện điện mang theo phong cách cổ xưa khí phái, nặng nề khổng lồ. Điêu khắc chín cái đầu kỳ lân, giống như là chín vòng xoáy năng lượng phun ra như thủy triều mạnh mẽ. Các phương tụ tập đến trước điện, kích động, lại đều không có xông vào. Hoàng đạo cao ngạo đâu, thời điểm như thế này còn không có biểu hiện. Sau khi Khương Phàm xuống tới, câu nói đầu tiên mà đắc tội với tất cả hoàng đạo. Điêu Lãnh Phong kích thích nói. Không phải ngươi rất phách lối sao, ngươi đi đi. Đầu tiên, không phải ta phách lối. Ta chỉ không quen nhìn các ngươi. Thứ hai, ta đi, ta có thể, ngươi không được, ngươi có thể lăn không? Khương Phàm bá đạo đáp lễ, lần nữa để cho đám người trừng mắt nhìn hắn. Cũng nghe được qua tính cách của Khương Phàm Trương Dương, thế nhưng hoàng tộc hoàng đạo cao ngạo bẩm sinh, để bọn hắn một mực coi Khương Phàm là thành trò cười, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Đều cảm thấy nếu thật sự là ngày nào đó mặt đối mặt, Khương Phàm khẳng định sẽ rụt cổ, cụp đuôi lại. Thật giống như một con khỉ phách lối trong rừng rậm, bất kể là làm mưa làm gió thế nào, nhưng nếu đi đến trước mặt mãnh hổ, liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới, con khỉ này coi như đi đến mãnh hổ trước mặt, mà còn là một đám mãnh hổ, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngao ngao gọi bầy. Quá phách lối, thật hận không thể chụp chết hắn. Khương Phàm, người thật sự nghĩ ta không giết được ngươi. Điêu Lãnh Phong tức giận không kiềm chế được. Tại Nam Bộ phách lối thì cũng thôi đi, đều đã đến trung vực, thật đúng là không biết sống chết. Chúng ta phải quan tâm không phải tương lai có thể giết ta hay không, mà là trước khi giết ta, các ngươi có còn mạng hay không. Khương Phàm đưa tay lắc một cái, sau đó bắt Diệp Trục Thiên trong Thanh Đồng tiểu tháp đi ra. Ai muốn hại ta, tốt nhất nên trực tiếp giết chết, không đánh chết ta, ta giết chết các ngươi. Diệp Trục Thiên, hắn chết rồi. Toàn trường oanh động. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Khương Phàm thật sự giết Diệp Trục Thiên. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Phàm chỉ là bắt, tương lai dùng để đàm phán, kết quả. Giết! Ngươi điên rồi! Ánh mắt Điêu Lãnh Phong đều đung đưa, giết Diệp Trục Thiên. Giết truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu. Cái này không phải khiêu khích, đây là tuyên chiến với Thái Cổ Thần Miếu. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta. Ta cũng nhắc nhở các ngươi. Ta không sợ các ngươi. Đừng quản ra ngoài thế nào, tại Thượng Thương cổ thành này, ai là thợ săn ai là con mồi, còn chưa định được. Khương Phàm thu thi thể Diệp Trục Thiên vào Thanh Đồng tiểu tháp, ánh mắt lăng liệt đảo qua các cường giả hoàng tộc hoàng đạo ở toàn trường. Đây không phải là tên điên, đây rõ ràng chính là không muốn mạng. Rất nhiều người kinh sợ lùi lại mấy bước,
khi một người điên lại mạnh mẽ lại không muốn mệnh lại không quan tâm tới bất cứ thứ gì, vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Gia hỏa có ý tứ. Lan Đạo hứng thú nhìn nhiều mấy lần. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt Lan Đạo. Ngươi liên quan thế nào với Lan Nặc? Ngươi biết Lan Nặc? Nụ cười nhạt ý trên mặt Lan Đạo tản ra. Nàng tên Lan Nặc. Các hoàng đạo khác đồng loạt nhìn sang, phe phái Lan gia lại ra thêm thiên phẩm, đây là muốn cạnh tranh cùng phe phái Đông Hoàng sao? Khương Phàm, câm miệng ngươi lại. Lan Nặc lập tức cảnh giác, từ đầu đến cuối nàng đều không có khiêu khích, chính là sợ Khương Phàm nói bậy, không nghĩ tới hắn lại chủ động gây sự. Nàng không có nói với ngươi quan hệ giữa chúng ta. Khương Phàm dùng một loại ngữ khí quái dị kích thích Lan Đạo. Các ngươi liên quan thế nào? Ánh mắt Lan Đạo lạnh lùng, đây chính là nữ tử hắn theo đuổi, càng là thê tử hắn đã định. Khương Phàm, đừng nói lung tung. Bọn người Lan Nguyệt cũng cảnh cáo Khương Phàm. Các phương nhìn Khương Phàm, lại nhìn vị kia Lan Nặc, thể hiện đều đặc sắc. Xem ra là chưa nói qua, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng chú ý tới nàng, ngươi không được. Các ngươi, liên quan thế nào? Lan Đạo đi đến phía trước, ngữ khí đều chìm xuống mấy phần. Quan hệ giữa chúng ta, chính là mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thân mật bằng chúng ta. Khương Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Lan Nặc giận dữ mắng mỏ, đưa tay chỉ vào hắn, cảnh cáo hắn đừng nói lung tung. Khương Phàm, ngươi còn ngại kẻ địch mình không đủ nhiều sao? Lan Nguyệt quát lớn, cái gì gọi là thân mật? Ai thân mật cùng ngươi? Các ngươi đều biết hắn, biết lúc nào? Lan Đạo chất vấn bọn người Lan Nặc. Chẳng lẽ là tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Thế nhưng không phải cổ tộc nơi đó không cho phép có giao lưu cùng thế lực bên ngoài sao? Xem dáng vẻ bọn hắn, nào chỉ là biết, thậm chí đều có thể xảy ra một chút gì rồi. Chờ chút, mặc kệ làm cái gì cũng không thân mật bằng bọn hắn. Chẳng lẽ, nàng đã thất thân? Nghĩ tới đây, đáy mắt lạnh lẽo của Lan Đạo lập tức hiện lên tia tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều hào hứng, đang mong đợi trò hay. Khương Phàm cười nhạt. Các ngươi là tới nghe bát quái, hay là tới tìm bảo? Khụ khụ. Trước cung điện vang lên một mảnh tiếng ho khan, mọi người che giấu xấu hổ, tập trung vào cánh cửa. Nhưng, thời điểm mọi người ở đây thu hồi lực chú ý, địa tầng dưới chân bọn hắn đột nhiên bạo động, kịch liệt nhấc lên, cuồng bạo che mất tất cả mọi người. Tầng đất xung quanh hố sâu như bài sơn đảo hải đè ép xuống, cả hố sâu mai táng bổ sung, cũng để tất cả mọi người đặt ở địa tầng 3.000 mét trở xuống. Vừa rồi Khương Phàm cũng không phải đang nói chuyện phiếm, mà là cố ý di chuyển lực chú ý, thừa cơ câu thông sơn hà đại táng. Nơi đó sụp đổ, năng lượng bạo động, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị chật vật bao phủ. Khương Phàm làm bộ kêu thảm, giống như người khác, bao phủ, đến bên trong địa tầng, tuy nhiên trước tiên hắn lại chạy về phía cửa điện. À, đây là lực lượng gì? Lao ra, nhanh nhanh nhanh. Cứu ta, à. Dưới địa tầng hỗn loạn sâu 3.000 mét giống như là đáy biển, như là vực sâu, mọi người kêu thảm, giãy giụa, đều rõ ràng cảm giác thân thể đang suy yếu, linh lực đang tiêu hao. Khí tức tai nạn kinh khủng, thẩm thấu vào huyết nhục thần hồn bọn hắn, cũng kích thích tinh khí thần của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác mình muốn bị mai táng. Mênh mông địa tầng giống như mộ phần đáng sợ. À. Những cường giả bị áp chế cảnh giới kia các toàn bộ đều bộc phát, điên cuồng phóng thích năng lượng, chấn động địa tầng, chật vật tránh thoát. Nhưng, chỗ bọn dưới đất 3.000 mét của bọn hắn đều, trong hỗn loạn hoảng sợ, đều phóng tới bốn chỗ, lại tìm không thấy phương hướng. Khương Phàm thừa dịp hỗn loạn, đánh tới cửa điện. Cửa điện ầm ầm tiếng vang, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Phàm dẫn dắt khí tức đại táng cuồng kích cửa điện, còn phóng thích thần nhãn, bạo kích cửa điện. Sau khi liên tiếp nếm thử, rốt cuộc cửa điện cũng dao động, rộng mở ra một khe hở. Lúc này, địa tầng hỗn loạn cơ bản đã bình tĩnh, sâu hố sâu triệt để biến thành đất khô cằn. Mọi người kinh hồn khó định, tiềm thức đều tưởng rằng bảo điện phản kích, cho nên đều chạy trốn lại lên mặt đất. Một kẻ lại tiếp theo một kẻ liền xông ra ngoài. Vừa rồi là năng lượng gì? Rốt cuộc trong cung điện chôn giấu cái gì? Ta cảm giác giống như là muốn bị mai táng. Tai nạn, một loại lực lượng tai nạn đáng sợ. Bất luận là thiên tài của hoàng tộc hoàng đạo hay là các cường tộc khác, giờ phút này đều là kinh hồn khó định. Bọn hắn tinh tường cảm nhận được sợ hãi,
cảm nhận được cái chết. Mặc dù hố sâu bị dìm ngập, nhưng ánh sáng của cung điện vẫn còn đang dâng lên, ở trên không ngưng tụ hình tượng thần võ Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía đó lại có nhiều hơn mấy phần e ngại. Còn muốn đi đến không? U Dương Thiên Nhiên càng phát ra cảm giác được sự thần bí của cung điện, bên trong khẳng định chôn giấu bí mật phi phàm. Móc hố sâu ra, tiếp tục xông vào. Bùi Thiên Lam ra hiệu các trưởng lão, bảo tàng như thế này sao có thể từ bỏ, tiếp tục. Các cường giả đại quang mang thần điện nhanh chóng hành động, phá hủy đất khô cằn, lao xuống phía dưới. Tất cả đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo cũng một lần nữa tỉnh lại, liên thủ đào móc hố sâu. Khương Phàm xông vào bảo điện. Quy mô nơi này còn to lớn hơn xa so với những gì nhìn thấy ở bên ngoài. Từng sợi xiềng xích tráng kiện treo đầy cung điện quấn quanh lấy một con cự thú khổng lồ. Cự thú chỉ còn hài cốt, nhưng vẫn sôi trào năng lượng mênh mông như sóng chiều, duy trì hình dáng đã từng nó. Uy vũ, thần tuấn, gào thét càn khôn, bế nghễ vạn thú, vô thượng bá uy. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Khương Phàm đã hiểu xảy ra chuyện gì. Tòa cung điện này là lao tù, trấn áp Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Thượng Thương Cổ Thành thật cường đại, vậy mà lại có thể bắt được loại này yêu tổ hung tàn, còn công nhiên trấn áp tại Thượng Thương Cổ Thành. Tại sao không có xử tử? Nếu như trực tiếp giết, huyết nhục thần hồn của nó đủ để bồi dưỡng số lượng lớn cường giả. Là muốn thuần hóa sao? Hiển nhiên không thể nào, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đứng hàng 12 yêu tổ, chết cũng sẽ không khuất phục, nếu không Kỳ Lân tộc sẽ bị toàn bộ yêu tộc vứt bỏ. Mồi nhử sao? Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng, bắt lấy Tổ Kỳ Lân, trấn áp ở chỗ này, mặc cho nó kêu thảm, gào thét, hấp dẫn Kỳ Lân tộc đến đây nghĩ cách cứu viện. Sau đó, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chính là tồn tại chí cao vô thượng của Kỳ Lân tộc, có được uy tín cùng lực hiệu triệu tuyệt đối. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho phép Tổ Kỳ Lân chịu nhục, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây nghĩ cách cứu viện, dù là phải liều đến diệt tộc. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, Thượng Thương Cổ Thành không hổ là pháo đài chiến tranh, thảm liệt thật. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Bên trong 9 cái đầu của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân có 9 viên thú nguyên khác biệt, trình độ tinh khiết có thể so với ngũ hành linh nguyên, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn chí tôn cốt của nó. Trong thân thể Tổ Kỳ Lân có một viên, tổ nguyên chí tôn cốt, đó mới là nó lực lượng cường đại nhất, càng là thứ có thể khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Tổ nguyên chí tôn cốt. Khương Phàm đứng trước mặt hài cốt cự thú giống như đứng ở trước mặt một ngọn núi to lớn, năng lượng mãnh liệt tầng tầng lao nhanh, đâm đến hắn sôi trào khí huyết. Cũng kích thích chú tước tổ hồn trong hắn gáy to không dứt. Bị lấy đi rồi. Linh hồn Đan Hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Phàm, chú ý tới nơi ngực hài cốt Kỳ Lân, nơi đó rõ ràng thiếu một đoạn xương bảo hộ. Hẳn là lúc trước đã bị lấy đi. Khương Phàm tiếc nuối. Đáng tiếc. Đan Hoàng cũng thở dài. Nếu quả thật có thể được đến hài cốt liền có thể cùng Kỳ Lân tộc làm giao dịch. Bởi vì, tổ nguyên chí tôn cốt mặc dù là bản thân tổ Kỳ Lân thai nghén, nhưng lực lượng tổ nguyên bên trong vẫn sẽ kích phát ra tổ mạch Kỳ Lân tộc, có tỷ lệ nhất định diễn biến thành tổ Kỳ Lân. Một chút xíu tỷ lệ đủ để dẫn phát Kỳ Lân tộc điên cuồng. Một đoạn chí tôn cốt, cũng có thể biến thành quyền trượng hiệu lệnh hoàng giả Kỳ Lân tộc. Tổ nguyên chí tôn cốt, tổ nguyên chí tôn cốt. Khương Phàm rời khỏi hài cốt, tra tìm khắp nơi. Ngươi đang làm gì, mau mang thú nguyên đi thôi, còn xương cốt, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm, mạo hiểm tiến đến là vì cướp bảo bối, còn phải rời khỏi trước khi các phương kịp phản ứng. Bằng không đợi những hoàng tộc hoàng đạo kia biết vừa rồi chính là Khương Phàm suýt chút nữa chôn bọn hắn, nhất định sẽ phải liều mạng cùng Khương Phàm. Hình như ta đang cảm ứng được cái gì đó. Linh hồn Khương Phàm đang sao động, trái tim cũng đang nóng hổi, giống như có thứ gì đó kích thích hắn. Ồ, mau tìm đi. Đan Hoàng nghĩ tới. Bây giờ Khương Phàm đã bắt đầu thức tỉnh tổ mạch chu tước, tổ mạch chí tôn yêu tổ nguyên thủy nhất, thật sự là có khả năng sinh ra cảm ứng đặc thù cùng tổ mạch Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Khương Phàm rời khỏi hài cốt đang bạo động năng lượng, đứng ở trong góc, để tránh bị quấy nhiễu, sau đó nhíu mày cảm nhận, sau một lát, con mắt sau mặt nạ của hắn bắn ra tinh quang, tập trung vào sâu trong cung điện. Ở phía sau hài cốt Tổ Kỳ Lân, vị trí hướng về phía cung điện, lại còn có chồng xương người. Duy trì hình người, tỏa ra hào quang sáng tỏ,
mơ hồ có thể thấy được bộ dáng khi còn sống. Là một nam tử vẻ mặt uy nghi. Hắn đứng ở một cái trên thềm đá, không, là quan tài đá. Trên quan tài đá trải rộng hoa văn phức tạp, lại áp chế không nổi uy lực tổ nguyên mênh mông bên trong, tương huy cùng hài cốt khổng lồ phía trước. Chính là nó. Khương Phàm bước nhanh vây quanh trước mặt đầu lâu. Đây là người canh giữ, hay là người thủ mộ? Lại còn giống như tổ kỳ lân, có thể giữ vững lại hình dáng hoàn chỉnh, tràn ngập uy thế phi phàm. Chẳng lẽ đây là một vị tiên tổ nhân tộc nào đó sao? Không hổ là cung điện chư thiên lục táng kích phát ra tới. Khương Phàm thi lễ một cái đối với đầu lâu, muốn xốc quan tài đá lên, thế nhưng quan tài đá bị kích thích, đột nhiên nổ lên lực lượng cuồng bạo. Chỗ hốc mắt của đầu lâu hình người lấp lóe cường quang, phát ra uy lực và năng lượng kinh hồn nhiếp phách. Khương Phàm chật vật bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, ngoài cung điện bắt đầu hỗn loạn. Mọi người một lần nữa đánh ra hố sâu, đi đến ngoài cung điện. Khương Phàm không lo được suy nghĩ nhiều, hắn vung thanh đồng tiểu tháp ra, cưỡng ép cuốn đầu lâu cùng quan tài đá đi, thu vào tầng thứ ba, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa điện, tránh né đến phía sau cửa điện. Cửa điện mở. Vừa rồi quả nhiên là cung điện đang quấy phá. Mai táng trong thời gian vô tận, lại còn có thể có uy thế như thế. Nhanh nhanh nhanh, vào xem. Cường tộc các phương phá tan cửa điện, xông vào cung điện khổng lồ. Cường quang cuồn cuộn, năng lượng như biển, tất cả mọi người cùng tiến vào, đều bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Khung xương hoàn chỉnh của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đứng ở chính giữa đại điện, thú uy cuồn cuộn khuấy động cung điện, chấn động không gian. Cho dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực năm đó. Đây là một tôn thần, một thần linh bị giam cầm trong vô tận. Bọn người Lan Đạo hoảng hốt. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, một trong 12 yêu tổ, lại còn là tại thời kỳ Hồng Hoang, thật sự là yêu tộc tồn tại như thần linh. Oa a! Khương Phàm thừa dịp bọn hắn khiếp sợ, đi tới từ phía sau cửa điện. Ngọa Tào, người đến bên cạnh ta khi nào? Mấy vị tử đệ cường tộc sợ hãi lui lại, không dám đứng cùng một chỗ với Khương Phàm. Bọn người khoái kiệt nhìn tới nơi này, nhưng Khương Phàm lại ngao một tiếng sau đó phóng lên tận trời, thẳng đến Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân khổng lồ. Đoạt! Nhanh nhanh nhanh, đều đoạt thú nguyên cho ta. Đoạt xương đầu, đoạt móng vuốt, nhanh nhanh nhanh. Tần Ngao Thương bị kích thích, hét lớn hô to, toàn bộ đều sôi trào lên năng lượng phóng tới Tổ Kỳ Lân khổng lồ. Mặc dù hài cốt đã mục nát, không còn uy lực như năm đó, nhưng dù sao cũng là thần cốt, nhất là 9 viên linh nguyên năng lượng kia, tuyệt đối có thể so với chí bảo trấn tộc của bọn hắn. Đoạt đoạt đoạt, tuyệt đối không thể để tên điên Khương Phàm kia vượt lên trước. Nhưng, thời điểm Khương Phàm vọt tới năng lượng thì hắn đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến xiềng xích tráng kiện ở không trung. Những người khác nhiệt tình tăng cao, mọi người đều đụng tới phía Tổ Kỳ Lân. Kết quả, năng lượng Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân quá mạnh. Sau khi bị kích thích đã ầm vang bộc phát. Giống. 9 cái đầu gầm thét thật lớn giữa cung điện, thanh triều, năng lượng toàn diện dẫn bạo, che mất tất cả mọi người. Bất luận là cường giả áp xúc cảnh giới, hay là những thiên kiêu nhân kiệt kia, lại hoặc là đám tán tu, đều kêu thảm tung bay ra ngoài. Bọn hắn đều vừa mới tiến đến, lực chú ý cũng đều đang ở bên trên Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, còn không có quan sát cung điện. Vừa rồi bị Khương Phàm kêu một tiếng liền kích thích xông về phía trước, thậm chí đều không có làm sao chú ý tới xiềng xích, lại sợ bị người khác cướp được bảo bối thú nguyên. Một đám ngu xuẩn, phải chém xiềng xích trước, có chút kinh nghiệm hay không? Khương Phàm đứng ở trên xiềng xích, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đáng chết! Ai bảo ngươi xông về phía trước? Khương Phàm, ngươi cố ý! Đám người miệng đầy máu tươi, giận dữ gầm thét. Hỗn đản này đơn giản là hỏng đến nhà, thời khắc thế này cũng dám tính toán bọn hắn. Đều đừng lề mề, mau tới chặt đứt xiềng xích. Khương Phàm hô to, cũng chịu Kiều Hinh, Dương Biện, Chu Thanh Thọ cùng Lý Dần ra tới. Oa a, bọn người Kiều Hinh đều bị xương thú khổng lồ trước mắt làm cho kinh đến. Cùng nhau chặt đứt xiềng xích. Khương Phàm triệu ra tàn đao, đánh một đao xuống xiềng xích. Keng! Sóng âm chói tai trong nháy mắt chấn mở. Xiềng xích thô chừng 5-6 mét lắc lư kịch liệt, cũng chỉ là để lại một vết tích. Bổ xiềng xích ra. Càng ngày càng nhiều người sao động, tranh nhau chen lấn phóng tới xiềng xích tráng kiện.
tổng cộng có hơn 60 sợi xiềng xích, liên tiếp giam cầm khớp nối cùng xương cốt quan trọng của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Chờ một chút, tất cả đứng lại cho ta. Đại quang mang thần điện, Bùi Thiên Lam huy động cánh thánh đứng ở không trung, ánh mắt sáng tỏ liếc nhìn toàn trường. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân thuộc về hoàng đạo chúng ta sở hữu, hoàng tộc cũng có thể chia sẻ, nhưng những người còn lại, toàn bộ lui ra. Bọn người Chu Thiên Thần Điện, Tần Ngao Thương kịp phản ứng, cũng mang theo các trưởng lão ngăn đám tán tu khí thế hung hăng lại. Các ngươi có thể lui xuống, bảo tàng chỗ này là chúng ta liên thủ bổ ra, không liên quan tới các ngươi. Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Thiên Thần Giáo, Cổ Hoa Hoàng Thành, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ các loại, toàn bộ bay lên không, tỏ rõ thái độ. Hoàng tộc hoàng đạo cường thế liên thủ, cưỡng bức trấn trụ biển người đang sao động. Vì sao? Có người tức giận gào thét, kết quả đổi lấy là một mảnh lôi chiều minh mông, từ Chu Thiên Thần Điện nơi đó đánh ra đến, trực tiếp oanh Nam Tử Thành mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Dám khiêu khích hoàng tộc hoàng đạo, các ngươi chán sống sao? Chúng ta ở chỗ này nhận áp chế, nhưng rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, bên ngoài tất cả đều là người của chúng ta. Để cho các ngươi tiến đến nhìn, đã là ban ân, đừng không biết tốt xấu, cút ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng giật đồ với chúng ta, quên thân phận mình rồi sao? Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều thống nhất chưa từng có. Đây chính là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, tùy tiện một khối xương cũng đều là tuyệt thế chân bảo. Bất luận một nhà nào muốn độc bá là khẳng định không được, chỉ có thể chia sẻ. Nhưng chỉ cực hạn tại phía trên hoàng tộc, không thể nào lại phân chia nhiều hơn. Khương Phàm, cũng có ngươi, mau cút ra ngoài. Điêu Lãnh Phong lập tức nhắm ngay Khương Phàm. Khương Phàm đâu có chỗ nào để ý tới hắn, tàn đao vẫn cứ liên tục đánh vào xiềng xích. Kiều Hinh và bọn người Hàn Ngạo cũng ra sức phách chạm xiềng xích bên cạnh. Đánh đến khí thế ngất trời. Khương Phàm, người điếc rồi sao? Một trưởng lão trong Vạn Đạo Thần Giáo đột nhiên tế ra hồn châm màu đen, một tiếng vang giòn, nháy mắt nổ bắn ra, thẳng đến Khương Phàm nơi đó. Hồn châm sắc bén, như đang du tẩu trong không gian trong nháy mắt liền giết tới gần Khương Phàm. Giữa lúc đó, Phượng Hoàng rực phía sau lưng Kiều Hinh huy động ánh sáng cổ kim, cầm giữ không gian xung quanh Khương Phàm, định trụ hồn châm. Trả lại cho ngươi. Kiều Hinh giam cấm hồn châm, đánh ngược lại về phía trưởng lão thần giáo. A, à, khuôn mặt trưởng lão có thần giáo chút động, lập tức bay lên không, tiếp nhận hồn châm. Khương Phàm thay phiên tàn đao bang bang phách chảm, không hề ngẩng đầu. Nếu ai dám chọc ta, đợi chút nữa ta quấn lấy hắn. Ta không lấy được xương cốt, các ngươi cũng đừng hòng. Khụ khụ, tất cả các trưởng lão hoàng đạo hoàng tộc đều nhẹ giọng ho khan, nhắc nhở các thiên kiêu nhà mình. Chớ chọc hắn, chờ một lúc chia sẻ bảo cốt khẳng định rất hỗn loạn, nói không chừng còn muốn đánh đứng lên, đến lúc đó bị tên điên Khương Phàm kia ngăn chặn, bọn hắn chỉ sợ một khối xương cũng không chiếm được, vô cớ làm lợi cho hoàng đạo khác. Mặc dù bọn người Điêu Lãnh Phong rất bất mãn, nhưng tình huống đặc biệt, bảo bối quan trọng hơn, tạm thời để Khương Phàm qua một bên. Một lần cuối cùng, lui ra. Bùi Thiên Lam cao giọng quát tháo, cánh thánh tỏa ra cường quan chói mắt, tản mát ra uy thế cường đại. Lui ra. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo các thiên kiêu tập thể quát tháo, uy thế như thủy triều, che đậy không trung, uy hiếp biển người. Càng ngày càng nhiều người xông tới, đã vượt qua hơn 3.000 người. Mặc dù bọn hắn e ngại uy thế cường đại của tất cả các hoàng tộc hoàng đạo, nhưng nhìn thấy bảo vật gần ngay trước mắt, ai cũng không có rút đi khỏi. Nhất là những tử đệ tông tộc không phải hoàng tộc, nhưng vẫn rất cường đại kia. Lui ra. Các trưởng lão hoàng tộc hoàng đạo tập thể bước về phía trước, cao giọng quát mắng. Bọn hắn cũng rất khẩn trương, nhất định phải nhanh đóng cửa điện lại, ngăn cản càng nhiều người tiến đến, nếu không chờ một lúc nữa sẽ liền không kiểm soát được. Đám người bạo động, nhưng vẫn không có người nào rời khỏi, cho dù là lui lại nửa bước. Lúc này bỗng nhiên Tiêu Lạc Lê nói. Hài cốt Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đã là của chúng ta. Các ngươi coi như cướp được, cũng mang không ra Thượng Thương Cổ Thành. Coi như có thể mang ra Thượng Thương Cổ Thành, chờ sau này chúng ta điều tra, cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Vì mấy khối xương cốt, mất mạng, đưa tới tai ương diệt tộc. Các ngươi đã nghĩ thông suốt. Câu nói này vừa đi ra rốt cuộc cũng trấn trụ một số người. Lúc này Khương Phàm đột nhiên hô to. Đều thất thần làm gì, mau tới chặt xiềng xích đi.
các ngươi đều bị dọa mới lớn được sao? Bọn hắn ngao ngao hai tiếng, các ngươi cũng không dám làm gì rồi. Loại bảo bối này, vài đời đều không gặp được, cướp được liền có thể thay đổi vận mệnh. Nếu như các ngươi sợ sệt bị bọn hắn trả thù, sau đó chạy đến đại lục khác, nếu như sợ liên lụy tộc nhân, bọn nó tế hiến cho khác hoàng đạo, cũng có thể thay cái bảo bối. Khương Phàm, im miệng. Bọn người Lan đạo giận dữ quát tháo. Nhưng Khương Phàm vừa nói như thế lập tức đốt lên nhiệt tình trong lòng đám tán tu cường tộc bọn họ, vẻ mặt của mọi người lập tức giữ tợn cuồng nhiệt hơn. Chúng ta nhiều người, cướp thôi. Hơn 3.000 người lập tức bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía xiềng xích. Hỗn đản. Bọn người Lan đạo thầm mắng vài tiếng, cũng nhao nhao phóng tới xiềng xích, riêng phần mình chiếm lấy một bộ phận, cưỡng ép chém vào. Cung điện rộng rãi lập tức biến thành, lò rèn sắt, khắp nơi đều là năng lượng bạo động, thanh âm oanh minh. Kẻ chiếm lấy xiềng xích, đều đang ra sức chém vào. Không có cướp được xiềng xích thì ra tay đánh nhau. Cung điện hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, thời điểm càng ngày càng nhiều người xông vào, tại thời điểm hỗn loạn đạt tới cực hạn, tại thời điểm cả tòa cung điện đều lấp đầy bóng người, Khương Phàm đã chào hỏi bọn người Kiều Hinh vài tiếng, sau đó len lén chạy ra ngoài, thuận tiện còn cửa điện đóng lại. Người đều đã tiến vào, giữ cửa quan trọng, đứng vững. Khương Phàm một mặt cười xấu xa. Đây là ý gì? Bọn người Dương Biện không có hiểu được, lập tức muốn chém đứt xiềng xích, lúc này lại từ bỏ. Nơi này là lao tù trấn áp, xiềng xích là phong ấn. Một khi bọn hắn phá vỡ phong ấn, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân sẽ phải bão nổi. Bọn người Dương Biện khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu mà kịp phản ứng. Ngươi quá xấu rồi. Ta đây gọi là kinh nghiệm. Khương Phàm dùng sức đỉnh lấy cửa điện, nghe động tĩnh bên trong. Nhanh đứng vững đi, dùng vũ khí của các ngươi. Bây giờ bọn hắn rất hỗn loạn, đều vội vã cướp bảo bối, nhưng hẳn là sẽ có người kịp phản ứng. Tựa như lúc vừa mới bắt đầu hắn kích thích mọi người nhào về phía hài cốt. Bọn hắn đều rất gấp để cướp bảo bối, cục diện lại rất hỗn loạn, cho nên bị tùy tiện mang theo thiết tấu. Bây giờ Khương Phàm kêu gọi bổ xiềng xích, bọn hắn cũng đều chắc hẳn phải bổ xiềng xích. Nhưng không bao lâu liền sẽ có người kịp phản ứng. Quả nhiên, đại quang mang thần điện, U Dương Thiên Nhiên đột nhiên ngừng, tiếp cận Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân càng ngày càng sao động. Chúng ta đây là đang làm gì? Mau dừng tay. Thế nào? Bùi Thiên Lam dừng lại. Những xiềng xích này là phong ấn, một khi bị phá vỡ, năng lượng Tổ Kỳ Lân bị áp chế liền sẽ phóng xuất ra toàn diện. U Dương Thiên Nhiên nhìn xiềng xích to lớn xung quanh trong cung điện, lại tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Tên hỗn đản kia chạy. Có trưởng lão do dự. Muốn cướp đi hài cốt Kỳ Lân, khẳng định phải bổ xiềng xích ra, chúng ta nhiều người như vậy, hẳn là có thể chống đỡ. Bây giờ đi, chẳng phải là. Nhưng sau khi giải trừ xiềng xích bộc phát khẳng định sẽ vô cùng mạnh, sau đó mới có thể bởi vì tiêu hao mà yếu bớt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tránh khỏi cơn bộc phát kia, chờ năng lượng yếu đi, lại đến. U Dương Thiên Nhiên chào hỏi các trưởng lão khác, tránh khỏi ánh mắt các phương, xông về cửa điện. Các tán tu gần đó nhìn thấy bọn hắn rời khỏi, đều rất ngạc nhiên, nhưng nhìn đến những người khác nhanh chóng bổ nhào qua. Bọn hắn cũng tranh nhau chen lấn đi qua chiếm lấy. Khi đội ngũ đại quang mang thần điện đi đến chỗ cửa điện, Chu Thiên thần điện, Loan Hồng Hy, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngưu Thiên Khải, còn có Vạn Đạo Thần Giáo, Khoái Kiệt các loại cũng đều kịp phản ứng. Bọn hắn đều là đã nhận ra táo bạo không bình thường của Tổ Kỳ Lân, mới biết được bị mang theo tiết tấu, nhất là sau khi chú ý tới đội ngũ đại quang mang thần điện đang lặng lẽ rút lui, cũng quả quyết từ bỏ, di chuyển đến chỗ cửa điện. Nhưng, sao lại đẩy không ra? Đại quang mang thần điện muốn lặng lẽ đẩy cửa điện ra, kết quả không nhúc nhích tí nào. Một vị trưởng lão hùng tráng run run bả vai, cánh tay phồng lên, hai tay đè vào trên cửa điện, một tiếng giống im lìm, dùng sức thôi động cửa điện. Kết quả cửa điện lung lay, nhưng vẫn không có đẩy ra. Khương Phàm, U Dương Thiên Nhiên lập tức kịp phản ứng, hỗn đản này đang ngăn cửa. Khương Phàm. Ta biết ngươi đang ở ngoài cửa, mở cửa nhanh. Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Ngươi đã đắc tội rất nhiều người, nếu như lại đắc tội chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi thượng thương cổ thành này được. Mở cửa nhanh, chúng ta có thể không truy cứu. Các trưởng lão đại quang mang thần điện đào lấy khe cửa, hạ giọng,
tận lực không kinh động người khác. U Dương Thiên Nhiên, sao các ngươi lại không đi ra? Chu Thiên Thần Điện, Phương Tĩnh chạy đến nơi đây, thanh âm rất thấp, cũng không dám quá lộ ra. Khương Phàm giữ cửa ngăn chặn. U Dương Thiên Nhiên nhìn thấy càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo cũng bắt đầu di chuyển đến nơi này, tự mình tiến đến chỗ khe cửa, nhắc nhở. Chúng ta có thể bàn điều kiện cùng ngươi, ngươi muốn mấy miếng xương cốt. Cái đầu nào? Ngoài điện vẫn không có lời đáp lại. Loan Hồng Hy chen đến phía trước, hạ giọng quát tháo. Khương Phàm, ngươi thấy tốt thì lấy, đừng làm rộn đến lúc không cách nào kết thúc được. Chúng ta có thể cho ngươi mấy khối xương cốt, cũng có thể bảo đảm ngươi còn sống rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, mở cửa ra cho ta. Xảy ra chuyện gì, mau đi ra đi chứ. Tụ ở chỗ này làm gì, nhanh nhanh nhanh, ra ngoài giữ cửa đánh cược, để bầy tiện dân này bồi tổ kỳ lân chơi đùa. Tất cả đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo đều đến đây. Không ra được, Khương Phàm ở bên ngoài chặn lấy. Loan Hồng Hy tức giận đẩy cửa điện, kết quả không nhúc nhích tí nào. Khương Phàm, đầu ngươi bị rót nước sao? Ngươi thật sự muốn đối nghịch cùng tất cả chúng ta. Các phương chen đến phía trước, thay nhau uy hiếp, kết quả cửa điện vẫn không hề có dấu hiệu mở ra. Lúc này, bọn hắn tụ ở chỗ này đã đưa tới rất nhiều tán tu chú ý. Giữ cửa mở, đi ra bên ngoài đóng lại. Tần Ngao Thương vung lên trọng kiếm, thét lên ra lệnh lấy đám người liên thủ. Số lượng lớn trưởng lão chen đến phía trước, nhấc lên năng lượng như thủy triều, va chạm cửa điện. Tiếng vang chấn động cung điện, cho dù ở bên trong khắp nơi đều là thanh âm chém giết, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý. Đang lúc này, số lượng xiềng xích đứt gãy vượt qua 50 sợi, lực lượng phong ấn nhanh chóng yếu bớt, hồng hoang tổ kỳ lân bị trấn áp trong thời gian vô tận đang gầm thét bạo phát. Oán niệm khi còn sống, trải qua trên trăm vạn năm kiềm chế, tại thời khắc này đã ầm vang bộc phát. Chín cái đầu gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, năng lượng bạo động, như đại dương mênh mông. Mấy ngàn tán tu cường tộc vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình bao phủ, huyết nhục văng tung tóe, mấy ngàn thân ảnh bay lả tả ra ngoài giống như trời mưa. Mở cửa nhanh, Tần Ngao Thương điên cuồng va chạm cửa điện. Bọn người Khương Phàm lại gắt gao phong bế ở bên ngoài. Tinh thuẫn phóng to lên đến vài trăm mét. Phát ngang ở bên ngoài cửa điện, tản ra khí lãng nặng nề, cứ như cùng đại địa hòa làm một thể. Chiến kích, tinh thần kiếm, đều phóng đại đến 100 mét, một mặt đặt ở bên trên tinh thuẫn, một mặt gắt gao đứng vững cửa điện. Cửa điện oanh minh kịch liệt, làm thế nào cũng đều không mở được. Mà hồng hoang tổ kỳ lân thoát khốn, bắt đầu điên cuồng phát tiết oán niệm cùng năng lượng, quét ngang cung điện. Bọn người Tần Ngao Thương bất đắc dĩ. Sau khi tức giận mắng vài tiếng chỉ có thể phối hợp các trưởng lão nghênh chiến kỳ lân. Khương Phàm, Kiều Hinh nằm sấp bên cửa điện, nghe tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn bên trong. Chàng biến thành người xấu rồi. Kiều Hinh nhìn Khương Phàm gần ngay trước mắt. Thích không? Khương Phàm nháy mắt mấy cái với Kiều Hinh. Rất thích, hi hi, hôn hôn. Chu Thanh Thọ, Dương Biện, chăm miệng một lời. Khống chế một chút. Hỗn loạn oanh minh bên trong kéo dài rất nhiều thời gian. Khương Phàm nằm nhoài cửa điện nghe đến cẩn thận. Nghe tiết tấu gào thét bên trong, nghe những câu la lên bên trong, nghe thanh chiều năng lượng va chạm bên trong. Thời điểm nghe được một câu, liên thủ lại, một kích cuối cùng kia, Khương Phàm lập tức phất tay, để bọn người Chu Thanh Thọ Dương Biện rút lui vũ khí. Ầm ầm, năng lượng bạo động kịch liệt, cuồng bạo bao phủ lấy cung điện, phá hủy lấy táo bạo hồng hoang tổ kỳ lân. Cũng vết thương chồng chất đám tán tu, oanh đến cung điện xung quanh trong góc. Cửa điện nhận trùng kích, ầm vang rộng mở, năng lượng giống như dòng lũ mất khống chế trút xuống ra ngoài. Khương Phàm đợi đến khi tình thế hơi yếu, hắn linh mang theo tàn đao vọt vào. Các huynh đệ, vất vả rồi. Khương Phàm cười ha ha, hai cánh mở ra nhấc lên năng lượng, thẳng đến không trung. Khương Phàm, ngươi là tên bại hoại cặn bã. Chu Thiên Thần Điện. Phương Tĩnh nhịn không được liền chửi ầm lên. Giết chết hắn. Tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo nhìn thấy Khương Phàm tiến đến, trong mắt đều đỏ lên. Bọn hắn ở chỗ này giết tới điên cuồng, cũng đều bị thương nặng, còn tổn thất số lượng lớn trưởng lão. Thật vất vả mới áp chế tổ kỳ lân, vậy mà gia hỏa này tới ngay lúc này. Bọn hắn thật sự chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy. Đám tán tu mang theo vết thương chồng chất đọng lại ở xung quanh đều là hoàn toàn phục hắn,
lần đầu tiên thấy có người dám đùa nghịch xoay quanh đám thiên tài của hoàng tộc hoàng đạo. Các ngươi cứ mắng trước, đồ ta lấy. Khương Phàm xuyên qua năng lượng, thẳng đến hồng hoang tổ kỳ lân đang sụp đổ phía trước. Đoạt, bọn người Lan đạo đều không lo được phải xử lý Khương Phàm, dày vò lâu như vậy, trước tiên phải cướp thú nguyên kỳ lân đi rồi lại nói. Khương Phàm xông lên phía trước nhất, thanh đồng tiểu tháp nơi cổ áo dâng lên hơn 60 sợi tỏa liên, cuồng kích giữa không trung, quấn về 9 cái đầu lâu đang rơi xuống. Ngọa tào, buông tay cho ta, lưu mấy cái, khốn kiếp, cho ăn bể bụng ngươi cái tên không biết xấu hổ. Tất cả thiên kiêu nhân kiệt của hoàng tộc, còn có các trưởng lão, tập thể đều tức giận la mắng, chửi ầm lên, không còn có phong phạm như thường ngày nữa. Muốn không, cho các ngươi. Khương Phàm khống chế xiềng xích mãnh liệt giơ lên, ném 7 cái đầu kỳ lân trong đó ra ngoài, chỉ để lại đầu lâu lửa, đầu lâu nước. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đang khí thế rào rạt bổ nhào tới liền cưỡng bức phanh lại, lập tức khóa chặt một cái bên trong, vò tới bên ngoài. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, cuốn lấy 2 cái trong đó lôi vào thanh đồng tiểu tháp. Kiều Hinh, bọn người Dương Biện thì lao thẳng đến đống hài cốt kia. Giống. Dương Biện hóa thân thành viễn cổ cự kình, hắc chiều cuồn cuộn, chấn động trời cao, nó há mồm khẽ hấp, vòng xoáy mênh mông bao phủ toàn bộ hài cốt, rất có tư thế một ngụm nuốt vào. Để xuống cho ta. Có một số trưởng lão hoàng tộc không có đuổi theo đầu lâu, mà là như thiểm điện giết tới hài cốt đang sụp đổ, tế lên năng lượng cường đại, trùng kích Dương Biện. Thế công quá mạnh, tất cả đều là niết bàn cảnh. Sắc mặt Dương Biện kịch biến. Cứu ta. Kiều Hinh bay lên không chặn đường, cường thế nhấc lên kim viêm đầy trời, thao thao bất tuyệt, bên trong trải rộng linh vũ hoa lệ sắc bén, giống như ngàn vạn kim kiếm. Ầm ầm. Toàn diện bạo kích, thiên phẩm áp chế. Không trung triệt để sôi trào. Năng lượng táo bạo kịch liệt cuồn cuộn, hoắc loạn không dứt. Chu Thanh Thọ nhấc lên ánh sáng tinh thần, bao phủ Dương Biện, cưỡng ép di chuyển. Dương Biện mạo hiểm tránh khỏi thế công, thầm nghĩ đáng tiếc. Tuy nhiên vẫn hút được mười mấy khối xương vào cơ thể. Cướp! Càng nhiều trưởng lão hoàng tộc hoàng đạo nhào tới, không lo được bọn người Kiều Hinh trên không trung, thẳng đến những mảnh hài cốt tàn mắt kia. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, bắt lại một khối cẳng tay tráng kiện, chuẩn bị cướp đi. Lúc này, một mảnh lôi chiều cuồng kích tới, cường quang chói mắt, năng lượng bạo ngược. Khương Phàm, người quá phách lối. Loan Hồng Hy không có đi đoạt xương đầu hay hài cốt, có thể giao cho bọn người Tần Ngao Thương, hắn thì lao thẳng đến Khương Phàm. Bởi vì thực sự nhịn không được. Hoàng đạo cao ngạo lúc nào bị làm nhục qua như vậy. Loan Hồng Hy mang theo ánh mắt khiếp người, mỗi tấc da thịt đều dâng lên lôi chiều. Ầm ầm tiếng vang, chấn động cung điện, trong nháy mắt màng nhĩ mấy ngàn người đều ông một tiếng. Cung điện lay động, lôi chiều bạo kích, ẩn chứa uy thế to lớn, oanh kích cẳng tay kỳ lân, cũng che mất Khương Phàm. Khương Phàm lấy đi xương kỳ lân, toàn thân trong chốc lát hiển hiện kim vũ cứng rắn, vững vàng bảo vệ toàn thân, ngạnh kháng lôi chiều trùng kích, hắn cũng không lui lại, mà lao về phía trước, đấm ra một quyền, vượt qua mấy triệu cực cảnh, càng bao quanh liệt diễm nóng bỏng, giống như vầng thái dương nghênh đón Loan Hồng Hy. Ầm ầm, lôi chiều liệt diễm bộc phát, Khương Phàm và Loan Hồng Hy đều tháo chạy. Hôm nay ngươi phải chết. Loan Hồng Hy dâng lên lấy lôi uy kinh khủng, phảng phất một kiện thần binh, phát ra uy thế hủy diệt. Hắn gào rít một tiếng, hóa thân thành lôi chiều, lao thẳng đến Khương Phàm. Linh văn của hắn là phiến lôi hải, lại dựng dục thiên lôi màu tím. Hắn có được ngũ đại khí hải khác hẳn với người bình thường, mỗi cái khí hải đều lấp đầy lôi chiều, mỗi cái khí hải cũng đều thai nghén thiên lôi. Tốc độ của hắn kinh người, tốc độ giống như ánh sáng bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm ngang nhiên nghênh đón, kịch liệt đối kháng. Vừa mới mở ra thân thể bảo tàng để hắn có được thân thể Chu Tước chân chính. Mà đối với Chu Tước mà nói, tốc độ là ưu thế tuyệt hảo, đủ để có thể chống đỡ thiên bằng. Rầm rầm rầm, lôi hỏa bạo kích, hoắc loạn toàn trường. Tại thời điểm toàn trường hỗn loạn đến mất khống chế này, bọn hắn lại ở nơi này giết tới sôi trào. Lít nha lít nhít tàn ảnh, đang cuộn trào năng lượng bạo động lấp lóe không dứt. Ngươi dám đấu tốc độ cùng ta? Loan Hồng Hy rít gào một tiếng, trong chốc lát phân hóa ra mấy ngàn thân ảnh, lấp đầy khung trời, khó phân biệt thật giả. Lại ở trong chớp mắt, bọn hắn đều giơ hai tay lên trời,
tất cả phân thân phóng thích lôi chiều ngập trời. Ầm ầm, lôi quang thông thiên, trên trời dưới đất đều có, mênh mông vô biên, số lượng lớn tán tu đều bị dìm ngập, bị xé thành mảnh nhỏ. Thây ngã khắp nơi trên đất. Khương Phàm đều bị ép tới đánh về phía mặt đất, thừa nhận lôi điện tẩy lễ thao thao bất tuyệt. A, à, Loan Hồng Hy nhìn Thanh Tú, nhưng kỳ thật lại chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Hắn rít lên một tiếng, hơn 3.000 hư ảnh đều trở về, mà năm cái khí hải phóng thích 5 mảnh thiên lôi, bộc phát ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn trở nên vũ dũng không gì sánh được, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thôn sơn hà, khí khái duy ngã độc tôn. Răng rắc, 5 mảnh thiên lôi, giống như trời phạt. Tiếng vang điếc tai, ngay cả cung điện đều đang lay động. Thiên lôi mênh mông, xé rách không gian, thậm chí rạch ra thời gian, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Lấy uy thế cường đại phá hủy hết thảy, phân biệt oanh kích đầu lâu, hai tay, lồng ngực, phần bụng. Sát uy lạnh thấu xương, chấn kinh vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Thời khắc sống còn, toàn thân Khương Phàm bắn ra cường quang, kim viêm hòa với huyết khí, nháy mắt dâng lên, ngưng tụ hư ảnh chú tước phóng lên tận trời. Chu tước bác thiên thuật, từ trong huyết mạch thả ra, ẩn chứa uy lực tổ uy truyền thừa cường đại. Giống như là một chân hồn chu tước đẫm máu dục hỏa, phóng lên tận trời, mang theo uy lực vật lộn giữa khung trời, lấy uy lực hoác loạn càn khôn, nháy mắt nghênh kích năm mãnh lôi chiều trời phạt đang tới. Ầm ầm, từ trên trời giáng lâm, đến chu tước lăng tiêu, chỉ có mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, bạo tạc mãnh liệt cũng đã sôi trào. Đinh tai nhức óc, cường quang chói mắt, năng lượng thanh chiếu các loại cuồng kích xung quanh mấy ngàn thước, oanh sát số lượng lớn cường giả còn đang cướp đoạt bảo cốt. A, à, Loan Hồng Hy vô ý thức muốn tiếp tục ngưng tụ lôi chiều, triệt để oanh sát Khương Phàm, không nghĩ tới thiên lôi mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị gánh vác. Siêu, Khương Phàm phóng lên tận trời, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Loan Hồng Hy. Chu tước lăng tiêu thuật, tốc độ truyền thừa cực hạn. Mạnh hơn vạn cầm thiên hạ, hiện ra tốc độ ảo diệu cực hạn, hoàn toàn có thể so đấu với lôi quang. Khương Phàm giáng lâm, trong chốc lát đã phát động kim viêm cuồn cuộn, bao phủ tới phía Loan Hồng Hy. Sắc mặt Loan Hồng Hy hơi biến đổi, trong chớp mắt đã lay động xuất ra rất nhiều tàn ảnh, nương theo lôi chiều trùng kích về phía sau, kéo dài khoảng cách, bây giờ xuyên thẳng qua trong lôi chiều là tốt. Đây là thiên cấp võ pháp, lôi đạo đại chuyển rời. Khương Phàm không ngừng tấn công, nhấc lên liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ hơn ngàn sợi quang vũ. Mở ra thân thể bảo tàng, các mặt đều phát sinh thay đổi. Thời khắc này quang vũ tựa như lợi kiếm chân chính, không thể phá vỡ, sắc bén thấu xương, càng giống như tiểu chu tước, cường đại nguy hiểm. Bọn chúng xé rách trường không, toàn diện bạo kích Loan Hồng Hy đang rút lui, làm cho hắn liên tục lui lại, một mực chuyển rời đến trong đội ngũ Chu Thiên Thần Điện. Lên! Tần Ngao Thương quả quyết chặn lại được ở phía trước, đưa tay đến giữa ngưng tụ lại thổ khí, không phải là thổ nguyên lực đơn giản, mà là có thể so với thổ khí kim cương huỳnh quang. Một tiếng thét ra lệnh, cuồn cuộn thổ khí ngưng tụ hình người người khổng lồ, nguy nga to mọng, nặng đến hàng ngàn tấn, giống như tấm chắn hình người nặng nề, ngạnh kháng quang vũ bạo kích. Ầm ầm, bạo kích liên miên, người khổng lồ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, chảy xuôi dung nham. Tần Ngao Thương bất ngờ, hỏa diễm thật mạnh lại có thể hòa tan phòng ngự của hắn. Khí tức của Loan Hồng Hy lộn xộn, xuyên thấu qua chỗ trống của tấm chắn người khổng lồ, ngắm nhìn Khương Phàm ở hư không nơi xa. Thật mạnh. Mặc dù hắn cao ngạo tự phụ, nhưng lại không thể không thừa nhận một câu, tên điên này thật sự quá mạnh. So với hắn mong muốn còn mạnh hơn gấp 3 gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng sao lại có thể? Tuy nhiên Khương Phàm chỉ là một tên gia hỏa dã man. Là thánh phẩm biến đổi tới, bất luận là thiên phú, tài nguyên tu luyện, hoàn cảnh trưởng thành đều kém xa hắn, vậy mà tên đó lại có thể cùng hắn đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Đổi lại là đối thủ khác, chỉ riêng ưu thế tốc độ lôi văn của hắn cũng đủ để nhẹ nhõm miểu sát, hoặc là ép tới chật vật không chịu nổi. Lúc này, Kiều Hinh giam cấm bọn người dương biện bay lên không, tụ tập đến bên cạnh Khương Phàm. Bởi vì càng ngày càng nhiều người vây bắt bọn hắn. Khoái kiệt của vạn đạo thần giáo cũng phát động tập kích, mắt lộ ra hung quang tập trung vào bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, thu chúng ta vào đi, loại trường hợp này chúng ta cũng không đối phó nổi. Chu Thanh Thọ nóng nảy mà thúc giục. Bọn hắn vẫn chỉ là linh hồn cảnh,
Bên trong những thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo xung quanh này có quá nhiều niết bàn cảnh, nhất là những trưởng lão đã bị buộc tức giận kia. Làm cái gì không được, chạy trốn là hạng nhất. Dương Biện không nhìn nổi hắn. Ngươi có bị bệnh không, vừa rồi là ai mới kêu gào hô cứu mạng? Chu Thanh Thọ lập tức trở về. Khương Phàm thu bọn họ vào, chỉ để lại Kiều Hinh. Vẻ mặt Kiều Hinh nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại hưng phấn đến reo hò. Vừa mới thức tỉnh, chính là chiến trường kích thích như vậy, cái này khiến nàng như đang về tới thời đại đã từng có kia. Về phần nguy hiểm, nàng không quan tâm, bởi vì đứng bên cạnh nàng chính là nam tử của nàng, thần hoàng của nàng, người đã từng là chủ nhân Thương Huyền, tương lai cũng hẳn là chủ nhân của Thương Huyền. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Đại quang mang thần điện, U Dương Thiên Nhiên cầm thánh kiếm trong tay, chỉ về Khương Phàm phía xa. Vừa rồi không phải chơi rất kích thích sao? Bây giờ đến phiên chúng ta. Vạn đạo thần giáo, Khoái Kiệt ngăn ở phía sau Khương Phàm, toàn thân phát sáng, một sợi lại một sợi huyết khí bốc hơi lên, từ trong lỗ chân lông xông ra, giống như đã dẫn phát một loại pháp tắc rung động nào đó, để trái tim tất cả mọi người trong cung điện đều cảm nhận được kiềm chế, giống như máu tươi toàn thân lúc nào cũng có thể tuôn ra. Khương Phàm, giao hai cái đầu ngươi lấy được ra, có lẽ còn có thể cho ngươi toàn thây. Mấy vị tộc lão hoàng thất cổ hoa hung tợn tiếp cận Khương Phàm, hỗn đản này rốt cuộc cũng phạm vào nhiều người tức giận, hôm nay nhìn xem hắn còn chạy trốn thế nào. Rất nhiều cường giả đang tranh đoạt đều để ý lấy đến không trung, lần này xong rồi. Ta chết đi, ngươi lại phải làm sao bây giờ? Khương Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Lan Nặc, trêu chọc một câu. Ngươi im miệng. Lan Nặc xấu hổ. Ngươi thật muốn chơi nhìn ta chết ở trước mặt ngươi. Ngươi cầm miệng cho ta. Lan Đạo cũng nhìn không được, ở ngay trước mặt ta đùa bỡn nữ tử tương lai của ta, mẹ nó, còn nghiện. Khương Phàm, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám làm càn. Trước tiên giao đầu cùng xương cốt tổ kỳ lân ra. Chu Thiên Thần Điện, Phương Tĩnh tức giận giữ quát mắng Khương Phàm. Nàng xinh đẹp yêu kiều, tôn quý lãnh diễm, rất ít bão nổi ở bên ngoài. Nhưng hôm nay thật sự là chịu đủ cái tên điên này. Ngươi nói ngươi có chút bối cảnh, phách lối thì cũng thôi đi, một cái trưởng lão xí thiên giới mà thôi, cũng dám luân phiên khiêu khích hoàng tộc hoàng đạo bọn hắn, thật sự là quá đề cao bản thân mà. Nếu không biết sống chết, vậy cũng chớ sống nữa. Còn có vũ khí trong tay ngươi, hạt giống vĩnh sinh thần thụ ngươi lấy được, toàn bộ giao ra. Chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây. Tần Ngao Thương mang theo trọng kiếm. Đằng đằng sát khí quát tháo Khương Phàm. Các thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo các phương đều sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị săn giết Khương Phàm, cướp đoạt bảo bối. Khương Phàm lại không hoảng không loạn, lôi kéo tay Kiều Hinh, lại nhìn các cường giả liên tiếp vây tới. Các ngươi là muốn hai cái đầu tổ kỳ lân, hay là muốn di cốt tiên tổ? Di cốt tiên tổ gì? Đám người vô ý thức hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý sao? Nơi này có một tiên tổ nhân tộc trấn thủ. Đánh rắm, đừng có đùa mánh khóe, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng chết như thế, ngươi có thể lựa chọn thống khoái, cũng có thể chọn cái khuất nhục. Thì ra các ngươi cũng không có chú ý. Khương Phàm triệu cái đầu lâu tỏa ra mê quang từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Đầu lâu đã chết trong thời gian vô tận, nhưng vẫn giống như hồng hoang tổ kỳ lân, duy trì hình dáng hoàn chỉnh, dáng vẻ trang nghiêm. Khí thế giống như đại dương tràn ngập cung điện. Bầu không khí trong cung điện nhanh chóng an tĩnh, đám người sợ hãi, toàn bộ sợ hãi, cảm giác được một loại áp lực lớn lao, bao phủ lấy cung điện rộng rãi, dẫn phát không gian chấn động. Xa xa, hai mắt trưởng lão các cường tộc đều tỏa sáng, toàn bộ bay lên không, vây đến xung quanh Khương Phàm. Ánh mắt của đám người Khoái Kiệt cũng đều sáng rực tập trung vào cái đầu lâu hình người kia. Loại khí tức cổ xưa này, loại hình dáng hoàn chỉnh này, loại linh hồn rung động này, cực kỳ tương tự như hồng hoang tổ kỳ lân. Thật chẳng lẽ chính là tiên tổ nhân tộc trấn thủ cung điện? Hắn là người canh giữ? Hay là người giữ mộ? Mặc kệ như thế nào, khẳng định là vô cùng cường đại. Giờ khắc này, bất luận là thiên kiêu, trưởng lão hoàng tộc hoàng đạo, hay là tử đệ cường tộc, đám tán tu xung quanh, đều bắt đầu hô hấp gấp gáp. Ngoài hồng hoang tổ kỳ lân ra, lại còn có một bảo bối khác. Bọn hắn sao động, tham lam. Vừa rồi lại bị hài cốt tiên tổ ép tới không khí khẩn trương, dần dần nóng lên. Khương Phàm thu hài cốt tiên tổ lại. Ai muốn, ai có thể bảo đảm ta ra ngoài, ta
ta liền cho người đó. Nhưng, đầu hồng hoang tổ kỳ lân, hạt giống vĩnh sinh thần thụ, ta cần giữ lại. Có ai nguyện ý cùng ta làm giao dịch này? Ánh mắt các tán tu cùng cường tộc ở bên ngoài đồng loạt tụ tập đến hoàng tộc hoàng đạo ở không trung, cuối cùng lại tụ tập đến cửu thiên thần giáo, vạn đạo thần giáo, chu thiên thần điện, cùng đại quang mang thần điện.